Chương 481 Ở giữa không trung, một thanh âm thở dài vang lên. Nhạc thành rất quỷ dị, thực lực cũng rất mạnh, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nhìn không ra nhưng ta cảm giác thấy hình như hắn phát hiện ra chúng ta. Một giọng khác lại cất tiếng. Tiểu tử này đúng là không tệ, lần đi thúy phong cổ nham này cũng nên để hắn đi. Tám phần huyết mạch kim long thân thể, nhất định phải đi. Nhạc ra chúng ta nghìn năm không phát hiện người có nhiều huyết mạch như thế. Một thanh âm nhỏ giọng nói. Đúng thế, chỉ là tất cả phải dựa vào vận mệnh của hắn, chúng ta cần phải chuẩn bị một phen, phỏng chừng không lâu nữa hắc ám thần điện sẽ hành động. Vài thanh âm truyền tới ở trên không trung, sau đó một thanh âm quen thuộc nói. Mấy lão bất tử các ngươi khi dễ ta thực lực thấp phải không? Chủ nhân thanh âm này chính là hỏa lão. Ở trên một đỉnh núi rất lớn, khói bếp lượn lở, từng đợt mùi thơm sông vào mũi. Nhạc thành đi theo đám người nhạc thạch đầu cùng với nhạc viễn bằng tới đây. Ở trên này đã có những bếp lò chẳng chịt, không ít người nướng thịt ma thú, đội trưởng sắp chín rồi nhìn thấy đám người nhạc thạch đầu trên mặt đất không ít hộ vệ đội viên tiến tới nói được đoàn người chúng ta ăn mọi người mau nâng cốc nhạc thạch đầu cất tiếng nói lúc này một đám hộ vệ viên đặt hũ rượu lớn ở bên cạnh nhạc thành tựa hồ như đã chuẩn bị sẵn đối với rượu ở trên huyền thiên đại lục nhạc thạch đầu đã sớm dung qua một số khách điếm cũng có bán những rượu này so với ở hoa hạ thì cũng không khác biệt bao nhiêu uống nhiều là bị say nhạc thành hôm nay chúng ta uống một chút chúc mừng ngươi giáo huấn được đám hộ vệ hoàng long ta xem bọn họ về sau có còn khi dễ chúng ta không nhạc thạch đầu lớn tiếng nói không sai thành viên đội hộ vệ hôm nay coi như giải được uất khí nhạc viễn bằng cất tiếng nói đến đây mỗi người uống một chén một người mà nhạc thành không biết tên đứng dậy nói được một chén này chúng ta kính anh hùng của thanh long đội nhạc thành về sau chúng ta lấy đó làm gương nhạc viễn bằng lớn tiếng nói kính nhạc thành đại nhân mấy nghìn người đồng thanh nói thanh âm vang lên đinh tai nhức óc nhạc thành mỉm cười hắn cũng không từ chối cùng mọi người uống một chén sau đó nhạc thành cũng muốn làm quen với mọi người đây là cơ hội để hắn kiếm linh châu thượng cổ mọi người không thể thiếu vài chén uống với nhạc thành nhạc thành cũng không từ chối ai ngay cả những hộ vệ bình thường trong thanh long hắn cũng không từ chối nhạc thành ngươi không sao chứ nhạc thạch đầu cất tiếng hỏi thấy nhạc thành uống quá nhiều hắn hơi lo lắng không sao Nhạc Thành mỉm cười, chỉ là rượu mà thôi, vào trong cơ thể là có thể hóa thành hơi nước toát ra ngoài. Thạch đầu, còn có ba người ba tháng nữa tham gia tỉ thí gia tộc, lần này Thanh Long hộ vệ đội chúng ta có thể tham gia không? Nhạc viễn bằng cất tiếng nói với nhạc thạch đầu. Không biết, mỗi lần tổ chức là, Thanh Long hộ vệ đội chúng ta không ai tham gia vì thực lực chúng ta quá thấp, tham gia chỉ rước thêm nhục. Nhạc thạch đầu thở dài. Nhưng mà lần này chúng ta đề cử nhạc thành thế nào, ta thấy nhạc thành cũng có hy vọng. Một đội trưởng nói. Đúng thế, chúng ta đề cử Nhạc Thành nhất định không có vấn đề gì. Không ít người nhìn Nhạc Thành mà cao hứng nói. Đúng thế, tại sao ta không nghĩ tới? Nhạc Thạch Đầu hưng phấn nói. Thạch Đầu, đội trưởng mọi người nói gì đó? Nhạc Thành nghe thấy thì hỏi. Nhạc Thành, người mới tới Nhạc gia nên không biết. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói với Nhạc Thành. Còn hơn 3 tháng nữa chính là kỳ tỉ thí của gia tộc. Nếu như có thể tiến vào hai vị trí đầu tiên, thì có thể thay Nhạc gia tham gia tỉ thí với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc nếu sau đó tiến vào năm vị trí đầu tiên trong cuộc tỷ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc thì có thể tham gia từ đường tẩy lễ tăng cường huyết mạch tỷ thí trong tộc từ đường tẩy lễ nhạc thành hơi biến sắc mà lập tức gật đầu nói với nhạc thạch đầu thạch đầu đội trưởng vậy nên này ta có thể tham gia không mấy lần trước đội hộ vệ thanh long chúng ta tự hồ như tự động bỏ không ai tham gia bất quá lần này chúng ta sẽ đề cử ngươi đợi ngày mai chúng ta nhất định sẽ báo cho đại đội trưởng nhạc thạch đầu cất tiếng nói Vậy đa tạ mọi người." Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng hắn vẫn suy nghĩ xem mình làm cách nào để có thể tham gia cuộc tỉ thí không ngờ hôm nay lại có cơ hội tốt như vậy. "Nhạc Thành thời gian kế tiếp ngươi phải tu luyện cho thật tốt, sau 3 tháng nếu như ngươi tham gia tỉ thí thì phải cẩn thận một chút, ta nghe nói trong đội hộ vệ Hoàng Long có Nhạc Siêu và Nhạc Đình thực lực rất cao, bọn họ chính là huyết mạch dòng chính, nghe nói độ dày huyết mạch tới bảy thành." Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha." Nhạc Viễn bằng cất tiếng nói nhạc siêu nhạc đình nhạc thành lẩm bẩm nói hai người này hắn đã gặp ở viễn cổ kết giới nên dĩ nhiên là biết không biết tôn gia và trần gia có phái người tới hay không tôn gia tôn thi thi hẳn là có tham gia cô nàng kia thực lực cũng không tệ còn hơi quỷ dị nhạc thành lẩm bẩm trong lòng không biết trần gia phái ai tới người của trần gia mình chưa thấy qua bao giờ đúng rồi nhạc thành mặc dù chúng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng nhạc siêu và nhạc đình tiểu thư cũng rất lợi hại ngươi cần phải cẩn thận một chút một đội trưởng nói với Nhạc Thành. Mọi người hôm nay ăn mừng vì cho đội hộ vệ Hoàng Long một bài học, sau đó trời nhanh chóng tối xuống, Nhạc Thành đi vào trong đỉnh viện, Nhạc Thạch Đầu cùng với Nhạc Viễn, bằng nhóm người nói Nhạc Thành kế tiếp tu luyện cho thật tốt. Quay trở lại trong đỉnh viện, Nhạc Thành mỉm cười, thần thức của hắn cảm ứng được yêu huyên cùng với đại song, và tiểu song đang ở bên trong tu luyện cho nên hắn cũng không quấy dày. Thủ ấn đánh ra, Nhạc Thành tạo thành một cấm chế, dù sao ở đây cũng là nhạc gia, Nhạc Thành cũng phải lo ngại, một nồng đậm thanh mang bao phủ quanh người của hắn, nhạc thành nhanh chóng hấp thu linh khí của linh châu thượng cổ rồi tiến vào trong tu luyện, kim mang từ từ tràn ngập, linh châu thượng cổ tràn ngập linh khí bắt đầu xuyên qua, chuyển hóa thành huyết khí màu lam làm dịu lục phủ ngũ tạng. sáng sớm hôm sau, một số trưởng lão hầm hầm tới gặp nhạc duy, tộc trưởng lần này nhất định phải đuổi nhạc thành ra khỏi nhạc gia, hắn đánh bị thương một hộ vệ đội hoàng long, hai năm chưa chắc có thể khôi phục. một trưởng lão áo sám nổi giận nói với nhạc duy nực cười một đội hoàng long hộ vệ đội mà đánh không lại nhạc thành còn không biết xấu hổ tới đây tố cáo ta thấy mặt mũi của hoàng long hộ vệ đội xem ra cũng bị ném hết một thanh y trưởng lão cất tiếng nói hư bất kể thế nào cũng phải đuổi nhạc thành ra khỏi nhạc gia một trưởng lão nổi giận đùng đùng thúi quá đọ sức vốn là bị thương các ngươi trước đây thường xuyên trợ giúp đội hộ vệ hoàng long đánh đội hộ thanh long bây giờ đội hộ vệ hoàng long đọ sức với nhạc thành bị hắn đánh bị thương các ngươi còn trách nhạc thành ra tay hạ thủ độc ác các ngươi khi người quá đáng. Một thanh y trưởng lão cất tiếng. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Nhạc duy biến sắc rồi lập tức nói. Hộ vệ đội ngang ngược càng rỡ, cũng nên bị giáo huấn một chút. Chuyện này không nên đổ lên trên đầu của nhạc thành, mọi người mau lui ra đi. Trong một kết giới mênh mông, một thanh niên áo trắng lúc này hơi biến sắc một chút, lập tức trong tay bóp nát một ngọc giản, không gian thông đạo sau đó liền xuất hiện trước mặt hắn. Mà lúc này ở trong cùng một thời gian, trong một kết giới giữa không trung có một con hỏa phượng hoàng lăng không bay lượn thân hình vô cùng lớn che kín cả một khoảng trời con phượng hoàng này phát ra ngọn lửa rất nồng đậm từ xa xa nhìn lại giống như một biển lửa vậy con phượng hoàng rất lớn bay lên trên không trung sau một thời gian liền khôi phục nhân hình đột nhiên một cô gái mặc hồng y vô cùng xinh đẹp xuất hiện cô gái này ngũ quan tuyệt đẹp khuôn mặt giống như là ngọc mài chạm vậy bộ ngực sữa cao ngất cái eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt kiều đồn cao gầy gợi cảm ở trên không trung hồng y nữ tử có một vòng cung cám dỗ cô gái này chính là đông phương lạc nhan tiểu thư thực lực của tiểu thư tựa hồ đã tăng lên lần này tham gia tỉ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc nhất định có thể bước vào năm vị trí đầu tiên đến lúc đó tiểu thư có thể khôi phục toàn bộ huyết mạch một thanh âm êm ái truyền tới mà người nói câu này bộ dáng trung niên vẫn có thể thấy đó chính là một người tuyệt đẹp chính là người mà nhạc thành gặp ở trong vĩnh hằng tháp tam trưởng lão của thần hoàng tộc tam trưởng lão trên người ta đã luyện hóa hoàn toàn bất tử thảo, huyết mạch đã đạt tới chín thành, chẳng lẽ qua từ đường tẩy lễ có thể khôi phục hoàn toàn hay sao?" Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng nói với trung niên nữ tử. "Tiểu thư, tiểu thư mấy năm trước vô tình có được bất tử thảo có được chín thành huyết mạch đã, vô cùng giỏi, phải biết rằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng không mấy ai chưa trải qua từ đường tẩy lễ, mà có được từng đó huyết mạch. Trải qua từ đường tẩy lễ, có tới bảy thành là tiểu thư sẽ khôi phục hoàn toàn huyết mạch." đến lúc đó cũng sẽ đứng hàng thứ hai trong đám tiên tổ, cũng chính thức khôi phục bản thể thần thú. Tam trưởng lão nói, còn có kỳ tỷ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc nữa, không biết người của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc có những ai tham gai. Đông Phương Lạc Nhan lẩm bẩm nói, đúng rồi Tam trưởng lão, trưởng lão có tin tức của Nhạc Thành hay không? Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng hỏi Tam trưởng lão. Nhạc Thành lần trước có xuất hiện ở linh mộ bát sĩ linh mãng, sau đó không thấy đâu nữa. Tam trưởng lão cất tiếng nói người này tới huyền thiên nội lục tại sao không gặp ta đông phương lạc nhan tức giận nói truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tiểu thư nhạc thành hẳn là còn chưa biết quan hệ giữa hắn và tiểu thư nếu không nhất định sẽ tới tìm tam trưởng lão khẽ cười nói người này tại sao lại không biết đông phương lạc nhan lẩm bẩm nói thời gian trôi qua nhạc thành vẫn ở trong phòng tu luyện cũng may là không có ai tới quấy giày mà Nhạc Thành cũng từ từ tiến bộ tu vi, ngay cả hỏa lão thời gian này cũng chưa về. Nửa tháng sau, một đám trưởng lão đang tranh luận ở trong đại sảnh. Không, Nhạc Thành, từ bên ngoài tới làm sao có thể tham gia kỳ tỷ thí của tuổi trẻ trong gia tộc, chúng ta kiên quyết phản đối. Phản đối cái gì? Dựa theo quy củ của Nhạc gia, Nhạc Thành hiện tại thuộc đội hộ vệ Thanh Long. Đội hộ vệ Thanh Long có ba người trọng điểm, giờ chọn ra một, ngươi phản đối cái gì? Hừ, Nhạc Thành không có tư cách mọi người đều biết rõ, nhạc thành nhất mạch đã rời khỏi nhạc gia làm sao có thể để một người trẻ tuổi tham gia tỷ thí một đám hộ pháp trưởng lão cãi vã mà nói được rồi mọi người đừng có tranh cãi nữa cứ dựa theo quy củ đi sắc mặt của nhạc duy hơi biến mà cất tiếng nói ý của tộc trưởng là trưởng lão phản đối nhìn nhạc duy mà hỏi trong tộc có quy củ đúng là đội hộ vệ thanh long có ba người có quyền lợi chúng ta nhất định phải tiếp nhận hơn nữa nhạc thành hiện tại thuộc đội hộ vệ thanh long cũng là người của nhạc gia nếu chúng ta không đồng ý thì về sau làm sao cho toàn tộc quy phục đây nhạc duy biến sắc mà nói nhưng mà tộc trưởng vậy thì quá tiện nghi cho tên tiểu tử kia vừa nghe thấy nhạc duy nói thế trưởng lão kia liền kinh ngạc chỉ là tỷ thí mà thôi không phải là xác định chẳng lẽ ngươi lo lắng không ai là đối thủ của nhạc thành hay sao nhạc duy cất tiếng nói tộc trưởng chúng ta phản đối một đám người phản đối nói chuyện này ta đã quyết định nhạc duy hơi biến sắc mặt mà nói các vị, nếu như tộc trưởng có ý muốn Nhạc Thành tham gia tỉ thí, thì chúng ta không nên thay đổi quy củ, chúng ta phải nghĩ biện pháp để ngăn cản hắn." Một trưởng lão oán hận nói. "Không sai, chúng ta nhất định phải hành động." Một trưởng lão phụ họa. "Thật không? Tộc trưởng đều đồng ý, các ngươi nếu như phản đối thì chúng ta không sợ, nhất mạch chúng ta đã nhịn các ngươi lâu rồi, ai dám đụng tới Nhạc Thành thì ta sẽ không khách khí với người đó." Trưởng lão ủng hộ Nhạc Thành phất tay rời đi. 20 ngày sau, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí, hai luồng ánh sang bắn về phía trước. Tại sao bọn chúng lại đến đây, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến, sau đó hắn lập tức đi ra khỏi phòng, thần thức của Nhạc Thành cảm nhận được có người từ đình viện đi tới. Nhạc Thành, thế nào rồi? Yêu Huyên xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Không có gì, hình như có người tới. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta cùng ngươi đi ra. Yêu Huyên nói với Nhạc Thành, không cần dù sao cũng là người của nhạc gia ta ra ngoài tiếp bọn họ nhạc thành cất tiếng nói sau đó thủ ấn của hắn biến đổi thu hồi cấm chế bố trí ở bên ngoài xoẹt xoẹt nhạc thành vừa đi ra khỏi đình viện thì có hai người ở trên không trung rơi xuống chính là nhạc đại dũng và nhạc tiểu dũng nhạc thành xin chào chúng ta có làm phiền ngươi hay không nhạc đại dũng cất tiếng hỏi nhạc thành sao vậy các ngươi sao gấp gáp thế có chuyện gì xảy ra sao nhạc thành biến sắc lập tức hỏi đội hộ vệ hoàng long tới không ít cường giả bây giờ hướng vào trong long cốc mà đi tới bọn họ muốn khiêu chiến với ngươi thạch đầu đội trưởng nói cho ngươi biết một chút nhạc tiểu dũng nhanh chóng nói với nhạc thành bọn họ tới đây bao nhiêu người nhạc thành cất tiếng hỏi hình như là bốn đội hộ vệ hoàng long có bốn đội trưởng thực lực đã là nhị tinh đấu tôn ngoài ra có một trung đội trưởng thực lực tam tinh đấu tôn nhạc đại dũng cất tiếng nói chúng ta đi thôi nhạc thành cất tiếng nói rồi thả người hướng về phía long cốc Nhạc Đại Dũng và Nhạc Tiểu Dũng hai huynh đệ cũng theo Nhạc Thành đi vào trong Long Cốc. Trong cốc hiện tại đã có mấy nghìn người vây quanh, đội hộ vệ Hoàng Long muốn khiêu chiến Nhạc Thành tin tức này đã sớm truyền ra thu hút rất nhiều người. Long Cốc là một nơi hẻo lánh, 400 người mặc áo giáp màu vàng đang đứng ở đó, đám người hộ vệ Hoàng Long mặc trang phục, đi đầu là bốn thanh niên. Trung đội trưởng, lần này chúng ta không để mắt tới Nhạc Thành, có phải huynh tự ra tay đối phó? Bốn nhị tinh đấu tôn nói với một thanh niên tam tinh đấu tôn cẩn thận một chút, tên tiểu tử kia phòng trừng có thực lực nhị tinh đấu tôn đỉnh phong, hoặc tam tinh đấu tôn. Thanh niên tam tinh đấu tôn cất tiếng nói. Lần này ta chỉ phụng mệnh đội trưởng đến thăm dò thực lực của tên tiểu tử này thôi, nếu như tên tiểu tử này thực lực đủ mạnh, thì đại đội trưởng sẽ đích thân ra tay với hắn. Mà ở trong đám hộ vệ thanh long, đám người nhạc thạch đầu cùng với nhạc viễn bằng liền trở nên khó nhìn, nhìn thấy năm cường giả đấu tôn phía trước, bọn họ liền cảm thấy phiền phức. Thạch đầu, bọn họ xem chừng là tam tinh đấu tôn ngươi xem nhạc thành có thể chống lại không nhạc viễn bằng cất tiếng nói với nhạc thạch đầu ta cũng không biết bất quá ta đoán có thể ta thấy thực lực của nhạc thành cũng đã ngoài tam tinh đấu tôn chỉ sợ những hộ vệ kia chỉ có thực lực nhị tinh đấu tôn là cao nhất cho nên không làm gì được nhạc thành trừ phi họ đồng loạt vây hãm nhạc thạch đầu lo lắng nói bọn họ nếu đồng loạt vây hãm thì thanh long hộ vệ đội chúng ta liều mạng một đội trưởng của thanh long hộ vệ đội cất tiếng nói liều mạng Ngươi liều mạng bằng cách nào? Bọn họ có tới 400 người có hoàng long thân thể, ngươi một nhị tinh đấu tôn còn chưa có thể chống lại, chuyện này thật phiền toái. Nhạc thạch đầu cất tiếng nói. Chúng ta trước hết xem nhạc thành làm sao đã. Nhạc viễn bằng cất tiếng nói. Ở giữa không trung nhạc thành cùng với nhạc đại dũng và nhạc tiểu dũng rơi xuống, nhìn thấy nhóm người nhạc thạch đầu, nhạc thành khẽ nở ra một nụ cười. Nhạc thành, phải làm sao đây? Đôi hộ vệ Hoàng Long có tên trung đội trưởng thực lực tam tinh đấu tôn, tên đó muốn khiêu chiến ngươi, nhạc thạch đầu nói với nhạc thành vậy tiếp nhận khiêu chiến của hắn là được nhạc thành không hề biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói nhạc thành chúng ta nhận được tin tức đám người hộ vệ đội kia là do trưởng lão cố ý sắp xếp để đối phó với ngươi nhạc thạch đầu cất tiếng nói thật không nhạc thành hơi trầm sắc mặt xuống hàn ý từ trong đó toát ra xoẹt 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 đúng lúc nhạc thành muốn nói gì đó thì giữa không trung truyền tới thanh âm rít gào ngay lập tức mấy nghìn người từ không trung lăng không mà xuống bọn họ chính là người của đội hộ vệ Thanh Long. Là hai đại đội trưởng và trung đội trưởng tới. Nhìn thấy đám người trên không trung, nhạc thạch đầu và nhạc viễn bằng liền lộ ra vẻ vui mừng. Ở giữa không trung mấy nghìn người rơi xuống, sau đó sáu thân ảnh xuất hiện bên cạnh nhạc thành. Nhạc thành chăm chú nhìn sáu người này, chỉ thấy bọn họ tự hồ như 30 tuổi. Trong đó có một người thực lực tam tinh đấu tôn, một người thực lực nhị tinh đấu tôn, còn có bốn người thực lực thập tinh đấu tông đỉnh phong. Ra mắt hai vị trưởng lão, Nhạc Thạch Đầu nói với mấy vị kia mà mỉm cười. "Thạch Đầu, ai là Nhạc Thành?" Tam Tinh Đấu Tôn nói với Nhạc Thạch Đầu, ánh mắt bắt đầu đánh giá Nhạc Thành. "Đại đội trưởng, hắn chính là Nhạc Thành, lần trước người đánh bị thương đội hộ vệ Hoàng Long chính là hắn." Nhạc Thạch Đầu tôn kính nói với Tam Tinh Đấu Tôn này. Nhạc Thành đã sớm nghe nói trong đội hộ vệ Hoàng Long có tới 5 đại đội trưởng, 5 người đã có thực lực ngoài đấu tôn, ở Nhạc gia chính là một trong những nhân vật trọng yếu nhất. Người của Nhạc gia, độ dày huyết mạch quyết định địa vị ai có thực lực yếu thì phải lui qua một bên đội hộ vệ thanh long có năm đại đội trưởng thực lực của bọn họ cũng có một cường giả tứ tinh đấu tôn còn có một người thực lực tam tinh đấu tôn một người nhị tinh đấu tôn một người nhất tinh đấu tôn ngươi chính là nhạc thành tam tinh đấu tôn cất tiếng hỏi nhạc thành ra mắt đại đội trưởng tại hạ chính là nhạc thành nhạc thành lập tức thi lễ mà nói nhạc thành hôm nay ta có chuyện nói với ngươi bây giờ có người khiêu chiến với ngươi ngươi trước hết cứ lên đài không thể để cho bọn họ thấy người trong đội hộ vệ Thanh Long không có người, nhóm người nhạc thạch đầu đề cử ngươi với ta, ta không tự mắt nhìn thấy thực lực của ngươi vẫn không yên lòng, mặc dù ta đã báo lên trên, nhưng hiện tại trước mắt chỉ là Tam Tinh đấu tôn mà thôi, nếu như cả hắn mà ngươi cũng không thắng thì thực lực cũng không đủ tư cách tham gia. Tam Tinh đấu tôn lại tiếp tục nói, nếu ngươi có thể đánh bại hắn thì hãy giáo huấn hắn cho thật tốt, chỉ cần không chết người là được. Nhưng nếu bị hắn giáo huấn lại thì ta cũng không có biện pháp, xem như ngươi tự nhận xui xẻo. Nghe lời nói của đại đội trưởng, nhạc thành liền sững sờ sau đó lập tức hiểu rõ. Tại hạ rõ ràng, nhị tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long lớn tiếng mà nói. Các ngươi thuộc đội hộ vệ Hoàng Long chỉ cần không lấy nhiều khinh ít là được, nếu như muốn lấy 100 chống một như trước kia thì miễn đi. Nhị tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng. Nghe thấy lời nói của đội hộ vệ Thanh Long, một số người trong hộ vệ đội liền khó coi, bọn họ rất rõ lần trước nhạc khinh ngân đã bị nhạc thành đánh cho bị thương, 100 người cũng bị đánh bị thương, đây chính là chuyện mất mặt nhất của đội hộ vệ hoàng long nhạc thành lên đi nhớ kỹ lời ta nói có chuyện chúng ta sẽ bàn lại tam tinh đấu tôn nói với nhạc thành được ta lên trước nhạc thành cất tiếng nói sau đó hắn cất người nhảy lên trên không trung trong mắt tràn ngập hàn ý theo lời nói của đại đội trưởng nhạc thạch đầu nhạc thành biết độ hộ vệ hoàng long muốn tìm mình phiền toái là do các trưởng lão sắp xếp nói như vậy nhạc thành thầm quyết định sẽ cho bọn họ một bài học là ai muốn khiêu chiến là ai muốn chết mau ra đây. Nhạc Thành nhìn đám người trong đội hộ vệ Hoàng Long mà cất tiếng nói. Chỉ là một tam tinh đấu tôn mà thôi, Nhạc Thành không để vào mắt. Hừ, tên tiểu tử này thật là ngông cuồng, đừng cho rằng nhạc gia không thể làm gì được ngươi. Tam tinh đấu tôn bị ánh mắt của Nhạc Thành quét qua thì khẽ run lên, sau đó vội vàng chấn định lại tinh thần. Hừ, là ngươi muốn khiêu chiến với ta. Nhạc Thành cất tiếng rồi nhìn chầm chầm. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là tự động cút xéo hai là để lại một tay và một chân. Nhạc Thành thật là ngông cuồng, đội hộ vệ Thanh Long chúng ta đã lâu không có một người như thế, bất quá ta lại thích. Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng nói. Đại đội trưởng, các huynh, tại sao đến đây? Nhạc Thạch đầu cất tiếng hỏi. Ta nghe thấy tin tức của trưởng lão nói rằng, có người muốn ngăn cản Nhạc Thành tham gia tỉ thí cho nên, chúng ta mới tới mặt khác trong thành đội hộ vệ Thanh Long khoảng 30 vạn người, cũng quyết định đồng loạt đối phó với đội hộ vệ Hoàng Long. Chúng ta muốn xem xem 30 vạn người có kém hơn 5.000 người bọn chúng không? tam tinh đấu tôn cất tiếng nói ở giữa không trung đội trưởng mặt vàng như nghệ chăm chú nhìn nhạc thành mà nói ngươi thật là ngông cuồng chỉ bằng ngươi sao vậy thử xem nhạc thành hiện ra hàn ý trong mắt sau đó thủ ấn trong tay chuyển động ám ảnh kiếm tam tinh đấu tôn vẫn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị nhạc thành dung hóa thành ba luồng sáng mà đánh tới nhạc thành chẳng muốn cùng với đội hộ vệ hoàng long gây chiến nhưng dù sao cũng phải cho bọn họ đẹp mắt nếu không sau này hắn sẽ phải gặp rất nhiều phiền phức tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long liền biến đổi sắc mặt, có lẽ hắn cũng không ngờ tốc độ của Nhạc Thành lại nhanh như vây. Hơi kinh ngạc một chút sau đó, thân ảnh của tam tinh đấu tôn liền nhanh chóng lui lại trên người Hoàng mang tràn ngập, quanh thân cũng bố trí một vòng tròn phòng ngự. Ngao! Một tiếng gầm gừ vang lên, một con cọp dài 4-500 thước mở miệng đỏ lòm nhìn về phía Nhạc Thành. Nhìn thấy con cự hổ này, tất cả mọi người thuộc đội hộ vệ Thanh Long đều cảm than không thôi, thực lực của bọn họ đều không thể chống lại con hổ này ngay cả tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ thanh long cũng hơi trầm sắc mặt xuống cự hồ gào thét thanh âm quanh quẩn trong thung lũng khiến cho không ít người phải kinh hồn tăng đảm chút tài mọn phá cho ta nhạc thành biến sắc mặt sau đó thủ ấn của hắn đánh ra tâm niệm của hắn chuyển động ở giữa không trung ba ám ảnh kiếm tạo thành một đường vòng cung màu cầu vồng đan vào một chỗ kiếm mang đánh về phía cự hồ kia suy suy ba luồng sáng bắt đầu lập lòe vượt không gian bắn vào bên trong cự hồ a à, a à cự hổ bị đánh tan tam tinh đấu tôn cũng chảy một luồng máu tươi ra cùng lúc đó nhạc thành phát ra ba ám ảnh kiếm tốc độ rất nhanh công kích về phía tam tinh đấu tôn còn lại của đội hộ vệ hoàng long tam tinh đấu tôn này không kịp ra tay vốn hắn định ra tay công kích nhưng lại bị nhạc thành ra tay trước tam tinh đấu tôn còn lại này lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đồng thời thân hình cũng cấp tốc lui lại tuy nhiên ngay sau đó vòng tròn sáng đã tới trước mắt bao quanh tam tinh đấu tôn phá cho ta Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, ba ám ảnh kiếm phá tan vòng tròn phòng ngự của Tam Tinh Đấu Tôn này. Xoẹt xoẹt, vòng tròn phòng ngự chạy tán loạn, Tam Tinh Đấu Tôn một lần nữa chảy ra một vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần. Xoẹt, ba luồng sáng đánh tan vòng tròn phòng ngự đấu khí, tốc độ cũng hơi trách lên, bắn về phía Tam Tinh Đấu Tôn Hoàng Long thân thể. Hoàng Long thân thể thật là cường hãn, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, bởi vì ba ám ảnh kiếm cũng phải dừng lại một chút rồi mới có thể tiến vào ta đã nói rồi ngươi có hai lựa chọn một là tự động cút xéo đi hai là để lại một tay và một chân bây giờ ta phải cắt một tay và một chân của ngươi nhạc thành cất tiếng nói sau đó hàn ý lóe lên thủ ấn một lần nữa đánh ra a à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên không chun lập tức không gian ánh sáng lóe lên hai luồng máu tươi như nước chảy xuống vậy ầm tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ hoàng long rơi xuống mặt đất tứ chi gãy khiến cho hắn không thể nào chịu đựng được thủ ấn của nhạc thành thu lại ba vòng sáng quay tròn xung quanh hắn. Tiểu tử này thật quá độc ác, nói hắn giáo huấn thôi mà hắn lại chặt một tay một chân của người ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một tiếng gầm từ vang lên sau đó bốn thân ảnh thả người lao lên trên không trung, chính là bốn đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long, bốn nhị tinh đấu tôn. Hừ, đội hộ vệ Hoàng Long các ngươi lấy nhiều khinh ít. Đội trưởng tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long hét một tiếng lớn, sau đó lập tức cùng với nhị tinh đấu tôn thả người nhảy lên trên không trung trong chớp mắt đã ở cạnh nhạc thành. Các ngươi muốn lấy nhiều hiếp ít. Đại đội trưởng tam tinh đấu tôn hung hăng nhìn đám hộ vệ thanh long phía trước mà nói. Hừ, tên tiểu tử này rõ ràng là cố ý, hắn thật sự quá độc ác. Một hộ vệ hoàng long cất tiếng nói. Khiêu chiến có tổn thương thì là chuyện bình thường, các ngươi rõ ràng chỉ lấy cớ. Chẳng lẽ đội hộ vệ thanh long chúng ta sợ các ngươi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ thanh long cất tiếng nói đội hộ vệ thanh long các ngươi thật là to gan chẳng lẽ muốn phân cao thấp với đội hộ vệ hoàng long một đội trưởng của đội hộ vệ hoàng long cũng cất tiếng sắc mặt của y hơi đổi xoẹt xoẹt nghe thấy thế ở phía sau lưng 400 người của đội hộ vệ hoàng long liền nhảy lên trên không trung 400 người áo giáp lập lòe khí thế vô cùng đội hộ vệ thanh long lên cho ta nhị tinh đấu tôn của đội hộ vệ thanh long liền quay đầu lại nói với mọi người xoẹt xoẹt vèo vèo một thanh âm xé gió vang lên đột nhiên cả vạn người của đội hộ vệ thanh long thả người lên ngay lập tức từ bốn phương tám hướng tụ lại nhìn hàng vạn người của đội hộ vệ thanh long đội hộ vệ hoàng long không khỏi cảm thấy lo sợ cho dù đội hộ vệ hoàng long mạnh hơn đội hộ vệ thanh long nhưng mà mấy vạn người bao quanh trong khi bọn họ chỉ có 400 người một người chống lại với hai mươi mấy người bọn chúng cũng không làm được các ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn ra tay với người của đội hộ vệ hoàng long một hộ vệ của đội hộ vệ hoàng long cất tiếng trong giọng nói có vẻ hơi run rẩy không phải các ngươi muốn lấy nhiều khi dễ ít hay sao bây giờ chúng ta cũng làm thế đội trưởng của đội hộ vệ thanh long cất tiếng nói khiêu chiến thắng bại đã định tất cả mọi người đi thôi chúng ta trở về nếu ai cản đường thì không khách khí với hắn đại đội trưởng tứ tinh đấu tôn của đội hộ vệ thanh long cất tiếng sau đó đám người của đội hộ vệ thanh long lui ra đám người của đội hộ vệ hoàng long thấy vậy cũng không dám làm gì nhạc thành chúng ta cũng đi thôi vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi Đại đội trưởng của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn bốn nhị tinh đấu tôn kia, vốn Nhạc Thành cũng muốn cho bọn họ một chút thiệt thòi không ngờ sự tỉnh lại như vậy. Xoẹt xoẹt, một đám người của đội hộ vệ Thanh Long rời đi, đám đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long thấy thế thì cũng chỉ có cách trơ mắt, mà không biết làm gì. Mau xem chung đội trưởng, một hộ vệ của đội hộ vệ Hoàng Long cất tiếng. Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long tái nhợt sắc mặt, quanh thân là những vết máu, ánh mắt thì trống rỗng, nhìn thấy một tay một chân của trung đội trưởng mất đi đám hộ vệ, của đội hộ vệ Hoàng Long cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Ở trong đại sảnh, đám người nhạc thạch đầu, nhạc viễn bằng còn có bốn vị trung đội trưởng mới tới, hai vị đại đội trưởng đang ngồi ở đó, nhạc thành cũng ở đây, điều vi diệu là nhạc thành ngồi ở bên cạnh đại đội trưởng, thực lực và địa vị của nhạc thành hiện tại đã khác trước nhiều. Tam tinh đấu tôn mà cũng có thể dùng một chiêu làm cho trọng thương, thực lực này trong đám hộ vệ đội Thanh Long không ai có thể làm được. Nhạc Thành, hôm nay ta muốn nói cho người biết, tộc trưởng đã đồng ý để cho ngươi tham gia tỉ thí, nhưng hơn nửa trưởng lão không đồng ý, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Đa tạ đại đội trưởng, nhạc thành cất tiếng đáp với người vừa nói ra câu nói kia. Ngươi là nhất mạch của nhạc thiên lão tổ chúng ta dĩ nhiên phải bảo vệ cho ngươi, trước kia chúng ta nhịn nhưng hiện tại thì không. Đại đội trưởng nói, chỉ là nhạc thành, hôm nay ngươi ra tay thật là ngoan độc. Đại đội trưởng nói với nhạc thành, chặt một chân vào một tay của người ta, cho dù vẫn có thể tiếp lại nhưng mà không phải là chuyện dễ dàng sau này bọn chúng nhất định sẽ gây khó dễ với ngươi ngươi cần phải cẩn thận ta cũng là không có cách nào nhạc thành mỉm cười nếu như ta không ra tay hung ác một chút thì về sau sẽ còn phiền toái nhiều ngươi nói cũng hợp lý chỉ là về sau ngươi không cần phải lo lắng có một vạn hộ vệ đội thanh long ở đây không ai có thể làm gì ngươi ta biết nhạc thành cất tiếng nói tốt lắm kế tiếp ngươi hãy chú ý tu luyện chuyện khác giao cho đội hộ vệ thanh long là được đại đội trưởng nói với nhạc thành ngay lập tức mọi người hàn huyên một chút nhạc thành sau đó mới rời khỏi đình viện trên đường đi nhạc thành nghĩ thầm trong lòng rối loạn một chút nghĩ lung tung một chút nhạc thành mới vào trong đình viện nhạc thành thế nào đã xảy ra chuyện gì sao đi vào trong đình viện yêu huyên cùng với đại song và tiểu song cất tiếng hỏi không có chuyện gì đã giải quyết xong nhạc thành nhẹ nhàng cười kỳ thực đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì nhạc thành mơ hồ nghĩ rằng tộc trưởng tự hồ như đang giúp đỡ mình nếu như tộc trưởng này làm khó mình không cho mình tham gia tỷ thí thì mình cũng không có cách nào. Vậy thì tốt rồi, tham gia tỷ thí gia tộc thế nào, có thuận lợi không? Yêu huyên cất tiếng hỏi nhạc thành. Được rồi, đã có thể tham gia. Nhạc thành cất tiếng. Nhạc thành, ta gần đây có dấu hiệu đột phá, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra chỗ bế quan, không bằng vào trong hạo thiên tháp của ngươi. Yêu huyên cất tiếng. Cái gì, ngươi muốn đột phá, chẳng lẽ là đột phá tới thập sĩ Linh Mãng? Nhạc thành nghi hoặc hỏi không phải nếu như đột phá sẽ tiêu hóa hai cánh quay lại lục xí tại sao lại trở về cảnh giới lục xí chẳng lẽ thực lực của ngươi không thể tăng lên ngươi đã tiếp nhận truyền thừa rồi mà nhạc thành nghi hoặc mà hỏi ta nói cho ngươi biết còn lại sáu cánh thực lực lùi bước chờ ta toàn bộ biến mất hết tất cả các cánh đến lúc đó ta có thể từ viễn cổ ma thú tiến hóa đến giai đoạn thần thú yêu huyên cất tiếng nói với nhạc thành tiến hóa thành thần thú nhạc thành không thể không kinh ngạc kêu lên hắn không ngờ yêu huyên tiếp nhận truyền thừa xong thì lại có cơ duyên lớn như vậy không sai tiến hóa thành thần thú chính thức yêu huyên khẽ cười nói được rồi ngươi đi vào trong hạo thiên tháp tu luyện là được trong đó tuyệt đối an toàn nhạc thành cất tiếng nói với yêu huyên sau đó nhạc thành nói với đại song và tiểu song các ngươi cũng vào trong hạo thiên tháp tu luyện đi ở trong đó linh khí tốt hơn rất nhiều chủ nhân hạo thiên tháp ở nơi nào đại song và tiểu song nghi hoặc hỏi nhạc thành đến đây các ngươi sẽ biết Nhạc Thành khẽ cười nói. Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành, quan hệ của hai người hiện tại đã rất vi diệu. Ta biết, ngươi cứ yên tâm bế quan là được. Nhạc Thành trả lời, sau đó thủ ấn của hắn nghiêng nghiêng đánh tới, lập tức hạo thiên tháp hiện ra. Đi thôi, các ngươi cứ yên tâm ở trong mà tu luyện. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn lại biến đổi, hạo thiên tháp xoay tròn một vòng. Sau đó Yêu Huyên cùng với Đại Song, Tiểu Song và Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt! Bốn người đi vào trong hạo thiên tháp, bên trong là một thạch bình rất lớn chủ nhân người đã đến rồi sao cảm nhận thấy nhạc thành đã đến thụ linh liền cất tiếng thụ linh hiện tại biến thành hình người hai cái tay do dễ ngưng tụ lại xem ra đã có tiến bộ nhạc thành mỉm cười sau đó hán lộ ra vẻ thỏa mãn đa tạ chủ nhân đã cho thuộc hạ tới đây tu luyện linh khí ở đây có lợi không ít thụ linh tôn kính nói với nhạc thành ngươi tiếp tục tu luyện đi lần sau ta sẽ luyện chế cho ngươi một viên tập hợp hình đan nhạc thành cất tiếng nói với thụ linh thụ linh là thực vật, nghìn năm cũng hình thành linh trí không giống như ma thú cho nên, hóa thành nhân hình phải dùng tập hợp hình đan. Đa tạ chủ nhân, thụ linh cao hứng nói. Yêu huyên, các ngươi bế quan ở đây, không ai có thể quấy dày các ngươi. Nhạc thành cất tiếng nói, sau đó hắn liền nở ra một nụ cười, rồi rời khỏi hạo thiên tháp. Thu hồi hạo thiên tháp lại, nhạc thành cuối cùng cũng trở về phòng, yêu huyên cùng với đại song, và tiểu song tiến vào hạo thiên tháp bế quan tu luyện cũng tốt. Nhạc thành hiện tại cũng yên tâm, về phần hiện tại đội hộ vệ thanh long và đội hộ vệ hoàng long nhạc thành cũng lười lo nghĩ bây giờ mình có thể tham gia cuộc tỉ thí trong tộc đối với việc này nhạc thành không lo lắng nữa về phần nhất mạch nhạc tề và nhất mạch nhạc thiên nhạc thành cũng không có tâm tình nào để ý những người này chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ với nhạc thành mà thôi khoanh chân ngồi xuống pháp lực của nhạc thành một lần nữa lưu động nhạc thành một lần nữa tiến nhập vào trong tình trạng tu luyện trong lúc nhạc thành tiến vào trong trạng thái tu luyện đồng thời lúc này trong một không gian kết giới ở giữa không trung có một chấn động ngay lập tức một thanh niên áo trắng nhảy ra là ai tới kết giới của trần gia một đội thanh niên mặc hồng giáp cất tiếng hừ mắt chó của các ngươi mù hết rồi sao ta là đại thiếu gia mau dẫn ta tới gặp đại trưởng lão thanh niên áo trắng này hơi biến sắc trong ánh mắt có một vẻ uy áp không giận mà nghiêm thanh niên này chính là trần bưu đại thiếu gia đại thiếu gia chúng ta đã chết sao còn có đại thiếu gia nữa một trăm người mặc hồng giáp cất tiếng nói. Các ngươi muốn chết. Sắc mặt của Trần Bưu biến đổi sau đó hàn ý tràn ngập, trong tay ngưng tụ một đan hỏa. Xoẹt xoẹt. Đan hỏa biến thành một biển lửa nóng bỏng, đột nhiên bao phủ mấy trăm người mặc hồng giáp. Xèo xèo xèo. Mấy trăm người này biến đổi lớn sắc mặt, bọn họ mới chỉ có thực lực đấu tông mà thôi, mà Trần Bưu hiện tại lại là bát phẩm luyện dược sư trung giai, dĩ nhiên là không thể chống lại. Một lát sau đan hỏa này biến thành biển lửa, chừng một trăm người chuyển sang sắc mặt trắng bệch, đấu khí phòng ngự cũng bị đan hỏa thiêu hủy màu giáp hồng kia tựa hồ như muốn hòa tan vậy hừ mau dẫn ta đi gặp đại trưởng lão nếu như không nghe thì ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi trần bưu thu hồi đan hỏa rồi la lớn với mấy người này một trăm người này đúng là e sợ bọn họ do dự một lát rồi mang theo trần bưu thả người biến mất giữa không trung nhạc thành tiến nhập trong trạng thái tu luyện bên trong nhạc gia vô cùng náo nhiệt đúng lúc nhạc thành bế quan hai ngày thì đám trưởng lão của nhạc gia bắt đầu cãi vã nguyên nhân cũng là do Nhạc Thành ra tay quá ác độc. Tuy nhiên các trưởng lão cũng có người nói giúp cho Nhạc Thành, nói là đội hộ vệ Hoàng Long tự mình tìm tới, trung đội trưởng lại khiêu chiến một người mới gia nhập đội hộ vệ Hoàng Long, thua thảm như vậy cũng có thể tự trách hắn mà thôi. Về phần muốn xử trí Nhạc Thành cuối cùng không thành công điều này, khiến cho các trưởng lão vô cùng bực tức, kết quả ngày thứ ba đội hộ vệ Hoàng Long lại có không ít người tới tìm Nhạc Thành. Đội hộ vệ Hoàng Long chỉ có 7-800 người, mà đội hộ vệ Thanh Long có tới 2 vạn người, kiên quyết không lùi bước. Những ngày tiếp theo, mấy nghìn người trong đội hộ vệ Hoàng Long cảm nhận được người của đội hộ vệ Thanh Long ngày càng nhiều, sau đó đã xuất hiện toàn bộ 30 vạn người. 20 ngày bên trong, đội hộ vệ Hoàng Long và đội hộ vệ Thanh Long giao thủ mấy lần, một đấu một đội hộ vệ Thanh Long dĩ nhiên không phải là đối thủ. Nhưng mà cũng may người của đội hộ vệ Thanh Long cũng không ít, hơn 10 người vây hãm một người khiến cho đội hộ vệ Hoàng Long chịu không ít thiệt thòi, lần nào cũng phải rơi vào thế hạ phong. 30 vạn hộ vệ đội tập trung vào một chỗ, tràng diện này đồ sộ vô cùng, hấp dẫn không ít chúng nhân, mọi người còn tưởng rằng nhạc gia đại chiến với hắc ám thần điện. Giao thủ ngày càng nhiều, về sau đội trưởng tứ tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long đấu với tứ tinh đấu tôn của đội hậu vệ Hoàng Long, kết quả hai người bị trọng thương không phân thắng bại. Chúng nhân của nhạc gia trong kết giới thấy vậy thì buồn bực, không biết đội hộ vệ Hoàng Long và đội hộ vệ Thanh Long tại sao lại đánh nhau. Các trưởng lão cũng không để ý, hai đội hộ vệ cứ như vậy rằng co trong vòng một tháng. Ở một tháng này, đội hộ vệ Hoàng Long một chút biện pháp cũng không có, 30 vạn hộ vệ Thanh Long, bọn họ không thể làm được gì. Về sau mấy lần lại giao phong, song phương lại có không ít người bị thương. Lúc này có một đám hơn 10 người, chính là đám trưởng lão phản đối Nhạc Thành. Mọi người xem chuyện này phải làm sao bây giờ, bây giờ chúng ta phải tìm biện pháp mới được. Một trưởng lão áo vàng nói, tộc trưởng bây giờ cũng giúp đỡ nhất mạch của Nhạc Thiên, chúng ta rất khó mà ngăn cản được một trưởng lão áo xám bất đắc dĩ nói. Không sai, tộc trưởng cho tên kia tiến vào đội hộ vệ Thanh Long, bây giờ ngẫm lại đã sắp xếp xong xuôi. Một lão giả thở phì phì nói. Ta thấy lần này chúng ta không thể không ngăn cản, nếu như tên tiểu tử kia có thể tiến vào Thúy Phong cổ nham, thì tên kia sẽ đứng lên đầu chúng ta. Vậy làm sao, chẳng lẽ lại giết hắn? Một lão giả áo tím cất tiếng nói. Không sai, phải giết hắn, vì nhạc gia, vì nhất mạch của nhạc tề lão tổ, một thanh âm trầm thấp vang lên đại trưởng lão ông thật sự quyết định giết tên tiểu tử kia đột nhiên một hắc y lão giả cất tiếng không sai chúng ta phải làm vậy vì nhất mạch hắc y lão giả cất tiếng đại trưởng lão vậy ai sẽ giết tên tiểu tử kia thực lực của hắn rất không tệ ít nhất cũng là ngũ tinh đấu tôn một lão nhân tóc ngắn cất tiếng nói tiểu tử kia nếu như tiến vào tỷ thí thì ta phòng chừng nhạc đình tiểu thư và nhạc siêu thiếu ra rất khó có thể đối phó chúng ta trước hết phải giết tên tiểu tử đó, nhất định không thể lưu lại ở nhạc gia. Hắc y trưởng lão cất tiếng. Chỉ cần giết tên tiểu tử kia là được, chúng ta làm thần không biết quỷ không hay, ta cũng muốn xem tên tiểu tử kia tột cùng có thủ đoạn gì đây. Đại trưởng lão cất tiếng, toàn thân sát ý tràn ngập. Đúng thế, đại trưởng lão tự ra tay, tên tiểu tử kia chết chắc rồi. Một lão giả cười cười nói. Ai cũng biết thực lực của đại trưởng lão hiện tại chính là cửu tinh đấu tôn, thực lực này ngay cả tộc trưởng và mấy vị lão nhân bế quan cũng có thể chống lại. Khoảng thời gian tới kỳ tỉ thí của những người trẻ tuổi ngày càng tới gần, nhạc thành một lần nữa tu luyện, còn 20 ngày nữa là tới. Một thanh mang bao quanh thân thể của hắn, từ làn da của hắn phát ra kim mang trói mắt, kim mang này vô cùng nồng đậm. Hu, nhạc thành thu thủ ấn lại, sau đó thở ra một ngụm chọc khí. Nhạc thành mở mắt, hai sợi tinh quang bắn ra, quỷ dị khiến cho người ta phải kinh hãi trải qua hơn một tháng tu luyện nhạc thành hiện tại đã tiến bộ tu vi không ít chỉ là vẫn chưa đạt tới phân thần trung kỳ bất quá trong vòng một tháng thực lực của nhạc thành dĩ nhiên là có tiến bộ thủ ấn của nhạc thành lại nghiêng nghiêng biến đổi âm dương kiếm trong chớp mắt đã hiện ra trước người của hắn phân ra thủ ấn của nhạc thành một lần nữa biến đổi trong miệng lại phát ra thanh âm xoẹt xoẹt âm dương kiếm tác động vượt không gian bay ra bảy chuôi kiếm lập lánh đã hiện ra trước mặt nhạc thành rốt cuộc cũng có thể phân ra bảy thanh nhạc thành nhìn bảy thanh âm dương kiếm trước mắt mà mỉm cười nói một lát sau thủ ấn của nhạc thành cất lên hắn thu âm dương kiếm lại a à, là ai đây thực lực rất mạnh vừa thu hồi âm dương kiếm nhạc thành đã biến sắc thần thức của hắn cảm nhận được thực lực của đối phương không tầm thường nhạc thành đang suy đoán thì sắc mặt biến đổi hắn lẩm bẩm đáng chết đã đến thì ra đây đi thân ảnh của nhạc thành như điện lập tức ra khỏi đình viện mà lúc này nhạc thành mới phát hiện bên trong đình viện chính là một khối hư vô cả tòa đình viện trống rỗng một mảng nhạc thành chăm chú nhìn xung quanh sau đó hắn bố trí một đạo hộ thân cương quyển bây giờ nhạc thành cũng biết có người muốn tìm mình cho nên hắn mới ở đình viện phong bế bây giờ có xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không biết xoẹt không gian phía trước của nhạc thành trở nên chấn động ngay lập tức hắc y lão giả đã hiện ra trước mặt hắn ngươi là nhạc thành hắc y lão giả chăm chú nhìn nhạc thành mà cất tiếng hỏi nhạc thành nhìn lão giả phía trước lão giả này tóc ngắn trong mắt sát ý tràn ngập thực lực người này xem ra còn cao hơn cả so với hôi ma. Không sai, ngươi tới giết ta. Nhạc thành biến sắc mà hỏi. Cửu tinh đấu tôn thì sao, nhạc thành trong lòng dự định nếu không đánh lại, thì cũng có thể trốn vào trong hạo thiên tháp, lão già này cũng đừng hòng làm gì được hắn. Chỉ là nhạc thành cũng không có ý định làm vậy, mặc dù tiến vào trong hạo thiên tháp lão già này không làm gì được mình, nhưng nếu như bị phong bế không gian xung quanh thì cũng thật phiền toái. Hừ, xem ra người khá thông minh, nếu ngươi trước kia cút khỏi nhạc ra thì hôm nay sẽ không có kết cục này hắc y lão giả cất tiếng trước khi ngươi chết ta muốn cho ngươi biết ta chính là nhạc chi thu đại trưởng lão thật không ngươi muốn giết ta thì kết cục của ngươi cũng không được tốt nhạc thành nhìn nhạc trí thu phía trước trong mắt hơi biến đổi hắn thầm nghĩ làm sao có thể thoát thân đừng hòng ta đã bố trí không gian ở trong thành ngươi đừng hòng chạy thoát nhạc trí thu cất tiếng nói hừ nếu như muốn giết ta thì ngươi còn kém thủ ấn của nhạc thành nghiêng nghiêng đánh tới âm dương kiếm thủ ấn của nhạc thành lại lóe lên kiếm mang lập lòe trên không trung có chút thủ đoạn nhưng mà ngươi chết chắc rồi sắc mặt của nhạc trí thu trầm xuống sau đó hắn chăm chú nhìn nhạc thành phía trước âm dương kiếm phân ra nhạc thành mỉm cười la lớn thần thức của hắn nhìn vào bên trong sắc mặt thì hơi biến ngay lập tức quanh người của hắn tràn ngập pháp lực âm dương kiếm cũng chia làm bảy bảy thanh âm dương kiếm cùng phóng tới tạo ra một quang mang chói mắt Xoẹt. Một hoàng mang quanh âm dương kiếm hiện ra, hoàng mang được bao phủ bởi một không gian gợn sóng, giữa không trung không ngừng chuyển động, ở giữa không trung ngay lập tức tràn ngập khí tức. Ken két. Trước lưới kiếm hoàng mang ngưng tụ thành một cột đấu khí, giống như là điện trụ vậy, hung hăng bổ về phía bảy thanh âm dương kiếm. Hai luồng lực lượng dây dưa ở trên không trung, một mảng lực lượng giao thoa, kiếm mang mịt mờ không ít, võng kiếm bắt đầu xuất hiện khe hở. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn thu ngắn võng kiếm lại, thân hình lùi về phía sau vài phần, đồng thời sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này thủ ấn của hắn đánh tới, bảy thanh âm dương kiếm một lần nữa phát ra ánh sáng cuồng bạo, ngay lập tức ngăn cản cột sáng đấu khí. Xoẹt! Bàn tay của nhạc thành không dám trần trừ, thủ ấn của hắn tung bay, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hừ! Nhạc trí thu mỉm cười quát nhẹ, hoàng mang quanh thân đại khởi, hắn cảm thấy thực lực của âm dương kiếm của nhạc thành thật là cường hãn sắc mặt của hắn cũng chuyển sang kinh ngạc nhạc trí thu không thấy thân ảnh của nhạc thành thì cũng không khỏi cảm thấy bối rối sau đó hắn vượt không gian thân hình đột ngột lui lại mấy chục thước hám thiên trưởng đây chính là thiên cấp đấu kỹ của nhạc gia hám thiên trưởng lập tức nhạc trí thu sử xuất ra tốc độ vô cùng nhanh tuy nhiên hám thiên trưởng của nhạc trí thu không giống như nhạc khinh ngân vô cùng cường hãn một trưởng ấn phát ra khiến cho không gian xung quanh kịch liệt chấn động nhạc trí thu sử dụng hám thiên trưởng uy lực vượt xa nhạc khinh ngân Trường ấn rất lớn từ trong tay của nhạc trí thu bắn ra ở giữa không trung điên cuồng gào thét phần tiên liệt diễm cầu thân ảnh của nhạc thành la lớn ở trên không trung một trái cầu lửa đột nhiên phát ra xuất hiện cùng với thân ảnh của hắn ầm um, một thanh âm phá hủy vang lên bảy thanh âm dương kiếm phát ra cột năng lượng đấu khí thật lớn mà phá hủy bảy thanh âm dương kiếm trói mắt vượt không gian âm u đồng loạt bị đánh bay mấy nghìn thước ra bên ngoài ầm ầm nhạc thành ngưng tụ phần tiên liệt diễm cầu và nhạc trí thu ngưng tụ hám thiên trưởng va chạm vào nhau một tiếng nổ kinh thiên vang lên ngay lập tức một biển lửa xuất hiện trước trường ấn đột nhiên biển lửa cuồn cuộn dây dưa với hám thiên trưởng một mảng sương mù tràn ngập phần tiên liệt diễm cầu do vô thượng chân hỏa ngưng tụ dưới sự đốt cháy của vô thượng chân hỏa hám thiên trưởng đột nhiên toát ra một màn sương mù sắc mặt của nhạc trí thu biến đổi, hắn cảm nhận thấy biển lửa ngập trời, hố sâu vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà trường ấn ngập trời bị biển lửa đốt cháy, hung hăng chụp về phía nhạc thành. Thân thể kim long, nhạc thành cũng biết rõ sau khi bố trí kim long thân thể, thực lực của cửu tinh đấu tôn cho dù cao hơn, nhạc thành cũng không thể dễ dàng làm gì được hắn. Quanh thân của nhạc thành đột nhiên hiện ra kim mang trói mắt, cùng lúc đó có thể nhìn thấy trên cổ. Của nhạc thành có một lân phiến màu vàng hơi mỏng, lân phiến này rậm rạp chẳng chịt, phân bố vô cùng đều giống như là có quy tắc vậy bây giờ cho dù nhạc thành lõa lồ thì làn da cũng bị lân phiến che đậy toàn thân của nhạc thành lúc này bao phủ kìm mang một hỏa diễn tiên tán trưởng ấn đã chạm vào người nhạc thành a à, a à, thân hình của nhạc thành đã bị đánh bay vài trăm thước trong miệng cũng phun ra một ngụ máu tươi thân thể kim long đúng là thân thể kim long nhìn thấy kim mang trói mắt của nhạc thành sắc mặt của nhạc trí thu cũng biến đổi thân thể kim long đã đạt tới tình trạng khủng bố tựa hồ như có tới chín thành huyết mạch. Ám ảnh kiếm. Đúng lúc này, sau lưng của nhạc trí thu xuất hiện một thân ảnh màu đen, hai đạo kim sắc xoay vòng bắn về phía nhạc trí thu, tốc độ vô cùng nhanh. Sắc mặt của nhạc trí thu biến đổi, hắn cấp tốc quay đầu lại, đồng thời quyền mang cũng nghênh hướng. Xoẹt xoẹt, một quyền mang ngăn cản vòng tròn màu sáng phía trước. Mà khi nhạc trí thu nhìn rõ thân ảnh màu xanh phía sau, thì cũng kinh ngạc không thể tưởng tượng được, đằng sau cũng là nhạc thành. Ám ảnh kiếm trong lúc nhạc trí thu còn đang kinh ngạc thì nhạc thành áo xanh đã trực tiếp tấn công đây chính là nguyên anh bản thể nhìn thấy hai nhạc thành biến mất ngay trước mặt của mình định lực của nhạc trí thu cho dù tốt hơn cũng không nhịn được mà kinh ngạc quanh thân của hắn lại bố trí một vòng tròn đấu khí phòng ngự hừ không gian mở ra thủ đoạn tàng hình của ngươi không làm khó được ta đột nhiên sắc mặt của nhạc trí thu hiện ra một vẻ lãnh ý hắn đã cảm nhận được vị trí của nhạc thành giống như hạo thiên tháp của nhạc thành Hạo Thiên Tháp mặc dù là vô tận nhưng bất cứ chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay của Nhạc Thành. Gió cuốn mây tan, một mảng hoàng mang ngưng tụ, ngay lập tức không gian gợn sóng như nước biển, sắc mặt của Nhạc Chí Thu đã tràn ngập lãnh ý, ở xung quanh quang mang bao phủ, một mảng không gian thật lớn điên cuồng gào thét. Xoẹt xoẹt, không gian đỉnh viện đã bị một luồng đấu khí cuồng bạo cuốn cho trở thành một mảng cho tàn. Bảy kiếm mang chói mắt tràn ngập, lúc này bảy thanh âm dương kiếm tác hưởng bảy luồng sáng trắng bao quanh bắn về phía nhạc trí thu mau hiện thân cho ta nhạc trí thu cười đắc ý sau đó thân ảnh nhanh như chớp xoẹt tới ngưng tụ hoàng mang trong tay hoàng mang trong tay của nhạc trí thu ngưng tụ một trưởng ấn bổ về phía nhạc thành đáng chết nhạc thành thầm mắng một tiếng mặc dù đã tàng hình nhưng xem ra vẫn không có bao nhiêu hiệu quả nhạc trí thu vẫn có thể phát hiện ra hắn phần tiên liệt diễm cầu phần tiên liệt diễm cầu mang theo một ngọn lửa nóng bỏng bắn về phía nhạc trí thu thân ảnh của nhạc thành cũng dần hiện tới trước mặt hắn ầm hai luồng lực lượng đan vào nhau một thanh âm kinh thiên vang lên sắc mặt của nhạc thành đột nhiên trở nên tái nhợt hắn nhanh chóng rút lui đi vài trăm mét khóe miệng có một huyết dịch chảy ra mà đồng thời lúc đó sau lưng của nhạc trí thu không gian cũng gợn sóng ngay lập tức nhạc thành áo xanh từ trong đó ngưng tụ thành hình ám ảnh kiếm ba ám ảnh kiếm phát ra cùng lúc háo thành ba luồng sáng màu vàng đột ngột mà tấn công tới nhạc trí thu ở cách xa 200 thước, tuy nhiên tốc độ của ám ảnh kiếm không hề kém, nhanh chóng vượt không gian mà tiến tới trước mặt của nhạc trí thu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba luồng sáng màu vàng nhanh chóng đánh bại đấu khí phòng ngự của nhạc trí thu, đồng thời cũng biến mất. Đoạt hồn chỉ. Chu ma trưởng. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc thành áo xanh nhanh chóng phát ra ba đường công kích. Sắc mặt của nhạc thành cũng trở nên tái nhợt. Nguyên anh thể cùng với bản thể của nhạc thành cũng giống nhau, thực lực cũng giống nhau, ba đường công kích vượt không gian đánh tới sau lưng của nhạc trí thu nhạc trí thu thấy vậy liền biến đổi lớn sắc mặt vòng tròn đấu khí phòng ngự như muốn vỡ ra thân hình của hắn cũng phải cấp tốc lui lại trực tiếp ngăn cản không gian gợn sóng đã cho thấy thực lực của nhạc trí thu mạnh mẽ đến mức nào giống như là tường thành vậy ầm ầm đoạt hồn chỉ và chu ma trưởng hai luồng công kích chạm vào nhau sau đó là từng thanh âm phá hủy vang lên ầm phần tiên liệt diễm cầu lại hung hăng phóng tới không gian gợn sóng liên tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh vào, không chịu nổi kịch liệt chấn động mà như muốn sụp đổ. U u, biến lửa ngập trời bao bọc nhạc trí thu vào bên trong, ngọn lửa bắt đầu tràn ngập. Xoẹt xoẹt, một thân ảnh màu vàng phóng lên trời, chính là nhạc trí thu bố trí hoàng long thân thể, mặc dù thoát khỏi biển lửa nhưng nhìn bộ dáng của nhạc trí thu, thì xem ra rất chật vật. Sắc mặt của nhạc trí thu lập tức trở nên khó nhìn, hắn cũng không nghĩ đến việc rằng mình phải tự thân xuất mã, mà vẫn không làm gì được Nhạc Thành, hơn nữa còn suýt nữa bị thất thủ. Xoẹt xoẹt, không gian lại một lần nữa cùng bạo, bảy thanh âm dương kiếm của Nhạc Thành cũng phá vòng vây mà đi ra, bất quá sắc mặt của Nhạc Thành lúc này cũng càng trở nên tái nhợt. Với thực lực của Nhạc Thành bây giờ muốn chống lại Bát Tinh Đấu Tôn, cũng không có vấn đề nhưng cửu Tinh Đấu Tôn đỉnh phong cường giả thì vẫn chưa đủ. Về phần cửu Tinh Đấu Tôn đỉnh phong cường giả, Nhạc Thành chỉ có thể dùng nguyên anh hỗ trợ thực lực của hai người là phân thần kỳ liên hiệp, giết bát tinh đấu tôn đỉnh phong, thì không có vấn đề gì nhưng giết nhạc trí thu là cường giả cửu tinh, thì vẫn không được. Thu, nhạc thành biến đổi thủ ấn, lại thu hồi bảy thanh âm dương kiếm quanh người, thừa cơ nuốt vài viên đan dược để khôi phục thực lực. Nếu không có không gian thì nhạc thành đã dùng địa phù, nhưng có kết giới không gian cho nên không thể nào dùng được, tiến vào hạo thiên tháp thì lại phiền phức. Nhạc trí thu chăm chú nhìn nhạc thành, càng nhìn càng kinh ngạc ban đầu hắn chỉ nghĩ nhạc thành có thực lực ngũ tinh đấu tôn mà thôi vậy mà hiện tại hắn mới nhận ra thực lực của nhạc thành còn cao hơn cả bát tinh đấu tôn khiến cho hắn phải trợn mắt há hốc mồm thực lực mạnh như thế nếu như để cho những người khác ra tay thì chắc là đường về cũng không có yêu huyên hiện tại thực lực cao nhất cũng chỉ là thất tinh đấu tôn đại song và tiểu song cũng không phải là đối thủ nhạc thành lẩm bẩm nói hắn nghĩ thầm yêu huyên cho một thời gian nữa thì có thể tiến bộ tới cửu tinh đấu tôn còn đại song và tiểu song thì còn lâu nữa thực lực mới mạnh tới trình độ này hai người bọn họ cơ bản là không thể giúp được gì yêu huyên đã thức tỉnh chưa nhạc thành biến đổi thần sắc hắn cảm nhận được khí tức bên trong hạo thiên tháp của yêu huyên lập tức hắn mỉm cười nói yêu huyên thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại cửu tinh đấu tôn hay không rất khó nhưng dốc toàn lực thì có thể chống lại ta cảm nhận thấy bên ngoài có người gây phiền toái với ngươi mau cho ta ra ngoài ở trong Hạo Thiên Tháp, Yêu Huyên sốt ruột nói với Nhạc Thành, "Vậy thì đành phải làm phiền ngươi, ta thật sự đang gặp phiền toái." Nhạc Thành buồn khổ mà nói, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, mi tâm trở nên lập lòe. Một mảng sáng xanh từ bên trong Hạo Thiên Tháp xuất hiện, đó chính là bản thể của Yêu Huyên. Thủ ấn trong tay ngưng kết, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp, sau đó hắn nói với Yêu Huyên, "Cửu Tinh Đấu Tôn đỉnh phong, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ta biết, hắn muốn làm tổn thương ta thì rất khó." yêu huyên cất tiếng nói chúng ta hiện tại không có thời gian nhạc thành cười nói ta biết tuy nhiên chúng ta liên thủ cho dù không làm gì được hắn thì cũng có thể đánh ngang tay yêu huyên nói hai người cất tiếng nói sắc mặt của nhạc trí thu liền biến đổi lớn yêu huyên từ trong không gian trống rỗng mà xuất hiện hắn đã kinh ngạc sau khi nhìn thấy khí tức tràn ngập của yêu huyên hắn càng khó nhìn hơn nhạc trí thu biến đổi sắc mặt thân hình trở nên run rẩy thời gian dài như vậy hắn vẫn chưa giết được tên tiểu tử này trong lòng không khỏi nóng này nếu như bị tộc trưởng và một số cường giả phát hiện ra thì thật phiền toái tiểu tử hôm nay ta cho ngươi biết một số đấu kỹ của nhạc gia để cho ngươi chết cũng nhắm mắt nhạc trí thu biến đổi sắc mặt sau đó đấu khí chuyển động quanh thân long khiếu cửu thiên nhạc trí thu lớn tiếng quát quanh thân bao trùm một mảng lực lượng vô cùng lớn một khoảng sóng vượt không gian trở nên vạn vẹo một hoàng mang ngưng tụ tạo thành một con quái vật khổng lồ đối với hoàng long ngưng tụ nhạc trí thu cũng không ngăn cản được sắc mặt cũng trở nên tái nhợt thiên cấp đỉnh cấp đấu kỹ nhạc thành ngươi cần phải cẩn thận sắc mặt của yêu huyên biến đổi ngay lập tức một luồng sáng màu xanh cũng tuôn ra cái này chính là thiên cấp đỉnh cấp đấu kỹ uy lực cũng thật cường hãn sắc mặt của nhạc thành biến đổi lớn cảm nhận thấy khí tức vô cùng lớn hắn cũng không dám chủ quan ngao yêu huyên gào thét mộ tiếng sau đó bản thể hiện ra ngăn cản trước thân thể của nhạc trí thu bác sĩ linh mãng là bác sĩ linh mãng nhạc trí thu nhìn thấy bản thể của yêu huyên thì sắc mặt càng thêm khó nhìn nhạc đại sau khi trở về từ viễn cổ kết giới đã nói qua ở trong linh mộ của bác sĩ linh mãng đã có một con bác sĩ linh mãng tiếp nhận truyền thừa ngao hoàng long được nhạc trí thu ngưng tụ cũng nhìn bản thể của yêu huyên trên thân thể của nhạc trí thu bốc lên một ngọn sóng khủng bố lực lượng vô cùng quỷ dị xoẹt yêu huyên cấp tốc đánh về phía hoàng long khí tức như muốn hủy diệt ngao yêu huyên gào thét, cái miệng rất lớn mở rộng, như muốn nuốt trôi nó vào trong miệng. Xoẹt! Cái đầu rồng cuối cùng cũng bị yêu huyên nuốt vào bên trong, tuy nhiên tốc độ thân hình vẫn không giảm, bay thẳng vào trong người yêu huyên. Nhìn lên phía trên có thể nhìn thấy từ đầu tới đuôi yêu huyên đột nhiên được mở rộng. Xoẹt xoẹt! Hoàng Long cuối cùng cũng bị yêu huyên thôn phệ, khí tức cuồng bạo cũng tiêu tan ở trong người yêu huyên. Mà lúc này bản thể của yêu huyên bắt đầu bành trướng, tăng tới gấp đôi. Bỗng dưng yêu huyên ngẩng đầu lên, thân thể bốc lên trên không trung, một mảng thanh mang chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn. ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên bao liệt vang lên, thân thể của yêu huyên đột nhiên bắn ra một khí tức vô cùng cường hãn, tuy nhiên đồng thời ở trên người của nàng cũng chảy ra một chút huyết dịch màu xanh. nhìn bộ dáng của yêu huyên nhạc thành biết rằng yêu huyên đã bị thương không nhẹ. ngao, đúng lúc này yêu huyên lại gào thét, hai mắt hiện ra ánh sáng xanh quỷ dị, một quang mang chói mắt tràn ngập. cửu chuyển yêu đồng, đối với luồng sáng xanh này nhạc thành cũng không hề lạ lẫm đây chính là cửu chuyển yêu đồng, thiên phú mạnh mẽ nhất của bát sĩ linh mãng. Xoẹt, luồng sáng xanh quỷ dị tạo ra phong bạo vượt không gian bao bọc nhạc trí thu, ở bên trong, mà lúc này nhạc trí thu ngưng tụ long khiếu cửu thiên, cũng bị tiêu hào không ít chân khí, lúc này đã bị cửu chuyển yêu đồng của yêu huyên bao phủ vào bên trong. Cửu chuyển yêu đồng trực tiếp công kích linh hồn. Trong đầu của nhạc thành xuất hiện một ý niệm, cửu chuyển yêu đồng công kích mạnh nhất chính là linh hồn, mà lúc này bất luận kẻ nào cũng phải thất thần. Âm dương kiếm, đi cho ta. Ám ảnh kiếm. Nhạc thành thanh y và nhạc thành hắc y đồng loạt thả người từ trên xuống, trong tay đánh ra thủ ấn, ngay lập tức ba ám ảnh kiếm, và bảy thanh âm dương kiếm hóa thành 10 đường sáng công kích nhạc trí thu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên phú công kích của yêu huyên chính là cửu chuyển yêu đồng, tấn công vào linh hồn. Nhìn thấy linh hồn của nhạc trí thu khó có thể chống lại cửu chuyển yêu đồng của yêu huyên. Xem ra công kích của yêu huyên chính là công kích mạnh nhất của bát sĩ linh mãng tộc linh hồn công kích chính là điều duy nhất khiến người ta lo lắng sắc mặt của nhạc trí thu bây giờ càng thêm tái nhợt tựa hồ như toàn lực chống lại yêu huyên hắn không biết làm sao yêu huyên lại xuất hiện nhưng yêu huyên chính là bác sĩ linh mãng có thể sử dụng cửu truyền yêu đồng cái này hắn đã từng nghe nói qua xoẹt hai người cũng không biết làm sao chống lại một lát sau khóe miệng của yêu huyên phun ra một ngụ máu tươi sau đó nàng thu hồi bản thể hiện ra sắc mặt trắng bệch sắc mặt của nhạc trí thu cũng trắng bệch mơ hồ còn có vết máu thân hình lay động, tựa hồ như nhận phải ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó, một vòng sáng cấp tốc bắn về phía nhạc trí thu, tiếp cận phòng ngự của hắn, đó chính là bảy thanh âm dương kiếm và ba thanh ám ảnh kiếm. Một vầng kim mang chói mắt bắn thẳng tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, ám ảnh kiếm trực tiếp bắn tới, đấu khí phòng ngự đột nhiên xuất hiện một khe khiến nó như muốn dạn nứt ra. Thực lực của nhạc trí thu bây giờ tiêu hao không ít. Ngay sau đó ám ảnh kiếm thứ nhất vừa lùi về phía sau, thì thanh ám ảnh kiếm thứ hai đã bắn ra, tốc độ nhanh như chớp. Sau đó lại là thanh ám ảnh kiếm thứ ba lao tới, vòng tròn đấu khí cuối cùng cũng vỡ tan. Đáng chết, tốc độ thật là quá nhanh. Nhạc Chí Thu lúc này căn bản vô lực phản kháng, vừa rồi lực công kích khiến cho hắn phải thất thần, mà lúc này luồng sáng bắn ra, hắn đành phải lui thân hình lại. Xoẹt 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 xoẹt. Đây tất cả chỉ là vượt không gian mà thôi, âm dương kiếm nổ ra bắn vào thân thể Hoàng Long của Nhạc Chí Thu bảy thanh âm dương kiếm nổ ra trên tay của nhạc trí thu, bởi vì nhạc trí thu né tránh cho nên thoát được hiểm họa. Bảy thanh âm dương kiếm bắn qua, sắc mặt của nhạc trí thu đã trở nên trắng bệch, bây giờ hoàng long thân thể đã trở nên ảm đạm, quanh người của hắn còn chảy ra một vết máu. Khốn kiếp! Nhạc trí thu mắng một tiếng, hắn thật không ngờ mình đã bị nhạc thành làm cho bị thương, nếu như không phải có thân thể hoàng long thì cánh tay của hắn cũng không giữ được. Thu! Thu ấn của nhạc thành đồng thời thu lại, ngay lập tức âm dương kiếm và ám ảnh kiếm đều đồng loạt quay tròn trước thân sắc mặt của nhạc thành hơi trầm xuống hắn không ngờ đòn đánh lén của mình chỉ làm bị thương nhạc trí thu mà thôi đối phương không bị ảnh hưởng gì quá lớn yêu huyên ngươi làm sao vậy nhạc thành lập tức cũng không muốn quan tâm nhiều nữa hắn đi tới bên cạnh yêu huyên thì thấy sắc mặt của yêu huyên đã trở nên trắng bệch lão gia hỏa này thực lực thật quá mạnh mẽ yêu huyên hơi biến sắc mà nói ha ha đúng là có chút thủ đoạn bát sĩ linh mãng tộc không ngờ bát sĩ linh mãng còn tồn tại đáng tiếc hôm nay các ngươi cũng phải chết nhạc trí thu cười lạnh một tiếng lúc này hắn đã thực sự nổi giận đi chết đi nhạc trí thu hét lớn một tiếng sau đó quanh thân ngưng tụ một mảng đấu khí điên dại sắc mặt của nhạc trí thu cũng trở nên trắng bệch năng lượng cuồng bạo chuyển động mạnh mẽ khí thức xung quanh cũng cuồn cuộn nhiều hơn chết tiệt nhạc thành thầm mắng một tiếng cho dù hắn chống lại một đòn này thì cũng phải nửa sống nửa chết sắc mặt của nhạc thành biến đổi lớn hắn đang do dự có nên tiến vào hạo thiên tháp hay không? Nhạc trí thu, lá gan của ngươi thật là lớn. Đúng lúc nhạc thành do dự thì ở giữa không trung truyền tới một thanh âm trầm thấp, sau đó không gian cũng trở nên cuồn cuộn. Xoẹt! Một bàn tay xé rách không gian bắn tới, lập tức ngăn cản lực công kích của nhạc trí thu. Nhạc trí thu có thực lực cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, lúc này cũng không có cách nào phản kháng. Xoẹt xoẹt! Ánh mắt xung quanh biến đổi, nhạc thành cùng với yêu huyên quay ra bên ngoài, chỉ thấy bên trong đình viện không gian đã trở thành một đống cho tàn. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Hỏa lão lập tức xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Hỏa lão, ông tại sao quay về? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Ta vừa mới trở lại, phát hiện ở đây có điều không đúng liền báo cho mấy lão quái vật kia, may mà trở về sớm. Hỏa lão cất tiếng. Nhạc Chí Thu, ngươi thân là đại trưởng lão mà lại làm ra chuyện này, ta thấy ngươi muốn phá vỡ quy củ trong tộc giữa không trung một trung niên hán tử cất tiếng thanh âm vô cùng hùng hậu ầm um, thân hình của nhạc trí thu từ trên không trung ngã xuống mặt đất một ngụ máu tươi cũng phun ra thái thượng trưởng lão ta cũng không phải cố ý nhạc trí thu vội vàng quỳ gối xuống mà nói hừ đã làm ra chuyện này còn nói không phải cố ý sao ngươi là người của nhạc ra vậy mà thật không có thể diện trung niên hán tử thở dài một tiếng rồi nói ngươi chính là nhạc thành sao trung niên hán tử rơi xuống mặt đất mà cất tiếng hỏi nhạc thành Nhạc Thành dò xét hán tử này thì thấy người này, tuy có bộ dáng trung niên nhưng Nhạc Thành cũng biết rằng đã sống mấy trăm tuổi rồi. Nghe thấy Nhạc Chí Thu vừa gọi người này là Thái thượng trưởng lão, Nhạc Thành không khỏi cảm thấy tò mò, người này là cường giả cường hãn bên trong nhạc gia. Không sai, tiểu bối chính là Nhạc Thành. Nhạc Thành cất tiếng đáp, "Ừ, chuyện hôm nay ngươi cũng không cần để trong lòng, ta cam đoan về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa." Trung niên hán tử cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó lập tức thả người dậy. Nhạc Chí Thu bị một lực lượng vô hình nâng lên không trung. Hỏa vô thiên, ta đi trước, ngươi bảo trọng. Trung niên hán tử nói xong liền biến mất trên không trung. Nhạc Chí Thu, sau này ta sẽ tới tìm ngươi. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một sát ý nói với Nhạc Chí Thu. Hỏa lão, may mà ông về kịp thời. Nhạc Thành quay đầu nói với Hỏa lão, ta cũng chỉ trùng hợp thôi, không ngờ rằng đám người kia thật hung hăng ngang ngược. Hỏa lão cất tiếng nói chỉ là ngươi yên tâm đi sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu nhạc thành chăm chú nhìn trên không trung trong miệng vẫn lẩm bẩm chỉ sợ vẫn không an toàn xoẹt xoẹt lúc này từng thanh âm xé gió truyền tới sau đó đám người của đội hộ vệ thanh long xuất hiện nhạc thành ngươi không có chuyện gì chứ vừa rồi chúng ta cảm nhận thấy ở đây có chấn động kịch liệt ở giữa không trung đội trưởng thực lực tam tinh đấu tôn cất tiếng nói ngay lập tức nhạc thành nói lại chuyện của nhạc trí thu dù sao cái này cũng không cần phải giấu giếm. Khốn kiếp, đám người này thật thái quá, ta mau đi nói với trưởng lão." Đội trưởng Tam tinh đấu Tôn biến sắc mà nói. Đình viện bị hủy, Nhạc Thành được đội hộ vệ Thanh Long sắp xếp một đình viện khác, đồng thời hắn cũng nhận được tin tức, 7 ngày sau chính là kỳ tỷ thí của thanh niên Nhạc gia. Đặt chân vào đình viện mới Nhạc Thành thấy đình viện này, so với đình viện cũ đều có kiến trúc và phong cách giống nhau. Trong một phòng, ở bên trong Hạo Thiên tháp, sắc mặt của yêu huyên lúc này đã trở nên trắng bệch khiến cho người khác nhìn thấy phải đau lòng. Ăn đan dược vào. Nhạc thành cất tiếng nói, trong mắt cũng hiện ra vẻ đau lòng. Ừ. Yêu huyên cất tiếng nói, sau đó tiếp nhận đan dược trong tay của nhạc thành. Ôn nhu nói với hắn. Ta muốn điều dưỡng một chút, ngươi có sao không, có bị thương không? Ta không sao, điều tức một chút là được, ngươi cứ yên tâm ở trong hạo thiên tháp. Nhạc thành cất tiếng nói. Chủ nhân, ai làm yêu huyên tỉ bị thương nặng như vậy? đại song và tiểu song nhìn thương thế của yêu huyên mà tức giận nói các ngươi hãy tu luyện cho tốt đạt đến phân thần kỳ thì các ngươi có thể giết hắn nhạc thành mỉm cười nói chúng ta cố gắng tu luyện tiểu song nghiến chặt hàm răng mà oán hận nói yêu huyên ngươi hãy điều dưỡng cho tốt ta đi ra ngoài trước nhạc thành cất tiếng nói sau đó hắn biến đổi thủ ấn thân hình biến đổi thân ảnh biến mất trong hạo thiên tháp ra khỏi gian phòng nhạc thành thu hồi hạo thiên tháp lại sau đó ngơ ngác một chút khoanh chân ngồi trên giường kỳ thật thương thế của nhạc thành không phải là nặng, chỉ tiêu hao một chút pháp lực mà thôi. Bảy ngày sau chính là ngày tỷ thí, nhạc thành cũng cần phải chuẩn bị một chút. Dù sao bảo trì thực lực vẫn là điều quan trọng nhất. Có thân thể kim long trên người điều này cũng khiến cho nhạc thành nghi hoặc không thôi. Kim long thân thể nhạc thành cũng không có cách nào khống chế, cũng chỉ có thể tùy ý nó mà thôi. Ít nhất kim long thân thể đến bây giờ cũng không tạo cho hắn bất kỳ phiền toái nào. Sau đó nhạc thành tiến vào trong trạng thái điều tức. Ở trong trần gia lúc này cũng xảy ra chuyện lớn lúc này trần gia đám trưởng lão đã phân làm hai phái vây quanh trần bưu cùng với thúc thúc trần bưu tranh đoạt chức tộc trưởng chỉ là tất cả chuyện này nhạc thành vẫn chưa biết mà lúc này trong lúc nhạc thành đang điều tức chữa trị thương thế thì chuyện của nhạc trí thu diễn ra đã gây nên rông bão trưởng lão hai phái lúc này tựa hồ như đã muốn đánh nhau nhạc trí thu đại trưởng lão bị thái thượng trưởng lão và tộc trưởng trách phạt quay người đóng cửa ba năm tộc trưởng ra lệnh đội hộ vệ hoàng long và đội hộ vệ thanh long cũng tản ra chỉ là đội hộ vệ thanh long nhất quyết không chịu rời quá xa. Thời gian 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này hỏa lão cũng biết rằng nhạc thành đang chữa thương tu luyện cho nên, vẫn canh giữ ở trong đình viện ngay cả người của thanh long hộ vệ đội, cũng không cho vào. Nhạc thành từ từ thu hồi pháp lực, sau đó hắn từ trong đan điền thở ra một hơi thật dài, một lát sau hắn mở hai mắt ra, hai sợi tinh quang lập lòe lóe sáng trong đêm tối. Trải qua 7 ngày tu luyện hiện tại khuôn mặt của nhạc thành đã chuyển sang màu hồng nhuận, hắn cảm thấy thực lực của mình đã tiên bộ không ngừng, pháp lực tiêu hao cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hôm nay là trận đấu đầu tiên, cần phải xuất phát. Nhạc Thành lầm bẩm trong miệng. a à, người tới lại khá nhiều. Nhạc Thành cảm nhận thấy bên ngoài đình viện đã tụ tập không ít người, xem ra là đợi mình đi tham gia tỉ thí. Thu thập một chút Nhạc Thành liền đi ra khỏi gian phòng thì thấy hỏa lão ở ngoài cửa. Thế nào, kỳ tỉ thí hôm nay không có vấn đề gì chứ? Hỏa lão nhìn thấy Nhạc Thành đi ra khỏi phòng thì cất tiếng hỏi không có vấn đề gì nhạc thành cười nhạt một tiếng hắn cũng không có áp lực gì theo nhạc thành biết người trẻ tuổi nhất và mạnh nhất trong nhạc gia chính là nhạc siêu và nhạc đình nhưng cả hai chỉ có thực lực tứ tinh đấu tôn mà thôi cho nên nhạc thành cũng không lo lắng đối với cuộc tỷ thí hôm nay nhạc thành cũng coi đó là một hình thức đặc biệt mà thôi đi ra khỏi đình viện nhạc thành lập tức nhìn thấy mấy nghìn người của độ hộ vệ thanh long ở đó trong đó có nhạc thạch đầu nhạc viễn bằng còn có nhạc đại dũng nhạc lệ những người này tương đối quen thuộc với nhạc thành trong đội hộ vệ thanh long nhạc thành mau đi tất cả mọi người đang chờ đợi ngươi nhạc thạch đầu nhìn thấy nhạc thành đi ra thì cao hứng nói nhạc thành hôm nay đội hộ vệ thanh long cũng chỉ có ngươi là trọng điểm chúng ta tới xem ngươi thi đấu ra sao nhạc viễn bằng cất tiếng nói nhạc thành mỉm cười sau đó hắn lập tức hướng đi ra long cốc địa điểm tỉ thí chính là long cốc những thanh niên kia đã sớm tới đó ở trong khắp ngõ ngách của Long Cốc đã có một phòng nhỏ ở đó có tới hơn 100 người, do một số trưởng lão và tộc trưởng chuẩn bị. Mà ở bốn phía, thậm chí là trên dãy núi xung quanh đã sớm có một đám người chiếm cứ để chờ đợi cuộc tỷ thí. Cuộc tỷ thí hôm nay không ít cường giả trung niên tới xem, mà ở bên trái dãy núi, 30 vạn người thuộc đội hộ vệ Thanh Long chỉnh tề, ở trên không trung tạo ra một khí thế dị thường. Ở một nơi hẻo lánh trong Long Cốc, một nữ và một nam hai người trẻ tuổi đang nói gì đó với một lão nhân thanh niên kia có tướng mạo đường đường một thân thanh y toát ra khí thức bất phàm. Nữ tử kia thì mặc một bộ váy dài, dung mạo mặc dù không phải là tuyệt đẹp nhưng ngũ quan vô cùng tú lệ, cũng coi là một mỹ nhân, một nam một nữ này chính là nhạc siêu và nhạc đình. Nhạc siêu và nhạc đình chính là dòng chính trong tộc có địa vị cực cao, huyết mạch cũng cao nhất, trong đám tuổi trẻ huyết mạch không ai bằng. Trong lúc này, mấy vị trưởng lão vì sự xuất hiện của nhạc thành, mà trở nên lo lắng mặc dù không ai biết thực lực của nhạc thành thế nào, nhưng lần trước đại trưởng lão ra tay cũng không làm gì được hắn thì cho thấy thực lực của hắn rất cao nhạc siêu thiếu gia nhạc đình tiểu thư hôm nay không phải là một người đến từ bên ngoài hay sao hắn có tư cách tham gia sao nhạc đình oán hận mà nói thần sắc không cao hứng cho lắm đình muội muội đừng như vậy nhạc thành thế nào cũng là người của nhạc gia nếu như nhạc thành có thể tiến vào thúy phong cổ nham thì chúng ta cũng có thể cao hứng nhạc siêu hơi biến sắc sau đó nhẹ nhàng nói ca tại sao huynh lại giúp người ngoài nhạc đình nghi hoặc nhìn nhạc siêu đình muội đây không phải là người ngoài hắn cũng là người của nhạc gia hãy nghe cho kỹ gia gia đã đồng ý cho nhạc thành ở lại nhạc gia thì gia gia cũng có tính toán của mình nhạc siêu cất tiếng nói nhạc siêu thiếu gia chúng ta là nhất mạch của nhạc tề lão tổ tên tiểu tử kia chính là nhất mạch của nhạc thiên chúng ta không cần để ý tới hắn một trưởng lão hơi biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói trưởng lão ông cũng là Trưởng lão của nhạc gia chẳng lẽ không rõ nếu như không có nhạc thiên lão tổ thì nhạc gia chúng ta cũng không thể mạnh như hiện tại sao? Nếu không thì chúng ta đã bị tứ đại thú tộc chế diễu từ rất lâu rồi. Nhạc siêu nhẹ nhàng nói: Nhạc siêu thiếu gia, nếu như nhạc thiên không phải năm đó cầm đi một nửa đấu đến long mạch tinh huyết thì huyết mạch chúng ta hiện tại đã cao hơn rồi. Nhạc thiên hại nhạc gia chúng ta mới đúng. Một lam y trưởng lão oán hận nói: Lam trưởng lão, ông nói vậy là sai rồi. Theo ta được biết nhạc thiên lão tổ năm đó muốn lấy một mảnh bảo vật, trong tộc không đồng ý. Về sau nhạc thiên lão tổ mới quyết định lấy đi một nửa đấu đế long mạch tinh huyết. Năm đó các vị trưởng lão đều đồng ý. Nhạc gia hiện tại hết thảy đều do năm đó. Nhạc thiên lão tổ và nhạc tề lão tổ dốc sức. Nhạc gia cũng là gia tộc cuối cùng quật khởi trong tứ đại nhân tộc. Đó cũng là bởi vì có công lao của nhạc thiên lão tổ. Nhạc siêu cất tiếng nói, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Nghe thấy lời nói của nhạc siêu, mấy trưởng lão liền im lặng không nói gì đại ca, tại sao huynh lại đi giúp người thuộc nhất mạch này? Nhạc đình khó hiểu nhìn nhạc siêu. Được rồi, đình mỗi chuyện năm đó chúng ta không thể nói chúng ta chuẩn bị tỉ thí đi. Nhạc siêu cất tiếng nói. Hừ, được rồi muội muốn nhìn xem tên tiểu tử nhạc thành kia mạnh bao nhiêu. Nhạc đình cất tiếng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ở giữa không trung từng thanh âm xe gió truyền tới rơi, vào bên người nhạc siêu và nhạc đình. Nhìn trang phục thì đó chính là tộc trưởng nhạc duy, mà bên cạnh chính là một hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên nhìn chăm chú về phía xa xa, trong mắt có một vẻ thờ ơ không bận tâm. Ra mắt ra ra, ra mắt tộc trưởng. Nhạc hạo đường ca, tại sao huynh cũng tới đây? Nhìn thấy Hắc y thanh niên, nhạc siêu cùng với nhạc đình liền hơi biến sắc mặt mà lập tức cất tiếng hỏi. Ừ, ta vừa xuất quan, nghe nói người trẻ tuổi lần này tỉ thí cho nên tới đây xem xem. Hắc y thanh niên cất tiếng nói. Ừ, nhạc siêu và nhạc đình các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? nhạc duy cất tiếng nói với nhạc siêu và nhạc đình truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ra ra chúng ta đã chuẩn bị xong rồi nhạc đình cất tiếng nói trong giọng nói có 10 phần tin tưởng vậy thì tốt rồi chỉ là nghìn vạn lần không được chủ quan những đối thủ hôm nay con cố gắng là được nhạc duy cất tiếng nói ra ra chẳng lẽ ra ra nói tới nhạc thành chẳng lẽ hắn thật sự lợi hại như vậy sao nhạc đình cất tiếng hỏi đứa nhỏ này, có gì mà không phục, ngoài trời còn có trời, các ngươi là cường giả bên trong nhạc gia, nhưng mà ta cho các ngươi biết ngay cả Vũ Văn gia, cũng đã xuất hiện một người trẻ tuổi chín thành huyết mạch ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ, tôn gia nhà đầu kia nghe nói cũng đã dung luyện thành công xích viêm hỏa, thực lực vượt xa các ngươi, mặt khác trần gia cùng với tứ đại thú tộc cũng xuất hiện những người bất phàm. Các ngươi nghĩ, rằng thực lực của các ngươi tiến vào thúy phong cổ nham có bao nhiêu thành nắm chắc đây? Nhạc Duy cất tiếng nói nhạc đình hơi biến sắc mà run rẩy nói chẳng lẽ ý của ra ra chính là để tên nhạc thành kia tiến vào trong thúy phong cổ nham thì có thể có thành tích nhạc đình tự hồ không phục mà vênh mặt lên nói nhà đầu ngươi có gì không phục ngay cả thái thượng trưởng lão cũng nói nhạc thành có rất nhiều hy vọng ta hôm nay cũng đã suy nghĩ kỹ được rồi các ngươi chuẩn bị đi biểu hiện cũng phải cho tốt vào nhạc duy cất tiếng nói xong liền cùng với một đám trưởng lão đi vào một căn phòng đám trưởng lão ngồi xuống chỉ là trưởng lão cũng chia làm hai phái mỗi một phái cũng lộ ra vẻ sắc mặt không dễ nhìn nhìn phái kia xoẹt xoẹt mà lúc này tộc trưởng sau khi ngồi xuống thì đám hộ vệ hoàng long đã tới hiện trường bảy người thuộc đội hộ vệ hoàng long đã đi vào trong long cốc chuẩn bị tỉ thí nhìn thấy đội hộ vệ hoàng long không ít người trở nên kích động mà lúc này ở trong sân xuất hiện bảy thanh niên của đội hộ vệ hoàng long đây chính là những người nổi bật nhất của đội hộ vệ hoàng long chính là những cường giả siêu cấp của nhạc gia chỉ là 30 vạn hộ vệ đội Thanh Long nhìn thấy đám người hộ vệ đội Hoàng Long thì cũng coi thường, gần đây mấy lần giao phong đội hộ vệ Thanh Long đã không còn sợ đội hộ vệ Hoàng Long nữa. Xoẹt xoẹt, ở trên không trung, mấy nghìn thân ảnh phá không mà tới. Nhạc Thành, chúng ta ở phía sau hỗ trợ ngươi. Nhóm người Nhạc Thạch đầu cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó mấy nghìn người thuộc đội hộ vệ Thanh Long đã rơi vào bên trong. Nhạc Thành cùng với Hỏa lão hai người đi vào trong trường, Nhạc Thành đánh giá trong trường một lần sau đó ánh mắt của hắn hướng về phía căn phòng nhỏ kia sắc mặt liền hơi biến đổi rồi lập tức di chuyển xoẹt ở giữa không trung một thân ảnh áo xám rơi xuống xem trang phục thì có vẻ là một vị trưởng lão là hỏa vô thiên tộc trưởng chúng ta cho mời hỏa lão lão nhân này chăm chú nhìn nhạc thành một lần sau đó cười với hắn là ta ta tới đây xem hỏa lão mỉm cười nhạc thành ngươi hãy bộc lộ tài năng cho thật tốt đừng cho nhạc thiên lão tổ mất mặt lão nhân này cất tiếng nói với nhạc thành sau đó đi vào trong căn phòng nhỏ. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt, lão nhân này tự nhiên là người thuộc nhất mạch của Nhạc Thiên, thực lực lục tinh đấu tôn. Nhìn theo bóng lưng của Hỏa lão, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Hỏa lão này thật quan hệ rộng, ở Vũ Văn gia cũng có bạn bè, ở Nhạc gia cũng có bạn bè. Nhạc Thành vừa xuất hiện, bảy người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long và Nhạc Siêu, Nhạc Đình cũng đánh giá Nhạc Thành. Nhạc Siêu và Nhạc Đình nhìn Nhạc Thành, đặc biệt là Nhạc Đình ở trong viễn cổ kết giới nàng vẫn còn có một số mâu thuẫn với hắn thần thức của nhạc thành đánh giá bảy người thuộc đội hộ vệ hoàng long một người có thực lực tứ tinh đấu tôn sáu người còn lại có thực lực tam tinh đấu tôn cuối cùng ánh mắt nhạc thành di chuyển lên trên người nhạc siêu và nhạc đình hai người này đều có thực lực tứ tinh đấu tôn mấy tháng trước ở trong viễn cổ kết giới nhạc thành đã gặp họ hôm nay chính là ngày tỷ thí của đám người trẻ tuổi nhạc gia hai người mạnh nhất sẽ đại biểu cho nhạc gia đi tham gia cuộc tỷ thí với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Lão giả áo vàng nổi lên trên không trung mà cất tiếng nói. Quy tắc tỉ thí mọi người cũng biết ta không cần phải nói nhiều. Bây giờ 10 người các ngươi phải thông qua kỳ kiểm tra đo lường huyết mạch, lưu lại 4 người thì tiến vào vòng thứ hai, cuối cùng chọn ra hai người đại biểu nhạc gia tiến vào thúy phong cổ nham. Nhạc thành dò xét lão giả áo vàng này, địa vị của lão cũng không phải là thấp. Lão giả này so với nhạc trí thu cũng không hề kém hơn, xem ra cũng là cửu tinh đấu tôn. Vâng nhị trưởng lão chúng ta không có vấn đề gì, bảy người trong đội hộ vệ hoàng long cất tiếng hóa ra là nhị trưởng lão nhạc trí thu là đại trưởng lão nhạc thành lẩm bẩm nói đối với cách kiểm tra huyết mạch nhạc thành thì lại kỳ quái chỉ là ở vũ văn gia hắn đã nhìn thấy một lần cũng không kinh ngạc bao nhiêu đối với huyết mạch trên thân thể của mình nhạc thành mặc dù biết mình có kim long chi thể nhưng tựa cũng phải dựa vào công hiệu của hỏa linh châu mới được như vậy các ngươi chuẩn bị đi ta sẽ triển khai lực huyết mạch nếu như các ngươi không kiên trì được thì rời đi nếu không sẽ có hại cho thân thể lão già áo vàng cất tiếng nói cũng là người trong nhất mạch của nhạc tề nhạc thành chăm chú nhìn lão già áo vàng này rồi thầm nghĩ hắn thấy lão già này hiện ra lãnh ý với mình thì sắc mặt hơi biến hu một khí tức vô hình từ trên người của lão già này chuyển động ngay lập tức khắp long cốc bao phủ bởi một khí tức này khí tức rất mạnh nhạc thành thầm nghĩ trong lòng khí tức này tựa hồ như dẫn dắt huyết mạch của hắn vậy tuy nhiên khí tức cường hãn không có bất kỳ ảnh hưởng với linh hồn chỉ có hơi quỷ dị mà thôi một lát sau hoàng mang trói mắt đã bao phủ quanh nhạc thành khí tức cường hãn cũng khiến cho những người vây quanh chịu một số ảnh hưởng ra ra nhạc thành này có thật là có tới tám thành huyết mạch hay không một hắc y thanh niên ở bên cạnh nhạc duy cất tiếng hỏi nghe nói là có tám thành huyết mạch chỉ là ta vẫn chưa thấy tận mắt nếu thật sự có tám thành huyết mạch thì so với người năm đó cũng không yếu hơn nhạc duy cất tiếng nói với hắc y thanh niên huyết mạch không tệ cũng không biết thực lực thế nào nhạc hạo cất tiếng nói thực lực cũng không thấp cho dù là ngươi cũng không thể làm khó được hắn nhạc duy cất tiếng nói với nhạc hạo thật không con muốn xem một chút nhạc hạo cuối cùng cũng lộ ra thần sắc mà mỉm cười nhìn nhạc thành ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến với hắn nhạc duy nhìn nhạc hạo mà hỏi nếu hắn quả thật là hậu nhân của nhạc thiên lão tổ thì xuất hiện trước mặt con sớm muộn gì con cũng phải đọ sức với hắn một phen con chỉ muốn biết đáp án hôm nay mà thôi nhạc hạo cất tiếng nói sau đó sắc mặt hơi trầm xuống không biết là đang nghĩ đến điều gì đúng vậy ngươi sớm muộn cũng phải đọ sức với hắn chỉ là hiện tại hắn vẫn không biết nguyên nhân nhạc duy cười nhạt nói bao phủ bên trong hoàng mang bảy hộ vệ hoàng long sáu tam tinh đấu tôn giờ đã bao phủ tràn ngập một mảng hoàng mang cũng toát ra từ trong da của họ sáu người này toàn thân rung động trên mặt cũng chảy ra một chút mồ hôi một tứ tinh đấu tôn khác cùng với nhạc siêu nhạc đình ba người thì tràn ngập một mảng vàng nhạt tựa hồ như vẫn còn có thể chống lại mà nhạc thành lúc này thì cảm thấy giống như có một luồng nước ấm sôi trào vậy linh khí của hỏa linh châu ngày càng chuyển hóa thành huyết khí xoa dịu lục phủ ngũ tạng một lát nữa trôi qua thân ảnh hoàng mang càng thêm rực rỡ xem ra đã đạt tới sáu thành huyết mạch lúc này cuối cùng sáu tam tinh đấu tôn của đôi hộ vệ hoàng long cũng không chống cự được sắc mặt tái nhợt mồ hôi toát ra từng giọt sáu thành huyết mạch không đủ quá thấp ở trong phòng nhỏ nhạc duy thở dài nói Gia Gia, sáu thành huyết mạch căn bản không thể phát huy uy lực đấu đế long mạch của nhạc gia chúng ta, ít hất cũng phải ngoài chín thành. Tại sao huyết mạch của nhạc gia lại lùi bước nhanh vậy? Nhạc hạo cất tiếng hỏi. Chuyện này có quan hệ tới nhạc thiên lão tổ, nhưng mà nhạc thiên lão tổ cũng là bất đắc dĩ cho nên hiện tại nhạc gia mới chia làm hai phái. Nhạc duy bất đắc dĩ nói với nhạc hạo. Gia Gia, tại sao con lại có tám thành huyết mạch, bây giờ còn có thể có chín thành huyết mạch? Nhạc hạo nghi hoặc hỏi. Ngươi có thể là có kỳ tích, có thể ngươi gọi là phản tổ, huyết mạch cũng tiếp cận với tiên tổ nhất." Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Hạo, "Ngươi hiện tại chính là thiên tài ẩn náu trong Nhạc gia, 10 năm trước ngươi có cơ hội tiến vào Thúy Phong cổ nham tiếp nhận từ Đường Tẩy Lễ, nhưng mà do sự cố phát sinh nên không cho ngươi đi, sau đó ngươi ăn tính huyết của Nhạc gia, thực lực cũng không tệ, trong vòng 10 năm tiến vào đấu thánh cũng không có vấn đề gì, 100 năm nữa ngươi có thể đột phá, đến đấu đế truyền thuyết mang lại phồn vinh cho Nhạc gia." Nhạc Duy nói. Già dạ, già, dạ, trách nhiệm này quá nặng. Nhạc hạo thở dài nói. Trách nhiệm này đúng là, nặng nhưng cuối cùng đấu đế Long Mạch đã cho ngươi ăn và ngươi phải gánh trách nhiệm này. Nhạc duy mỉm cười nói. Thời gian từ từ trôi qua, những người vây hãm cũng dần trở nên lo lắng, dựa theo quy của bốn người này, có thể tham gia đợt thứ hai mọi người muốn biết rõ huyết mạch cuối cùng, mới chứng minh hết thảy. Huyết mạch càng cao đại biểu cho tu vi về sau càng lớn, không có tới tám thành huyết mạch muốn đột phá tới cường giả đấu thánh, thì không có hy vọng, cho nên huyết mạch độ dày quyết định hết thảy. Dưới sự bao phủ của Hoàng Mang, Nhạc siêu cùng với Nhạc Đình và tứ tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long đã có vẻ chống đỡ không nổi, Hoàng Mang cũng nồng đậm hơn. Xoẹt, thanh niên của đội hộ vệ Hoàng Long cuối cùng cũng không chịu được, mà rời khỏi phạm vi áp lực, lúc này ác mặt của hắn đã tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bảy thành huyết mạch, không tệ. Nhạc Duy lẩm bẩm nói, nhưng ngữ khí không hề hài lòng. Xoẹt xoẹt, một lát sau nhạc siêu và nhạc đình cũng không chịu nổi áp lực mà tái nhợt rời ra. Bảy thành rưỡi, chưa tới tám thành huyết mạch. Nhạc duy thở ra một hơi, bảy thành rưỡi huyết mạch đã là không tệ nhưng chưa đủ. Bây giờ vầng sáng bao quanh một mình nhạc thành, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, một đám nhỏ trưởng lão thì lộ ra vẻ vui mừng. Nhạc thành nhắm mắt dưỡng thần, trước áp lực vô hình này, hỏa linh châu trong máu của hắn hấp thu linh khí điên dại, tốc độ lớn hơn bình thường mấy chục lần, vô cùng khủng bố mà ở quanh thân của nhạc thành một mảng hoàng mang đã tràn ngập từ từ chuyển hóa thành kim mang trói mắt kim long thân thể kim long thân thể trong phòng nhỏ cuối cùng cũng phát ra thanh âm hưng phấn nhìn thân thể có màu vàng kim của nhạc thành các trưởng lão biết rõ đại biểu cho điều gì nhìn thấy vầng sáng kim của nhạc thành nhạc đình ở cách đó xa xa có một ánh sáng phức tạp lúc này những người vây xem cũng kinh ngạc tất cả đều suy đoán nhạc thành là ai mà 30 vạn hộ vệ của đội hộ vệ thanh long giờ này thấy kim mang của nhạc thành thì vô cùng kích động, đội hộ vệ Thanh Long có người có huyết mạch như thế, sau này hoàn toàn có thể ướn ngực ngẩng đầu. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này lão già áo vàng đã lộ ra thần sắc khó coi uy áp của huyết mạch đã tới mức tối cường, nhưng vẫn không thể đo được cường độ huyết mạch của Nhạc Thành. Nguyên nhân cũng chỉ có một huyết mạch của hắn còn thấp hơn so với Nhạc Thành, nên không thể kiểm tra độ dày huyết mạch của Nhạc Thành được. Ra ra, hay là để con đi thử xem, nhị trưởng lão xem ra cũng không đo được huyết mạch của Nhạc Thành. Nhạc hạo nhìn nhạc thành phía xa xa mà kinh ngạc nói. Lúc này nhạc duy mới ổn định thần sắc mà nói. Được rồi, ngươi đi thử xem, sợ chỉ có ngươi mới đo được huyết mạch của nhạc thành. Hừ, cho ngươi ăn một chút đau khổ. Hoàng mang bên trong của nhạc thành đột ngột mở ra, hắn chăm chú nhìn lão giả áo vàng, vừa rồi lão giả này nhìn hắn không thân thiện, hắn cũng muốn giáo huấn lão ta một chút. Xoẹt xoẹt, kim mang ở bên trong cơ thể của nhạc thành tràn ngập bắn lên không trung vầng sáng kim mang nhanh chóng hình thành một mảng huyết mạch áp chế sau đó, nổ ra bắn vào lão giả áo vàng. Xoẹt! Sắc mặt của nhị trưởng lão biến đổi lớn, sắc mặt lập tức tái nhợt, dưới uy áp huyết mạch của nhạc thành lão không chịu được mà phun ra một ngụ máu tươi, cả người đã trở nên tái nhợt. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện, các trưởng lão đều thay đổi lớn sắc mặt, hơn phân nửa đều lộ ra vẻ khó xem. Tiểu tử này đúng là cố ý. Hỏa lão lầm bẩm nói. Ta đi thử xem, trong một căn phòng nhỏ một hắc y thân ảnh lóe lên sau đó kim mang chói mắt tràn ngập quanh thân của nhạc thành xoẹt xoẹt hai cỗ kim mang phát ra cùng chỗ ngay lập tức một mảng sáng chói mắt ánh sáng này khiến cho các cường giả cũng không dám nhìn rất mạnh nhạc thành lẩm bẩm nói sau đó hắn nhìn hắc y nam tử trước không trung nhạc thành cảm thấy huyết dịch của mình bị một lực áp chế vô hình vậy chuyện được đọc bởi kênh haley audio thanh niên này là ai huyết mạch quý áp rất mạnh Sắc mặt của Nhạc Thành khẽ biến, trong lòng hắn không khỏi giật mình, nhưng mà huyết mạch uy áp này cũng không đủ để Nhạc Thành chống lại, tâm niệm hắn chuyển động, hai mắt nhắm lại, lập tức đưa Kim Long thân thể tới tận cùng chống lại uy áp của huyết mạch. Sắc mặt của Nhạc Hạo lúc này cũng hơi biến đổi, lập tức thân hình của hắn nổi lên trên không trung, hai mắt nhắm lại, kim mang càng thêm nồng đậm. Uy áp huyết mạch rất mạnh. Ở phía không xa, Nhạc Duy, Nhạc Siêu cùng với mấy người trong đội hộ vệ Hoàng Long đều hơi biến sắc mặt mà lúc này trong một đại sảnh không xa, đám trưởng lão cũng bị ảnh hưởng của huyết mạch này. Xoẹt xoẹt, Hoàng Long Lân, cuối cùng cũng xuất hiện một Hoàng Long Lân. Ở trong đại sảnh, các trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng, chỉ thấy lúc này quanh người nhạc hạo đã bao trùm một mảng kim mang chẳng chỉ, ngay cả khuôn mặt, chỉ trừ hai con mắt cũng bị che đậy, kim mang tràn ngập khắp bầu trời. Kim mang long lân, đó chính là địa biểu cho chính thành huyết mạch, miễn cưỡng cũng có thể coi là kim long thân thể, Kim Long thân thể chính là có địa vị lớn nhất trong tứ đại gia tộc, uy lực cường hãn khiến cho tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện cũng phải đau đầu vô cùng. Trời ạ, à, là Kim Long thân thể trong truyền thuyết, Nhạc gia có người có Kim Long thân thể. Những người xem xung quanh đều phấn khởi vô cùng. Nhạc Duy mỉm cười, hắn cũng mừng rỡ, đây là cảnh giới cao nhất chín thành huyết mạch Kim Long thân thể, uy lực thật khủng bố. Suy suy, mà mọi người đang vui mừng vì Nhạc Hạo có chín thành huyết mạch thì Nhạc Thành cũng không tự chủ được mà di động lên trên không trung. Ngay lập tức một mảng lân phiến cũng bao trùm quanh người hắn, ngoài hai mắt và cái miệng thì toàn bộ làn da đều bị lân phiến màng vàng bao phủ. Long Lân, đây cũng là Long Lân, đây là chín thành huyết mạch. Hộ vệ độ Long Lân kia cũng có chín thành huyết mạch. Long Lân, trời ạ, à, cũng là chín thành huyết mạch, còn chưa tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Các vị trưởng lão trong đại sảnh đều đột nhiên biến đổi sắc mặt, chuyện này tựa hồ như đều ngoài dự đoán của mọi người. Trong mắt của Nhạc Duy hiện ra một mảng nóng bỏng, hắn nhịn không được mà phát ra lệ quang không tiếp nhận từ đường tẩy lễ mà có chín thành huyết mạch, nếu như tiếp nhận từ đường tẩy lễ thì sẽ khôi phục 10 thành đấu đế long mạch. 10 thành đấu đế long mạch, cái này chỉ có các vị tiên tổ mới có. Hàng trăm vạn người vây quanh, đội hộ vệ Thanh Long đều lộ vẻ yên tĩnh, nhưng trong mắt mỗi người đều có vẻ nóng bỏng. 9 thành đấu đế long mạch, tên tiểu tử này. Hỏa lão nhìn thấy Long Lân của Nhạc Thành thì cũng nhịn không được mà kinh ngạc vô cùng. Ở bên trong Long Cốc bắt đầu xuất hiện những đạo khí tức mịt mờ, thật lâu vẫn không rời đi ở bên trong long cốc, hai mảng kim mang đan vào nhau, giống như là mặt trời trói mắt vậy khiến cho người ta không dám khinh thường. Xoẹt xoẹt, huyết dịch của nhạc thành lúc này đã quay cuồng, ngay cả làn da của hắn cũng trở nên nóng bỏng, ngay lập tức nhạc thành mở to hai mắt ra, chú ý long lân trên cơ thể của mình. Nhạc thành, người rất mạnh, quả là không tệ. Nhạc hạo mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó làn da của hắn thu lại, long lân cũng không còn thấy gì nữa. Xoẹt. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, ngay lập tức hắn thu hồi thân thể Kim Long, hắn cảm thấy nếu như mình không thu hồi, thì lớp áo giáp áo xanh này sẽ phải vỡ tan. Nhạc Hạo chăm chú nhìn Nhạc Thành, sau đó lập tức nói: "Đợi chút nữa ta sẽ khiêu chiến với ngươi, không bởi chuyện gì, hai người chúng ta cần phải đọ sức với nhau." Nhạc Hạo nói xong liền quay người trở lại phòng nhỏ. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn không biết thanh niên Hắc Y này muốn gì nên nghi hoặc không thôi. Được, vòng thứ nhất kết thúc, mọi người chuẩn bị tiến vào vòng thứ hai thôi. Nhạc Duy đứng lên nói, thanh âm đủ để mọi người nghe rõ. Nhạc Thành cùng với Nhạc Hạo thu hồi thân thể Kim Long, sau đó từ từ rời đi. Nhạc Thành, chào hình thức. Thanh Long hộ vệ đội uy vũ, Nhạc Thành uy vũ. 30 vạn người của đội hộ vệ Thanh Long phấn khởi gào thét, mỗi người phấn khởi vô cùng. Sau đó mấy trăm vạn người cũng gào thét, mặc dù có người không biết Nhạc Thành là ai. Đội hộ vệ Thanh Long tự hồ như chưa từng có danh tiếng như vậy, mà lúc này, nhạc thạch đầu đã như muốn ứa nước mắt, về sau ai còn dám nói đội của hắn không có cường giả, hắn nhất định không để yên. Nhìn thấy nhạc thành xuất ra thân thể kim long hơn, phân nửa các vị trưởng lão đều xanh hồng bất định, chín thành huyết mạch, số huyết mạch này mà đuổi ra nhạc ra thì thật đáng tiếc. Nhạc thành bây giờ không có ý tưởng dư thừa gì nữa. Một lát sau, đợt thứ hai cuối cùng cũng đã bắt đầu, đợt thứ hai này xuất hiện bốn người, dĩ nhiên là bốn người ở lại sau cùng. Nhạc thành nhạc siêu nhạc đình hai vị huynh đệ và hộ vệ đội Hoàng Long kia. Mà trận thứ hai này đã có một số người hiểu rõ trong lòng. Đợt thứ hai này đọ sức, điều này nhạc thành không sợ. Ba người này dù sao cũng có thực lực tứ tinh đấu tôn, mình tùy tiện chạm phải cũng có thể thoải mái đối phó. Cuối cùng dưới sự sắp xếp của trưởng lão ao tím, nhạc siêu cùng với tứ tinh đấu tôn tỉ thí với nhau, nhạc thành thì đấu với nhạc đình. Quy củ tỉ thí nhạc thành đã sớm được nhạc thạch đầu nói qua, đơn giản là không được phép ra tay quá độc ác có các vị trưởng lão ở đây cố ý hay vô tình đều có thể nhìn ra nhạc đình biến đổi sắc mặt tựa hồ như nàng cũng không ngờ rằng mình đụng phải nhạc thành sắc mặt của nàng biến đổi sau đó cũng chỉ có thể từ từ đi lên trong trường bốn người ở trong trường tất cả các ánh mắt đều đặt lên trên người bọn họ trưởng lão áo tím sau khi tuyên bố bắt đầu xong nhạc siêu cùng với hộ vệ hoàng long kia đã bắt đầu triển khai công kích với nhau từng luồng đấu khí lập lòe giữa không trung chỉ là thực lực của hai người trên cơ bản hơn kém nhau không quá lớn, nếu như muốn phân thắng bại thì trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Nhạc Thành chăm chú nhìn Nhạc Đình trước mắt, đối với Nhạc Đình ở trong viễn cổ kết giới, Nhạc Thành không có ấn tượng tốt, hắn nhìn Nhạc Đình xong rồi bắt đầu dưỡng thần. Nhìn thấy Nhạc Thành nhắm hai mắt lại, Nhạc Đình liền mím chặt môi, ánh mắt trở nên tức giận, Nhạc Thành không đếm xỉa tới sự hiện hữu của nàng, rõ ràng là không để nàng vào mắt. Nhạc Duy cùng với đám hộ vệ đội Thanh Long kia cũng biến hóa sắc mặt thực lực của Nhạc Thành tự hồ như rất lớn, dù sao Nhạc Đình hiện tại cũng là tứ tinh đấu tôn, không phải là yếu. Ở đây chỉ sợ có một mình Hỏa lão là rõ Nhạc Thành, một tứ tinh đấu tôn, Nhạc Thành trên cơ bản không đếm xỉa tới, trên cơ bản không phát sinh uy hiếp gì. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không phải là xem thường Nhạc Đình, chỉ là Nhạc Đình thực lực quá thấp mà thôi. Nhìn thấy Nhạc Thành nhắm hai mắt lại, Nhạc Đình không biết phải làm làm sao, sắc mặt của nàng liền biến sắc đành phải sững sờ tại chỗ. Ở giữa không trung nhạc siêu cùng với tứ tinh đấu tôn của đội hộ vệ hoàng long đã hừng hực lửa nóng tựa hồ như nhạc siêu đã chiếm thế thượng phong tứ tinh đấu tôn hoàng long xem ra cầm cự không được bao lâu ngươi rốt cuộc muốn động thủ với ta hay không nhạc đình nhìn thấy nhạc thành từ từ động thủ thì sắc mặt biến sắc sau đó do dự nói với nhạc thành nhạc thành cuối cùng mở mắt nói với nhạc đình ngươi không phải là đối thủ của ta mau xuống đi ngươi đừng quá kiêu ngạo nhạc đình hơi run rẩy sắc mặt ở nhạc gia chưa từng có người nào dám nói như vậy với nàng, lần trước ở trong kết giới viễn cổ, Nhạc Thành cũng không cho nàng thể diện, hiện tại cũng không để nàng vào mắt. Nhạc Thành căn bản không để ý tới Nhạc Đình, hắn một lần nữa nhắm mắt lại mà mặc kệ. Nhạc Thành hiện tại chỉ nghĩ tại sao thanh niên Hắc Y vừa rồi muốn khiêu chiến mình là, vì chuyện gì? Đừng tưởng rằng huyết mạch của ngươi cường hãn mà ngông cuồng. Nhạc Đình nhìn thấy Nhạc Thành không đếm xỉa tới mình thì cuối cùng sắc mặt cũng không nhịn được, mà chuyển sang màu xanh, toàn thân nàng thả lên không trung. Xem ra Nhạc Đình đã đánh giá Nhạc Thành cao cho nên, vừa mới giơ tay là sử dụng thiên cấp đấu kỹ. Hừ, vậy hãy để cho ngươi nếm một chút đau khổ. Nhìn thấy thiên cấp đấu kỹ trong tay của Nhạc Đình, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, dù sao ấn tượng của hắn với Nhạc Đình cũng không tốt. Thân hình của Nhạc Thành mỉm cười, thân ảnh của hắn vọt ra tới không trung. Chu Ma trưởng, thủ ấn của Nhạc Thành trong tay biến đổi, pháp lực quanh thân của hắn tràn ngập, trường ấn cũng quỷ dị xuất hiện, điều này khiến cho không ít người kinh ngạc. Đi thủ ấn của nhạc thành nghiêng nghiêng đánh tới trưởng ấn màu xanh nghênh hướng về phía nhạc đình xoẹt trưởng ấn của hai người chạm vào nhau một lực lượng khổng lồ rung động kích tán khiến cho cả không gian chấn động một người lúc này từ trên không trung ngã xuống mặt đất ngay cả thân thể hoàng long cũng không có tác dụng ầm um. nhạc đình bị một lực lượng khổng lồ đánh tới sắc mặt đã trở nên trắng bệch thất thần nhìn nhạc thành trên không trung chính là hắn chính là hắn dùng một trưởng đánh bại mình Nhạc Đình đứng lên, khóe miệng liền chảy ra một vế máu, mặc dù nàng bị thương không nặng nhưng thân hình đã trở nên run rẩy, một chiêu bị đánh bại, nàng không thể nào tiếp nhận được. Nhạc Thành sau khi đánh bại Nhạc Đình cũng không có quá nhiều biểu tình, tứ tinh đấu tôn mà thôi, thực lực tuy khá mạnh tuy nhiên cũng bình thường mà thôi, nếu như ngay cả một tứ tinh đấu tôn mà hắn cũng không đánh lại thì tu luyện thật uổng phí. Nhìn thấy Nhạc Thành nhấc tay chân lên là đánh bại Nhạc Đình, sắc mặt của Nhạc Hạo lấp lóe sáng lên ngay lập tức hắn nhìn về phía nhạc thành, mặc dù nhạc thành vừa mới xuất thủ, nhưng hắn căn bản không nhìn ra tu vi của nhạc thành. Một đám hộ vệ thanh long nhìn thấy cảnh tượng này thì bắt đầu cuồng nhiệt. Đây đúng là cường giả, tứ tinh đấu tôn có thể dùng một trường đánh bại, thực lực này quá mạnh. ầm, ừ. phía xa xa trên không trung một thanh âm phá hủy vang lên, lập tức một thân ảnh màu vàng hiện lên giữa không trung, chính là tứ tinh đấu tôn của hoàng long hộ vệ đội. Hai người này dĩ nhiên là nhạc siêu chiến thắng nhạc siêu chiến thắng không nằm ngoài dự định của mọi người chỉ là với thực lực của nhạc thành mọi người đều trợn mắt há hốc mồm sau đó nhạc thành cũng đánh bại nhạc siêu nhạc gia chín thành đấu đế huyết mạch đã lâu rồi chưa xuất hiện lúc này một vị trưởng lão muốn tuyên bố kết thúc thì ở phía sau có một thân ảnh thả người lên ta là nhạc hạo ta muốn khiêu chiến với nhạc thành ở giữa không trung nhạc hạo bắt đầu lăng không ánh mắt chăm chú nhìn nhạc thành vừa vạn vị kia có chín thành huyết mạch nguyên lai like, người phía dưới tên là nhạc thành bọn họ cũng có chín thành huyết mạch mọi người chăm chú nhìn nhạc thành trên không trung các trưởng lão chăm chú nhìn nhạc hạo bọn họ dĩ nhiên là biết thân phận của nhạc hạo thân phận của hắn là một đại bí mật của nhạc gia chuyện nhạc gia có chín thành huyết mạch chỉ có các trưởng lão biết rõ và điều càng khiến các vị trưởng lão lo lắng là số người phản đối nhạc thành tiến vào nhạc gia sở dĩ cũng là lo lắng chuyện này ta đáp ứng ngươi nhưng ta muốn biết nhạc thành cất tiếng nói thân thể hắn vươn lên xuất hiện ở trên không trung chăm chú nhìn hắc y nam từ phía trước mặt sắc mặt trở nên biến đổi có thực lực bát tinh đấu tôn cộng với thân thể kim long thì có thể coi là vô địch nguyên nhân vì sao về sau ngươi sẽ biết chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến đây là long cốc là nơi phù hợp nhất nhạc hạo cất tiếng nói với nhạc thành không biết nguyên nhân khiêu chiến nhưng khiến ta không có hứng thú nhạc thành chăm chú nhìn hắc y thanh niên phía trước thực lực bát tinh đấu tôn chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nếu không tiếp tục khiêu chiến ngươi sẽ bị nhạc gia xem thường sao nhạc hạo hơi biến đổi sắc mặt sau đó lập tức nói với nhạc thành không ngờ nhạc thành lại cự tuyệt mình chuyện này không trọng yêu nếu như ngươi không nói rõ nguyên nhân thì ta không thể phụ bồi nhạc thành cất tiếng nói người của nhạc gia thấy thế nào nhạc thành không để trong lòng đây không phải là điều quan trọng với nhạc thành sắc mặt của nhạc hạo hơi biến hóa tựa hồ như hắn không nghĩ tới việc nhạc thành lại xuất hiện hắn do dự một chút rồi lập tức nói Nhạc gia có một thứ bảo vật, Nhạc Thiên lão tổ sau khi rời đi đã nói qua, nếu hậu nhân của ông quay trở về Nhạc gia thì hãy đem người có thực lực mạnh nhất ra khiêu chiến, nếu hậu nhân của ông mà nhận thua thì vĩnh viễn không đặt chân vào Nhạc gia nửa bước, còn nếu hậu nhân hắn thắng thì sau đó phải cầm bảo vật của Nhạc gia, về sau người của Nhạc gia phải trợ giúp hậu nhân hắn là một việc. Bảo vật gì? Sắc mặt của Nhạc Thành âm thầm biến hóa, bảo vật của Nhạc gia, không lẽ là Linh Châu thượng cổ? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đó là một bảo vật bí mật đối với nhạc gia mà nói vô cùng quan trọng nhưng nếu như ngươi thắng ta thì bảo vật đó về sau sẽ là của ngươi đây là ước định của nhạc thiên và nhạc tể lão tổ năm đó bây giờ chúng ta bắt đầu đi thực lực của ngươi bây giờ đã đủ khiêu chiến với ta nhạc hạo cất tiếng nói được ta đáp ứng ngươi nhạc thành cất tiếng nói chúng ta khiêu chiến ngươi không cần lưu thủ chuyện này quan hệ tới nhạc gia ngươi dốc toàn lực ra tay là được nhạc hạo cất tiếng nói ta không có ý định lưu thủ nhạc thành cất tiếng nói sau đó hắn quay mặt về phía nhạc hạo nhạc thành cũng không cự tuyệt hắn nếu như là bát tinh đấu tôn nhạc thành còn có thể nắm chắc nhưng mà như vậy trên thân thể có chín thành huyết mạch kim long thân thể thì nhạc thành không thể nắm chắc được nhìn thấy hai người giữa không trung khuôn mặt của nhạc duy cũng hơi biến đổi sắc mặt cũng trở nên phức tạp đây là hai người trẻ tuổi mạnh nhất của nhạc gia bây giờ hai người khiêu chiến chắc chắn là liên quan tới cả nhạc gia trên không trung của long cốc mấy khí tức mịt mờ vây quanh vậy ra tay đi vì nhạc gia ta cũng không lưu thủ ngươi vì nhạc gia chúng ta có thể bày ra một trận khiêu chiến nhạc hạo cất tiếng nói trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn sắc mặt của nhạc thành hơi biến hóa đối với chuyện của hắc y thanh niên nhạc thành cũng không nghe nói qua hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn nhưng nhìn bộ dạng thì thấy hắc y thanh niên này là thật sự đây chính là ước định của nhạc thiên lão tổ và nhạc tề lão tổ nhưng bảo vật này thật ra là cái gì chẳng lẽ thật là linh châu thượng cổ nếu như muốn linh châu thượng cổ thật, sau đó nhất định phải thắng mới được. Thân hình của Nhạc Hạo lùi về phía sau, đấu khí quanh thân chuyển động, một mảng khí tức cường hãn bao phủ bốn phía. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thân hình của hắn lui về phía sau, thụ ấn nghiêng nghiêng đánh tới, đồng thời pháp lực tràn ngập, chuẩn bị chống lại Hắc Y thanh niên. Đối phương có thực lực bát tinh đấu tôn, lại có thân thể kim long, Nhạc Thành không dám chủ quan. Ong ong, một thanh trường kiếm màu xanh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành trường kiếm ông ông tác hưởng khiến cho kiếm quang mở rộng trói mắt khiến người ta không dám nhìn trường hồng lăng không một mảng linh khí chuyển hóa quanh thân thể của nhạc thành lập tức kiếm mang xẹt qua ở trên không trung mang theo một mảng không gian rung động xoẹt thủ ấn của nhạc thành nghiêng nghiêng đánh tới thân ảnh của hắn sau đó biến mất ngay tại chỗ ám ảnh kiếm trong tay của nhạc thành lại ngưng kết một thủ ấn quen thuộc sau đó ở phía sau lưng của nhạc thành ba thanh ám ảnh kiếm xoay tròn trên không trung nổ tung bắn về phía nhạc hạo xích luyện không trung sắc mặt của nhạc hạo biến đổi thân hình của hắn sau đó gấp tốc xoay lại về phía đằng sau trường kiếm cũng xoay tròn một lần nữa bắn về phía ba luồng sáng kia mơ hồ lúc đó nhạc hạo có thể nhìn thấy ba thanh kiếm ngắn hắn cũng biến sắc đi thụ ấn của nhạc thành một lần nữa biến đổi ba luồng sáng mang theo hồng mang lập tức bắn về phía nhạc hạo ba thanh ám ảnh kiếm bị hai tay kiếm mang của nhạc hạo ngăn cản ngay lập tức xoay tròn trên không trung tựa hồ thời gian này khó có thể phân cao thấp một luồng sáng lúc này tiếp cận kiếm mang ngưng tụ của nhạc hạo tâm niệm của nhạc thành sau đó chuyển động một luồng sáng quỷ dị xoay tròn trên không trung công kích về phía nhạc hạo xoẹt sắc mặt của nhạc hạo biến đổi lần nữa bàn tay phải của hắn cầm kiếm bàn tay trái vượt qua giữa không trung trưởng mang xuất hiện phóng ra xoẹt xoẹt mấy luồng lực lượng dây dưa trên không trung sau đó vầng sáng biến mất thân hình nhanh chóng lui về phía sau xoẹt đồng thời thủ ấn của nhạc thành lại đánh tới thân ảnh biến mất trên không trung không thấy gì nữa. Sắc mặt của nhạc hạo trầm xuống, thần sắc lại biến đổi, thân hình của hắn sau đó di chuyển như chấp động biến mất ngay tại chỗ. Phần tiên liệt diễm cầu, hám thiên trưởng. Hai thanh âm vang lên ở trên không trung, hai thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. ầm ầm. Đồng thời lúc này có một liệt diễm cầu lửa, và một trường ấn va chạm nhau ở trên không trung, tạo thành khói lửa hoa mỹ. Khí tức vô cùng cường hãn, ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, hai thứ đan vào nhau, khiến cho người xem ở cách đó mấy vạn thước cũng bị liên lụy. Đội hộ vệ thanh long nhanh chóng lui về phía sau, khí tức cường hãn khiến cho bọn họ như muốn hít không vô. Ở giữa không trung, không gian gợn sóng chấn động kịch liệt, một khe hở vỡ ra, lập tức một khí tức cường hãn thôn phệ. Ngọn lửa giữa không trung tung bay, một lực lượng khổng lồ tiêu tán trên không trung. Hai thân ảnh sau đó liền lui ra, lập tức hai người lặng lẽ trên không trung. Các cường giả này đọ sức thật cường hãn, ra tay là xé rách không gian. Lực thật là cường hãn, thực lực của hai người này thật cường hãn. Thực lực như thế chỉ sợ ngoài trưởng lão ra, cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Nhìn thấy hai người trên không trung, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, hai người vượt không gian giao thủ đã thấy cho bọn họ thấy thực lực của cường giả, thực lực như vậy quả là bài sơn đảo hải. Nhạc Thành, hóa ra lại mạnh như vậy, hai mắt của ta đúng là mù rồi. Nhạc Thạch đầu hiện ra hai ánh mắt nóng bỏng nhìn Nhạc Thành mà lẩm bẩm nói, mặc dù hắn biết rõ thực lực của Nhạc Thành rất mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy đám hộ vệ thanh long quen biết nhạc thành cũng há hốc mồm lần này thực lực của nhạc thành hung hãn như thế khiến cho bọn họ khó tưởng tượng được truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé đám trưởng lão hiện tại biết thực lực của nhạc thành như thế khó trách đại trưởng lão cũng không thể đối phó đặc biệt là thủ đoạn công kích của nhạc thành mọi người chưa từng nghe thoạt nhìn vô cùng quỷ dị nhạc thành người thật sự rất mạnh chính là người mạnh nhất trong đám trẻ tuổi kế tiếp ta nhất định sẽ không lưu thủ nhạc hạo nhìn nhạc thành đối với nhạc thành hắn ngày càng càng cảm thấy quái lạ và cũng càng hưng phấn ra tay đi ta sẽ tận lực bồi tiếp sắc mặt của nhạc thành liền biến đổi vừa rồi hai người cũng chỉ là thăm dò mà thôi đều không dùng toàn lực kế tiếp chính là chính thức đọ sức xoẹt xoẹt đấu khí ở trên không trung bao phủ quanh thân hình của nhạc hạo ngay lập tức đấu khí quanh người của nhạc hạo liền tụ tập trên không trung một mảng quang mang lóe sáng sắc mặt của nhạc thành biến chuyển Hắn nhìn tình huống thì cũng biết là đối phương chuẩn bị một công kích thật lớn, tốt nhất là đừng để đối phương ngưng tụ thành công. Xoẹt, một mảng lực lượng tràn ngập, thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức thân hình của hắn hư không biến mất ngay tại chỗ, sau đó chớp động một phen, thân hình của Nhạc Thành đã ở cách 500 thước với đối phương. Đoạt hồn chỉ, thân ảnh của Nhạc Thành sau khi xuất hiện thì thủ ấn cũng tung bay, 10 liên châu thanh sắc quang mang bắn ra, uy lực vô cùng cường hãn, hàng chục thanh mang gợn sóng bay lên. Long châu nhạc hạo hét lớn lên sau đó cũng vung tay lên trên không trung một quang cầu trói mắt giống như là mặt trời bay lên trên không trung quang cầu bắt đầu tăng vọt lên gấp đôi giống như một cái bong bóng quang cầu bắt đầu tăng vọt lên đạt đến một mức độ bạo liệt khí thức rất mạnh cảm nhận được khí thức của quang cầu sắc mặt của nhạc thành liền hơi biến đổi thủ ấn của hắn nhanh chóng lui lại hàng chục thanh mang đoạt hồn chỉ bắn về phía đối phương hàng chục thanh mang bắn về phía quang cầu tuy nhiên quang cầu hiện tại đã bành trướng tới mức độ khủng bố rầm 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 với việc bị hàng chục đường đoạt hồn chỉ bắn vào quang cầu cũng nổ ra tiếng phá hủy rất lớn ở trên không trung tạo ra một lực bạo phá bắn về phía nhạc thành nhạc thành trong lòng kinh hãi thân hình của hắn cũng cắp tốc lui lại thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị thiếu chút nữa là bị lực lượng khổng lồ lan đến gần long chảo ngay đúng lúc nhạc thành lùi lại một thân ảnh đã lao tới gần hắn ngay trên đầu thân hình của nhạc hạo cũng kéo ra một long chảo hư không vượt không gian đến trước người của nhạc thành nhạc thành hiện tại lắp bắp kinh hãi sau đó hắn nhanh chóng lui lại mà do dự một chút sau đó tâm niệm của hắn chuyển động quanh thân liền tràn ngập kim mang thân thể kim long của hắn liền bao trùm thoạt nhìn giống như là long lân vậy ba luồng sáng từ đầu bắn về phía đối thủ xoẹt xoẹt ba luồng sáng xuyên thấu qua cự trảo sau đó cự trảo tiêu tán trước khi chạm vào người của nhạc thành ầm um. thân hình của nhạc thành ngay lập tức bị đánh bay vài trăm thước trong thân của hắn huyết khí bắt đầu cuồn cuộn pháp lực suýt nữa là bị đánh tan nếu như không phải hắn có thân thể kim long thì đã bị thương hư nhạc thành hừ lạnh một tiếng rồi chăm chú nhìn nhạc hạo hắn không ngờ mình lại thua một chiêu nhạc hạo không hổ danh là người mạnh nhất của nhạc gia đúng là khó đối phó ngươi cũng phải cẩn thận một chút nhạc hạo ở trên không trung cất tiếng nói với nhạc thành đa tạ ngươi nhắc nhở ngươi cũng nên chú ý nhạc thành cất tiếng nói sau đó thủ ấn của hắn bay lên trên không trung đồng thời thân ảnh của nhạc thành biến mất ngay tại chỗ ám ảnh kiếm Ba luồng sáng phá không xuất hiện trước người của Nhạc Thành, ngay lập tức thân ảnh của hắn hiện ra, thân hình chớp động mà biến mất trên không trung. Đây là do Nhạc Thành phát động công kích, sắc mặt của Nhạc Hạo liền hơi biến chuyển, hắn do dự một chút rồi thân ảnh nhanh chóng lui lại về phía bên trái, đồng thời trưởng mang cũng bổ về phía ba luồng ánh sáng, đối với ba thanh kiếm xuất quỷ nhập thần của Nhạc Thành, Nhạc Hạo đau đầu không thôi. Trưởng mang ngăn cản ba vòng ánh sáng, sắc mặt của Nhạc Hạo liền hơi giãn ra, sau đó lông mày của hắn nhíu lại bắt đầu lo lắng, hắn cảm thấy nhạc thành tựa hồ đã đến cách hắn không xa. Âm dương kiếm, một mảng bạch mang trói mắt hiện ra trước mặt của nhạc thành, sau đó mi tâm của nhạc thành bắt đầu nổ ra bắn về phía nhạc hạo. Nhất kiếm tề thiên, nhạc hạo khẽ quát một tiếng, sau đó tay của hắn lại hiện ra một thanh trường kiếm, đấu khí của hắn chuyển động, kiếm mang bắt đầu đại thịnh giống như tia chớp bắn về phía nhạc thành. Đồng thời một long lân màu vàng trói mắt cũng bao phủ quanh thân của nhạc thành. Âm dương kiếm phân ra, thủ ấn của nhạc thành một lần nữa biến đổi ngay lập tức kiếm mang hiện ra âm dương kiếm ong ong rung mạnh bạch mang xếp thành một hàng thẳng tắp bắn về phía nhạc hạo quang mang ở trên không trung bắt đầu trói mắt thủ đoạn quỷ dị này khiến cho mọi người phải đại khai nhãn giới xoẹt 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 bảy luồng ánh sáng xoay vòng bắn về phía kiếm quang kiếm quang của nhạc hạo bắt đầu ảm đạm âm dương kiếm của nhạc thành cũng có bốn kiếm quang tiêu tán xoẹt bảy đạo âm dương kiếm đụng vào trên người của nhạc hạo đột nhiên thân hình của nhạc hạo bị bắn bay vài trăm thước kim mang cũng mở đi một chút lân phiến từ từ rơi xuống từ trên không trung thu thu ấn của nhạc thành một lần nữa biến đổi âm dương kiếm một lần nữa bị hắn thu vào bên trong mi tâm ở phía xa xa nhạc hạo kinh ngạc mà nhìn nhạc thành đấu khí của hắn bắt đầu cuồn cuộn mặc dù có thân thể kim long nhưng đối với việc bị âm dương kiếm của nhạc thành tập kích hắn vẫn không chịu nổi nhìn thấy hai người giao thủ nhạc duy cùng đám trưởng lão còn có hỏa lão chỉ có thể kinh ngạc mà hình dung hai người này thực lực tựa hồ ngang nhau vô cùng cường hãn ở phía dưới nhạc đình vẫn chăm chú nhìn cuộc đọ sức ở trên không trung cho tới bây giờ nàng mới biết nhạc thành mạnh đến như vậy mình không thể nào sánh nổi cảnh giới thực lực của hai người rất cao lúc nãy nếu như nhạc thành không lưu thủ thì nàng đã có kết cục thê thảm nhạc thành ngươi chịu thiệt thòi một chút bây giờ ta muốn dùng toàn lực ở phía xa xa nhạc hạo nhìn nhạc thành mà nói ta chờ ngươi nhạc thành cất tiếng trả lời xem ra công phân thân ra thì không thể chống lại hắc y thanh niên kia. Nhạc thành lẩm bẩm nói, nhạc thành cũng chỉ có cách là dùng. Nhạc thành, kế tiếp ta muốn sử dụng thiên cấp trung giai đấu kỹ, ngươi cẩn thận một chút. Nhạc hạo cất tiếng nói với nhạc thành. Chút nữa sẽ có thủ đoạn không tưởng xuất hiện. Nhạc thành cất tiếng nói. Vòng địa lao. Nhạc hạo cất tiếng la lên, đấu khí quanh thân cấp tốc chuyển động, thân ảnh vượt không gian biến mất ngay tại chỗ. Nhạc hạo biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt của nhạc thành sau đó cũng trầm xuống thủ ấn của hắn sau đó tung bay một thanh mang mắt thường không dễ nhìn thấy tách ra thân ảnh của nhạc thành sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ xoẹt thân ảnh của nhạc thành biến mất trên không trung sắc mặt của hắn nở ra một nụ cười sau đó tay trước của hắn giơ lên một luồng khí thức tràn ngập trên không trung xoẹt xoẹt không gian xung quanh bắt đầu tràn ngập phong bạo bên trong khí thức cường hãn giống như là một vòng tròn gió vậy có thể đem mọi vật thể xé ra âm dương kiếm biến một tiếng hét lớn vang lên sau đó bảy thanh kiếm xoay tròn trên không trung thân ảnh của nhạc hạo hiện lên trên đó tuy nhiên sắc mặt của hắn ngưng trọng lên đối phó với lực công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của nhạc thành bảy thanh âm dương kiếm tràn ngập kiếm mang thật lớn bảy thanh kiếm xoay tròn trên không trung kiếm quang không ngừng xoay tròn tạo thành một kiếm mang trên không trung xoẹt xoẹt khí tức cuồng bạo xoáy tròn ở trên không trung âm dương kiếm tạo thành một quang mang âm u một khí tức cuồng bạo cũng từ từ phai nhạt một lực lượng khổng lồ lúc này tựa hồ như khó có thể tách ra bây giờ tất cả mọi người đều nhìn cuộc đọ sức ở trên không trung tất cả bọn họ đều khiếp sợ giờ phút này hai người cũng đã bố trí xong kim long chi thể trên thân thể tràn ngập làn da màu vàng ánh mắt bên ngoài thì quỷ dị xoẹt dây dừa một lát xong quang mang của âm dương kiếm ngày càng dày đặc khí tức cũng càng cường hãn sắc mặt của nhạc thành lúc này trở nên tái nhợt mặc dù hắn có long lân che đậy nhưng vầng sáng kim mang cũng mở nhạt đi lúc này ở trong gió lốc nhạc thành tiêu hao không ít pháp lực để chống lại xoẹt bảy thanh âm dương kiếm của nhạc thành mang theo tất cả phong bạo khai ra vầng núi xung quanh của nhạc thành cũng bị ném lên trên không trung lực lượng khổng lồ khiến cho nhạc thành cũng như muốn hoa mắt thân thể kim long giống như là tảng đá vạn cân chèn ép vậy mà lúc này ở trên người nhạc thành lớp áo giáp màu xanh cũng như muốn vỡ tan két két lớp áo giáp cuối cùng cũng khai mở kim mang trên người của nhạc thành cuối cùng cũng tràn ngập Lúc này huyết khí của hắn cuồn cuộn, thân thể Kim Long một lần nữa bảo vệ hắn, nếu không Nhạc Thành không thể không trọng thương. Ổn định thân hình xong, Nhạc Thành đầu tiên móc ra một viên đan dược cho vào miệng, ngay lập tức sau đó thu ấn của hắn thu hồi, Âm Dương kiếm lại quay lại ở bên cạnh hắn, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười quỷ dị. Đến đây, Nhạc Hạo nở ra một nụ cười trên khuôn mặt, một chiêu của hắn chiếm cứ, tự nhiên không hề cho Nhạc Thành một cơ hội nào hết, nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại thay đổi lớn. Ám ảnh kiếm ba luồng ánh sáng màu vàng hiện ra trước thân thể của nhạc hạo, vượt không gian mà đến, ám ảnh kiếm giống như là pháp bảo, tốc độ vô cùng nhanh, so với âm dương kiếm thì nhanh hơn không ít. Ba ám ảnh kiếm xuất hiện cùng nhạc thành giữa không chung, rốt cuộc cũng để lộ nội tình. Hỏa lão mỉm cười, hỏa lão biết nhạc thành có một phân thân quỷ dị, vậy mà lão không thể tu luyện như hắn, thật là buồn bực. Một đám người trưởng lão nhìn thấy nhạc thành áo xanh thì chấn kinh không thôi, hai người quả thật rất giống nhau, thủ đoạn này thật khủng bố, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là hai người hiện tại, thì chỉ có một mình Nhạc Thành có kim long thân thể che mình mà thôi. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Bây giờ kinh ngạc nhất chính là Nhạc Hạo, đột nhiên gặp phải một người giống như mình. Hắn không thể không ngạc nhiên. Mặc dù Nhạc Hạo phản ứng nhanh, nhưng ba thanh ám ảnh kiếm đã vượt không gian nổ ra bắn lên trên người của hắn. Khoảng cách từ xa đối với ám ảnh kiếm chỉ là trong nháy mắt, căn bản là không né tránh kịp. Suy suy suy, ba luồng lực lượng khổng lồ vang lên, ba luồng ánh sáng đều đồng loạt bắn ra lên trên người nhạc hạo ngay lập tức nhạc hạo bị đẩy lùi lên trên không trung một long lân màu vàng lập tức chóc ra sau đó toàn thân của nhạc hạo cũng bị mờ đi kim mang không ít nhạc hạo bị thương mặc dù vết thương không nặng nhưng thật sự là bị thương trên thân thể của kim long mà vẫn bị thương đây là điều mà bát tinh đấu tôn cũng không làm được kỳ thật vừa rồi nhạc hạo nếu như chú ý một chút thì cũng không bị thương chỉ là thủ đoạn của nhạc thành thì quá quỷ dị căn bản không thể đề phòng nếu như là tình huống bình thường thì cho dù là cách xa nghìn thước cũng có thể phát giác nhưng mà hiện tại nhạc hạo nhìn thấy nhạc thành ánh mắt luôn một mực nhìn về phía mình đâu có nghĩ đến phân thân của hắn xuất hiện cho nên mới chịu thiệt thòi mà hiện tại nhạc hạo lỗ mãng bị nhạc thành chiếm thượng phong nhạc hạo bị thương so với nhạc thành còn nặng hơn cũng may nhạc hạo có thân thể kim long nếu không thì vô cùng nghiêm trọng giữa không trung một màn vô cùng quỷ dị hiện ra khiến cho người ta thật không ngờ sắc mặt của nhạc hạo trở nên kinh ngạc vô cùng tựa hồ không thể tin tưởng được vậy hai người chính là nhạc thành giống nhau như đúc càng thêm quan trọng chính là nhạc thành cũng vô cùng chân thật hơn nữa thực lực của hai người cũng giống hệt nhau thật khó có thể tưởng tượng được suy suy hai người nhạc thành xuất hiện ở bên cạnh nhạc hạo điều này khiến cho nhạc hạo trở nên cảm thấy đau đầu ta nói rồi ta nói là ngươi phải chú ý một chút người nói chính là nhạc thành áo xanh thủ ấn của hắn thu lại ba thanh ám ảnh kiếm một lần nữa trở về trong tay của nhạc thành ngươi thật khiến cho ta đại khai nhãn giới mặc dù khiến cho người ta đại khai nhãn giới nhưng thủ đoạn này cũng khiến cho người ta bội phục nhạc hạo chăm chú nhìn hai người rồi nói với nhạc thành ngươi cũng rất mạnh nhạc thành cất tiếng nói mà hiện tại nhạc thành cảm thấy khó xử mặc dù hắn có thân thể kim long điều này không nghi ngờ là có thêm một hộ thân bình chướng nhưng đối phương cũng có thân thể kim long như vậy mà ám ảnh kiếm chỉ làm bị thương nhẹ đối phương muốn chiến thắng thì không dễ dàng Đáng tiếc là hai con Hỏa Long bên trong cũng không làm gì được cường giả đấu tôn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, lúc này đối thủ dốc sức liều mạng hắn dùng con Hỏa Long trong Hạo Thiên Tháp và năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi thì Nhạc Thành sẽ nắm chắc, nhưng hiện tại chính là, khiêu chiến tỷ thí nếu dùng năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi thì thật không đúng quy củ. Xem ra chỉ có thể như vậy mà thôi, xem cơ hội rồi hạ thủ cũng không muộn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, vậy hãy để cho ta thử xem ngươi có thủ đoạn gì sắc mặt của nhạc hạo hơi biến đổi lập tức quanh thân của hắn chuyển động đấu khí thân ảnh tung bay mà biến mất trên không trung hám thiên trưởng một tiếng hét vang lên thân ảnh của nhạc hạo đã xuất hiện đồng thời một trường ấn rất lớn vang lên lực lượng cường hãn gào thét vang lên trong phạm vi nghìn thước bao phủ quang mang cường hãn bàn tay của hai nhạc thành cũng biến đổi ngay lập tức cả hai cũng biến mất ngay tại chỗ chu ma trưởng phần tiên liệt diễm cầu kiếm khí quan nguyệt âm dương kiếm ám ảnh kiếm từng lực lượng khổng lồ bạo phá ở trên không trung, ngay lập tức một không gian bị nứt ra, lực lượng cường hãn khiến cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm, đây mới là lực lượng cường hãn. Từng luồng oanh kích nhạc thành và nhạc hạo rằng co không thôi, mà lúc này luận về thực lực, nhạc thành tự hồ như bị thương thua kém một chút nhưng có phân thân, thì nhạc thành tự hồ như lại chiếm thương phong, điều này khiến cho nhạc họa không thể thanh nhàn, đấu khí tiêu hao cực nhanh. Nhìn hai người đọ sức ở trên không trung khiến cho không ít trưởng lão cảm thấy xấu hổ, hai người này thực lực rất cao, các trưởng lão đai bộ phận cũng không theo kịp. Về phần nhạc duy nhìn thấy nhạc thành và nhạc hạo đọ sức ở trên không trung, thì biết đây là hai người nổi bật nhất của nhạc gia. Hai người này so với những người trẻ tuổi của tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc, thì tuyệt đối là ở mức độ hàng đầu. Long chảo, phần tiên liệt diễm cầu, đoạt hồn chỉ, từng luồng thanh âm cường hãn công kích tràn ngập, diện tích chiến đấu ngày càng lớn. Long cốc có không ít nơi bị hai người biến thành những hố sâu lớn. ầm. Um, ở giữa không trung từng thanh âm kinh thiên nổ mạnh một không gian lóe lên thân hình của ba người cũng tách ra trên không trung mà lúc này sắc mặt của ba người cũng trở nên không quá tốt khí tức của ba người đã yếu đi rất nhiều trên thân thể kim long của nhạc thành từng vầng kim mang hiện ra không ít chỉ thấy thân thể kim long của nhạc hạo ngày càng mờ đi đây không phải là nhạc hạo tiêu hao thực lực hơn nhạc thành bởi vì thân thể kim long của hai người giống nhau nhạc hạo chỉ phát ra đấu khí đấu khí tiêu hao thì kim long dĩ nhiên cũng tiêu hao về phần thân thể kim long của nhạc thành có hỏa linh châu cung cấp linh khí không ít, cho nên mặc dù không bổ sung, thì tiêu hao cũng chậm hơn, chỉ cần hắn dừng lại một chút là hoàn toàn khôi phục. Nhạc hạo chăm chú nhìn nhạc thành, sắc mặt vô cùng khó nhìn, ngay lập tức hắn nói với nhạc thành. Ngươi khiến cho ta sử dụng toàn lực, ta có thể không thể thắng ngươi, chỉ là nếu như ta dùng toàn lực thì ngươi sẽ phải phiền phức. Nhạc thành hơi biến sắc mặt, nếu như theo lời nói của nhạc hạo, thì phòng trừng hiện tại uy lực của hắn vô cùng cường hãn, mỗi người đều có át chủ bài, lúc cần thiết thì phải dùng ra. Nếu như không thể chống lại, Nhạc Thành cũng chỉ có thể có biện pháp này, mặc dù biện pháp này có hơi ám muội, nhưng Nhạc Thành cũng không quan tâm đến có ám muội hay không hắn chỉ quan tâm đến kết quả, mà thôi. Long khiếu cửu thiên. Nhạc hạo hét lớn một tiếng, toàn thân của hắn chuyển động mà ngưng tụ, mà đồng thời lúc đó không gian bắt đầu trở nên lờ mờ. Lại là một chiêu này. Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển. Lúc trước, Nhạc Thành đã nhìn thấy Nhạc Trí Thu dùng qua, yêu huyên ngạnh kháng với hắn cũng bị trong thương, bây giờ nhạc thành muốn chống lại hắc y thanh niên là điều rất khó. Bất chấp, sắc mặt của nhạc thành trầm xuống thu ấn của hắn lập tức dồn dập, mà đánh ra sau đó lập tức thu hồi vào trong bản thể. Ở giữa không trung một con rồng lớn trực tiếp nhảy ra, đấu khí trên thân của nhạc hạo bị con rồng lớn thôn phệ, ngay lập tức thân thể kim long trở nên ảm đạm. Độn địa phù, độ địa, thu ấn của nhạc thành đánh ra, ngay lập tức thân ảnh của hắn quay thành một cái vòng sáng vượt không gian hướng về phía lòng đất ngao ở giữa không trung con rồng lớn gào thét xung quanh khí tức lập tức tràn ngập ngay lập tức đuổi theo nhạc thành đáng chết nhạc thành thầm mắng một tiếng sau đó thân ảnh của hắn bỗng nhiên trở nên chậm hơn rất nhiều cũng may đã cách mặt đất mấy chục thước vượt không gian vào trong lòng đất ngao ở giữa không trung con rồng lớn gào thét một tiếng sau đó thân ảnh tiến nhập vào trong lòng đất thân hình khổng lồ tiến vào trong lòng đất đột nhiên mặt đất hiện ra một khe hở cả lòng đất trở nên chấn động kịch liệt ở trên mặt đất long cốc đã có một khe hở thật dài, khe hở này có độ rộng rất nhiều, chiều sâu như không đáy. Ngao! Một tiếng rồng ngâm vang lên thật lớn, thanh âm giống như từ trong lòng đất cửu u vậy. Ở trên mặt đất không ngừng đong đưa, cả căn phòng chuyển động không ngừng. Mấy cường già này thực lực thật là cường hãn. Nhìn thấy khe hở dưới lòng đất, 30 vạn hộ vệ thanh long ở xung quanh cũng hít một hơi lạnh. Mà lúc này, nhạc thành cảm thấy buồn bực, không ngờ con rồng này lại lợi hại như thế. Thủ đoạn của hắc y thanh niên này thật là bất phàm. Ta lại muốn nhìn ngươi, có thể đuổi theo ngươi rất xa." Nhạc Thành hừ lạnh trong lòng, sau đó thủ ấn của hắn hơi biến đổi, thân ảnh cứ như vậy mà chuyển động. Ngao! Mà mơ hồ Nhạc Thành có thể nghe thấy con rồng đang đuổi theo mình, chỉ là khí tức ngày càng yếu đi. Không sai biệt lắm, tới phiên ta." Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển, thủ ấn của hắn biến đổi. "Ầm." Um. Một thân ảnh màu vàng từ trong mặt đất hiện ra. "Ầm um, ầm um, ầm." Um. Từng tiếng vang kinh thiên, một cái hố sâu thật lớn hiện ra sau lưng của Nhạc Thành cả tòa núi cũng nhanh chóng sụp đổ. Lực lượng như vậy khiến cho người ta không thể tự hỏi, ngọn núi này không nhỏ, trọn vẹn phạm vi có mấy nghìn thước, cao cũng tới hai nghìn thước, tất cả đều bao phủ. Hu, con rồng lớn bay lên trên trời, tiêu tán ở trên không trung, năng lượng của con rồng này tựa hồ như tiêu hao không còn gì nữa. Ở giữa không trung, nhạc thành trước tiên nhìn thấy nhạc hạo phía xa xa liền thẳng người tới, thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Xoẹt, ở giữa không trung, sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn lập tức biến đổi thủ ấn, mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên, đồng thời Nhạc Thành há miệng ngậm lấy âm dương kiếm, ngay lập tức kim long thân thể được thu lại, sắc mặt của Nhạc Thành sau đó trắng bệch. Ong ong, thanh kiếm âm dương kịch liệt chuyển động quanh thân thể của Nhạc Thành, thủ ấn của Nhạc Thành sau đó liền đánh ra. Đây tất cả là chuyện vượt không gian, mà lúc này Nhạc Thành chỉ còn cách Nhạc Hạo 1000 thước. Xoẹt xoẹt, thanh kiếm âm dương kịch liệt chuyển động trên không trung, ngay lập tức bổ về phía nhạc hạo mà ở trong kiếm quang âm dương kiếm chia ra làm bảy thanh sắc mặt của nhạc hạo thay đổi lớn long khiếu cửu thiên đã tiêu hao toàn bộ đấu khí của hắn bây giờ vô lực phản kích sắc mặt của hắn thay đổi lớn thân ảnh cấp tốc lui lại thân thể kim long miễn cưỡng cưỡng chuyển động đồng thời một vòng đấu khí cũng được ngưng tụ nhạc hạo không nghĩ đến chuyện nhạc thành ở phía sau phá không trốn thoát công kích của mình xoẹt xoẹt kiếm mang thật lớn bổ vào bờ vai của nhạc hạo đấu khí phòng ngự của nhạc hạo trở nên văng tung tóe sắc mặt của hắn ngày càng thêm trắng bệch xoẹt 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 ngay lập tức bóng kiếm nổ ra bảy thanh kiếm âm dương bổ vào vai của nhạc hạo ầm 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 từng thanh âm va đập ở trên không trung không ngừng vang lên âm dương kiếm khi đánh vào vai của nhạc hạo cũng không có cách nào tiến lên nửa phân và thanh kiếm thứ hai cũng bổ xuống ngay lập tức dung hòa với thanh kiếm thứ nhất thành một thể cuối cùng cũng nhìn thấy khóe miệng của nhạc hạo hiện ra một vết máu xoẹt 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 lập tức thanh kiếm thứ tư, thanh kiếm thứ năm, thanh kiếm thứ sáu cho đến thanh kiếm thứ bảy, cũng xuyên qua vai của Nhạc Hạo đi ra ngoài, một cỗ máu tươi cũng bắn ra. Xoẹt. Nhạc Hạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch đồng thời thân thể Kim Long đã biến mất không còn thấy gì nữa, cả người từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Nhạc Hạo thua rồi, đúng là đã thua. Đám trưởng lão còn có cả Nhạc Duy lúc này, cũng đã mờ mịt ánh mắt mà bất đắc dĩ thở dài. Nhạc Thành thắng, đúng là Nhạc Thành đã chiến thắng. Nhạc Thành, Nhạc Thành, Nhạc Thành. 30 vạn hộ vệ đội Thanh Long cuối cùng cũng phục hồi tinh thần mà điên dại hò hét. Ta thua, ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhạc Hạo cố gắng dùng đấu khí còn sót lại mà kìm chế, khóe miệng của hắn vẫn tiếp tục chảy ra từng giọt máu tươi. Thu. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng trắng bệch, sau đó thu ấn của hắn thu lại, âm dương kiếm quay trở lại trong mi tâm, hắn chăm chú nhìn Nhạc Hạo mà nói, ta cũng may mắn thôi. Nhạc Thành rõ ràng nhất nếu như vừa rồi không dùng độn địa phù thì người thua có lẽ cũng là mình, vừa rồi kim long thân thể, trên người của nhạc hạo bị suy yếu hắn mới có thể đánh bại, lực phòng ngự của người này thật là cường hãn. Không có gì may mắn, ta thua là thua. Nhạc hạo cất tiếng nói. Nhạc hạo, ngươi không có chuyện gì chứ. Nhạc duy cuối cùng cũng đến bên cạnh nhạc hạo. Ra ra, con không sao, chỉ là con đã thua, làm mất thể diện của nhạc tề lão tổ. Nhạc hạo nói với nhạc duy. Thi đấu thì phải có thua có thắng, không cần quá để ý, Nhạc Tề lão tổ có lẽ đã sớm đoán ra. Nhạc Duy cất tiếng mà nói, "Nhạc Thành, ngươi đã chiến thắng, chỉ là bây giờ ngươi cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, ngươi nên nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa ta sẽ tìm ngươi kể một số chuyện." Nhạc Duy do dự một lát rồi nói với Nhạc Thành, "Được, ta đi trước." Nhạc Thành lúc này cần nghỉ ngơi, bây giờ nếu như không điều tức khôi phục thì đối với tu vi về sau sẽ vô cùng có hại. "Nhạc Thành, ngươi không sao chứ?" Hỏa lão thả người tới cạnh Nhạc Thành mà hỏi không có chuyện gì hỏa lão chúng ta về trước thôi nhạc thành cất tiếng nói sau đó hắn cũng thả người mà trở về nhìn theo bóng lưng của nhạc thành không ít người kinh ngạc mà rút đi người này cũng thật cường hãn chúng ta đi thôi thương thế của ngươi cần được điều dưỡng nhạc duy cất tiếng nói với nhạc hạo nhìn theo bóng lưng biến mất của nhạc thành sắc mặt của nhạc hạo hơi biến đổi không biết hắn nghĩ gì rồi nói với nhạc duy ra ra chúng ta trở về đi ta muốn bế quan cuộc tỷ thí đọ sức lần này khiến cho người ta kinh ngạc nhiều nhất cho đến mấy trăm năm sau người của nhạc gia vẫn còn đàm luận say sưa về cuộc tỷ thí này ở trong đình viện lúc này nhạc thành thuận tay khởi dậy một cấm chế sau đó hỏa lão đã tiến vào gian phòng của nhạc thành nhạc thành khoanh chân ngồi xuống sau đó thủ ấn của hắn biến đổi và bắt đầu điều tức linh khí nồng đậm của hỏa linh châu bắt đầu tiến nhập vào cơ thể của hắn pháp lực cũng từ từ biến đổi thời gian từ từ trôi qua nhạc thành sau đó đã tiến nhập vào trạng thái điều tức đúng lúc này trong kết giới của trần gia đã một mảnh hỗn loạn các trưởng lão cũng chia làm hai phái hai phái này đánh nhau rất lâu nhưng lúc này cũng vô pháp giải quyết ba thân ảnh từ trong kết giới của trần gia mở ra ngay lập tức bọn họ bóp nát không gian ngọc giản ba người phân biệt đi vào bên trong thông đạo sau đó ba người cũng biến mất giữa không trung chuyện được đọc bởi kênh haley audio nhạc thành tiến vào khôi phục ba ngày sau cuối cùng thủ ấn của hắn cũng quay lại từ trong đan điền hắn thở ra một ngụm chọc khí một lát sau mới mở hai mắt ra được đôi mắt của hắn lập lòe tinh quang giống như vì sao trong bóng tối nhạc thành cũng khôi phục pháp lực tiêu hao hai nha đầu này ở trong hạo thiên tháp đã thu được không ít chỗ tốt thần thức của nhạc thành cảm ứng được tình huống bên trong hắn nở ra một nụ cười thỏa mãn ở trong hạo thiên tháp lúc này đại song và tiểu song tự hồ cũng có dấu hiệu đột phá tới kim đan trung kỳ nhạc thành nhớ rõ lúc mình ở thời kỳ kim đan trung kỳ đã có thể chống lại lục tinh đấu tông tuy nhiên lúc gió hắn đã có âm dương kiếm và hạo thiên tháp bây giờ đại song và tiểu song không có pháp khí thực lực cũng giảm bớt hơn nhiều xem ra cần phải luyện chế một số pháp bảo nhạc thành thì thầm nói đại song và tiểu song không có pháp khí phân thân của hắn cũng không có pháp khí phù hợp cần phải luyện chế mới được cảm nhận thấy đại song và tiểu song ở trong hạo thiên tháp có dấu hiệu chuẩn bị đột phá nhạc thành cũng không quấy dày bọn họ tuy nhiên hắn không tự chủ mà nhớ đến hôm đó ở trong vũ văn gia hai người này đã leo lên trên người của hắn, thật đúng là vô cùng dụ dỗ. Ở Hoa Hạ, cường giả nữ tu tu luyện mị công là chuyện bình thường, Nhạc Thành cũng gặp không ít, chỉ là đại song và tiểu song này đúng là vưu vật, song sinh giả nữ thiên sinh mị đồng. Đến đây, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thần thức của hắn đã cảm ứng được có mấy người bên trong đi về phía hắn. Nhạc Thành thu dọn một chút cuối cùng cũng nhìn thấy hỏa lão khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ như sớm tu luyện vậy. Thế nào, không sao chứ? Cảm nhận được Nhạc Thành, hỏa lão thu hồi chân khí sau đó mở to hai mắt ra mà hỏi nhạc thành không có chuyện gì chỉ là tiêu hao một chút mà thôi nhạc thành cất tiếng nói với hỏa lão cảm thấy thực lực của hỏa lão không giống như lúc trước tựa hồ như đã khôi phục không ít đừng nhìn thực lực của ta lại có khả năng đột phá muốn đạt tới thập tinh đấu tôn còn cần phải một chút thời gian hỏa lão cất tiếng nói nhạc thành đại nhân có ở đó không ở bên ngoài cất lên một giọng nói hỏa lão ta đi xem xem nhạc thành cất tiếng nói xong cũng đi ra khỏi đình viện nhạc thành đại nhân chúng ta phụng mệnh tộc trưởng tới tìm đại nhân ở bên ngoài mấy người quen của nhạc thành đi tới ngoại trừ nhạc thạch đầu thì còn có nhạc lệ nhạc đại dũng nhạc tiểu dũng thạch đầu đội trưởng huynh kêu tên của ta là được nhạc thành cất tiếng nói với nhạc thạch đầu cái này không được thực lực của đại nhân chúng ta đã nhìn thấy tại sao có thể gọi tên đại nhân được nhạc thạch đầu cất tiếng nói nhạc thạch đầu hiện tại không dám gọi thẳng tên của nhạc thành trong mắt của hắn cũng hiện ra một vẻ tôn kính với Nhạc Thành. "Tùy huynh vậy." Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thạch Đầu, sau đó hắn hơi biến đổi sắc mặt, mà móc ra năm viên đan dược. Năm viên đan dược này cho các ngươi mỗi người một viên, đối với các ngươi rất tốt, ít nhất trong vòng 5 năm cũng có thể đột phá tới Cửu Tinh, Thập Tinh đấu tông." Đa tạ Nhạc Thành đại nhân." Năm người này phục hồi tinh thần mà nói, bọn họ vô cùng mừng rỡ, lời nói của Nhạc Thành, bọn họ dĩ nhiên là tin tưởng. "Tộc trưởng tìm ta làm gì?" nhạc thành cất tiếng hỏi nhạc thạch đầu nhạc thành đại nhân cái này tại hạ không biết chỉ là tộc trưởng phái người chuyển lời nói với huynh nhạc thạch đầu cất tiếng trả lời nhận lấy một viên đan dược của nhạc thành lúc này nhạc thạch đầu càng thêm tôn kính hắn hơn được rồi huynh dẫn đường đi nhạc thành cất tiếng nói là muốn xem bảo vật kia nhạc thành lẩm bẩm trong lòng không biết có phải là linh châu thượng cổ hay không nhạc thành đại nhân chúng ta lên phi hành ma thú ở phía trước thôi nhạc thạch đầu cất tiếng nói mọi người lập tức thả người mà dậy ở trên không trung nhạc thành và nhạc thạch đầu ngồi trên một con ma thú phi hành rất lớn tốc độ cực nhanh mà lúc này nhạc thành sau khi rời đi hòa lão nở ra một nụ cười quỷ dị trong miệng lão thầm lẩm bẩm tiểu tử kia ngươi ngàn vạn lần không được rút lui nhạc thành trên đường đi cũng chỉ nghĩ tới linh châu thượng cổ hiện tại ngoài linh châu thượng cổ bất kỳ bảo vật nào hắn cũng không có hứng thú một ngày sau nhạc thành cùng với nhạc thạch đầu tiến vào một kiến trúc rất lớn trên đường đi, Nhạc Thành cũng gặp không ít thành trấn của Nhạc gia, kiến trúc vô cùng lớn. "Nhạc Thành đại nhân, tộc trưởng bình thường ở đây." Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói. "Nhạc Thành đại nhân, huynh đi vào thôi, tộc trưởng ở bên trong chờ huynh, chúng ta cần phải tiến vào." Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói với Nhạc Thành xong cùng với Nhạc Lệ, Nhạc Đại Dũng rời khỏi. Nhạc Thành đánh giá kiến trúc một lúc do dự một lát rồi tiến vào. Đi vào trong kiến trúc, ở trong một gian phòng thật lớn, có một uy áp khí thế cực lớn một cái hành lang uốn lượn ở trên không trung nhạc thành lên lầu ba đi mọi người đang chờ ngươi một thanh âm vang lên ở trong đại sảnh nhạc thành không hề do dự hắn lập tức từ trong hành lang đi lên lầu ba ở trong đó là một đại sảnh rất lớn suy nhạc thành đi lên lầu ba thì cửa phòng đã tự động mở ra một thanh âm vang lên vào đi nhạc thành từ từ đi vào trong gian phòng ở đó chính là một căn phòng bình thường ngoài ra còn có ba cái ghế một vị trưởng lão áo xanh đang ở trong đó nhạc thành nhìn thấy lão áo xanh thì biết đó chính là nhạc duy nhạc thành ngươi ngồi đi nhạc duy chăm chú nhìn nhạc thành không sai hiện tại có thể lưu lại cái bảo vật kia của nhạc thiên lão tổ đây cũng là ý của nhạc tề lão tổ nhạc duy cất tiếng nói chỉ là ta vẫn hy vọng ngươi có thể tham gia từ đường tẩy lễ vãn bối sẽ xem xét bất qua vãn bối muốn nhìn thấy bảo vật kia bây giờ ngươi muốn nhìn thấy bảo vật đó thì không có khả năng bảo vật này ở một nơi rất xa Sợ rằng đã sớm bị hắc ám thần điện cướp đi, bảo vật do cường giả trong tộc trông giữ, đó là nơi tối trọng yếu của tộc chúng ta, chỉ khi ngươi tiếp nhận chức vị tộc trưởng Nhạc gia thì bảo vật đó mới có thể giao cho ngươi." Nhạc Duy Cất tiếng nói, "Cái gì? Muốn tại hạ làm tộc trưởng Nhạc gia tại sao? Tại hạ không quan tâm." Nhạc Thành hơi biến sắc mặt mà nói, "Đây là yêu cầu của Nhạc Tế lão tổ, nếu ngươi không nghe thì Nhạc Tế lão tổ sẽ đổi ý, ngươi cũng đừng hòng có được bảo vật." Nhạc Duy Cất tiếng nói, làm tộc trưởng của nhạc gia chẳng lẽ là điều ủy khuất cho ngươi nếu như vãn bối không làm tộc trưởng thì tiền bối sẽ làm sao nhạc thành cất tiếng nói ta sớm không muốn làm tộc trưởng nữa nhưng mà ta vẫn không tìm thấy người có thể tiếp nhận vị trí của ta ngươi cũng không phải không biết các trưởng lão ở trong tộc đã chia làm hai phái nếu như tùy tiện chọn một người làm tộc trưởng thì không phải đại loạn hay sao nhạc duy các tiếng nói nhưng mà để cho vãn bối làm tộc trưởng thì không phải thiên hạ cũng đại loạn hay sao vãn bối mà ngồi lên vị trí đó chỉ sợ loạn càng thêm loạn. Nhạc Thành hơi biến sắc, Nhạc gia có chú ý gì Nhạc Thành dĩ nhiên là biết. Nhạc gia xem ra chỉ sợ mình lấy bảo vật đi mất cho nên muốn cho mình ngồi lên vị trí tộc trưởng, sau đó những cường giả kia mới có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ Nhạc gia, chỉ cần Nhạc Thành là tộc trưởng sau đó bảo vật ở Nhạc gia thì gia tộc không có bất kỳ tổn thất nào. Đồng thời hiện tại Nhạc gia trên thực tế đã nội loạn, những cường giả kia cũng vô pháp giải quyết, Nhạc gia tính toán thật là thâm sâu ta biết ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng sẽ có rất nhiều người không phục, nhưng ta sẽ giúp ngươi, nhạc tể lão tổ cũng đã nói qua, nếu như ngươi không ngồi lên vị trí đó thì bảo vật cũng không thể cho ngươi. Nhạc Duy cất tiếng nói, nếu như vãn bối không đồng ý thì sao? Sắc mặt của nhạc thành hơi biến đổi mà nói, nếu như ngươi không đồng ý thì ta sẽ cho ngươi rời khỏi nhạc ra. Nhạc Duy tự hồ như đã sớm nghĩ đến nhạc thành nói như vậy. Xem ra ta không có lựa chọn. Nhạc thành mỉm cười, vẻ mặt liền hơi biến hóa, vị trí tộc trưởng của nhạc gia không phải ai cũng có thể ngồi lên, ngươi hẳn là nên cảm thấy vui mừng. Nhạc Duy cất tiếng nói. Thật không, chỉ sợ là sẽ phiền toái. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, đây là ý của nhạc tể lão tổ. Ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng xong thì bảo vật mới có thể giao cho ngươi. Nhạc Duy nói lần nữa. Được rồi, vãn bối đáp ứng. Sắc mặt của nhạc Thành hơi biến hóa sau đó hắn lập tức nói ta biết ngươi sẽ đáp ứng từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc trưởng của nhạc gia. Trước khi quyết định việc này ta đã nói với các vị trưởng lão, tuy nhiên bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là hai ngày nữa phải đến Trần Gia cứu viện. Nhạc Duy nói với Nhạc Thành, Trần Gia xảy ra nội loạn, bây giờ tộc bọn họ đang tranh giành vịt dí tộc trưởng, hiện tại chúng ta nhận được sự cầu cứu của họ, thù lao là năm viên cửu phẩm trung giai đan dược. Trần Gia, tứ đại nhân tộc, ý của tiền bối là muốn vãn bối đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Không sai, chuyện này cần ngự hỗ trợ, ta sẽ cho một số trưởng lão đi cùng, năm viên cửu phẩm trung giai đan dược không phải là ít, chúng ta không lý do gì mà không đi." Nhạc Thành mỉm cười nói. "Trần gia trong tứ đại nhân tộc mặc dù ít lộ diện nhưng ngươi đừng xem thường bọn họ, thiên phú bọn họ rất lợi hại, không hề thua kém thân thể kim long của Nhạc gia." "Vậy vãn bối phải làm thế nào? Trần gia còn cần chúng ta hỗ trợ sao? Trần gia có không ít cường giả không lẽ bọn họ mặc kệ?" Nhạc Thành nghi ngờ hỏi chuyện này liên quan đến một số vấn đề những cường giả siêu cấp cũng không nhúng tay giống như nhạc gia chúng ta các trưởng lão tranh đấu các cường giả cũng không lộ diện chỉ liên quan đến sự an toàn của gia tộc thì các cường giả kia mới xuất đầu lộ diện nhạc duy cất tiếng nói lần này ngươi đại biểu cho nhạc gia hỗ trợ tranh giành với một đám trưởng lão nhạc duy tiếp tục nói tộc trưởng của trần gia là trần tân còn người tranh giành tên là trần bưu trần bưu nhạc thành nghe tới cái tên này không khỏi nghĩ tới trần bưu trên huyền thiên đại lục Tên của hai người thật giống nhau. Chỉ là Nhạc Thành cũng biết tên giống nhau cũng không có gì là kỳ quái, mình đã sớm gặp qua, Thần Hoàng tộc Đông Phương Lạc Nhan và Nam Cung Lạc Nhan hai người có tên giống nhau. Khi nào thì xuất phát? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Càng nhanh càng tốt, Vũ Văn gia tộc và Tôn gia cũng đã nhận được giấy mời, lần này Trần Tân xuất vốn khá nhiều. Nhạc Duy cất tiếng, Vãn Bối muốn đi về một chuyến rồi tới Trần gia. Nhạc Thành cất tiếng nói, được, ta sẽ phái người đi gọi ngươi chờ đến khi ngươi trở lại ta sẽ sắp xếp để ngươi trở thành tộc trưởng kế sau đó ngươi chuẩn bị một chút để đi thúy phong cổ nham ta nghe nói lần này vũ văn gia và tôn gia cũng xuất hiện hai cô gái thực lực rất mạnh có vẻ ngươi cũng biết bọn họ đặc biệt là cô gái của vũ văn gia chính là hôn thê của ngươi về sau ngươi là tộc trưởng của nhạc gia có mối liên hệ chặt chẽ với vũ văn gia thì lợi ích rất lớn nhạc duy cất tiếng nói chỉ sợ có lợi với nhạc gia cho nên các ngươi mới cho ta làm tộc trưởng nhạc thành thầm nghĩ trong lòng sau đó hai người hàn huyên một chút rồi nhạc thành mới rời đi nhạc thành sau khi rời đi liền quay trở về tìm hỏa lão có hỏa lão bên cạnh hắn cũng cảm thấy an toàn một lần nữa ở trên phi hành ma thú nhạc thành lại nghĩ đến lời nói của nhạc duy xem ra người của nhạc gia không hề đơn giản về phần tộc trưởng của nhạc gia đối với người khác có thể có sức cám dỗ nhưng với nhạc thành mà nói thì hắn hoàn toàn không để vào mắt hừ đế lúc đó xem các ngươi làm gì được ta không khoái miệng của nhạc thành nở ra một nụ cười quỷ dị Thúy Phong cổ nham, chín bảo vật tề tụ, chính là chín viên linh châu thượng cổ. Trong lòng Nhạc Thành hơi kích động, bây giờ Nhạc Thành cũng không sốt ruột với bảo vật của Nhạc gia, nếu đến lúc đó thật sự là chín viên linh châu thượng cổ hắn thu vào trong Hạo Thiên Tháp, đến lúc đó ai cũng không làm gì được hắn, chữa trị được Hạo Thiên Tháp, hắn lại có cơ hội phi thăng lên tiên ma giới. Một ngày sau, Nhạc Thành quay lại trong đỉnh viện, Nhạc Thành dự định sau khi đi thăm Trần gia xong cũng trở về xem thứ, mà Nhạc Thiên lão tổ để lại có phải là linh châu thượng cổ hay không nhớ tới nhạc thiên lão tổ nhạc thành cảm thấy mình rất có duyên với ông ông không chỉ để lại tinh huyết cho hắn mà còn để lại bảo vật khiến cho nhạc thành cảm kích không thôi nhạc thành ngươi đã về chúc mừng ngươi hỏa lão cất tiếng nói chúc mừng gì vậy hỏa lão ông dường như hơi kỳ quái nhạc thành nhìn thần sắc của hỏa lão hỏa lão cười thật là quỷ dị chúc mừng ngươi lên làm tộc trưởng nhạc gia chỉ là ngươi không thật sự làm tộc trưởng chứ hỏa lão cất tiếng hỏi hỏa lão sao ông biết nhạc thành kỳ quái hỏi hỏa lão đối với chuyện này hỏa lão biết được thì tin tức thật linh thông ta đã sớm biết chuyện này mấy lão bất tử đã thương nghị rồi ngươi thắng được nhạc hạo bọn họ dĩ nhiên không thể để ngươi rời khỏi nhạc ra hỏa lão cất tiếng nói nhưng mà vãn bối đã đáp ứng bọn họ nhạc thành cất tiếng nói cái gì ngươi đã đáp ứng rồi sao tại sao lại bất ngờ với ta như vậy hỏa lão nổi lên nghi ngờ ông đối với nhạc thành hiểu rõ biết rằng nhạc thành nhất định không đáp ứng vãn bối cũng không có biện pháp Nhạc Thành cất tiếng nói. Chuyện này nói sau đi, giờ vãn bối phải đi Trần Gia một chuyến. Trần Gia, chính là Trần Gia trong tứ đại nhân tộc, ngươi đi làm gì? Hỏa lão cất tiếng hỏi. Nhạc Thành nói lại lời nhạc duy cho hỏa lão nghe một lần, rồi quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Quay trở lại gian phòng, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra. Một đạo cấm chế hiện ra rồi hắn gọi hạo thiên tháp, thân ảnh cũng biến mất vào trong đó. Xoẹt xoẹt. Trước hạo thiên tháp, hai bong hình xinh đẹp bao phủ một vầng sáng trói mắt màu xanh, chính là hai người đại song và tiểu song. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng nhìn thấy yêu huyên đang ở trong trạng thái tu luyện, tất cả mọi chuyện bên ngoài cũng không để ý tới. Chủ nhân, người đã đến rồi. Ở trong đại điện, một thân hình màu đen thật lớn tiến tới gần Nhạc Thành. Đại Hắc, ngươi ăn hợp hình đan vào đi, lúc đó ngươi có thể biến thành nhân hình rồi có thể đi bên cạnh ta. Nhạc Thành móc ra một viên đan dược đưa cho Đại Hắc. Đa tạ chủ nhân. Đại Hắc mừng rỡ cầm lấy viên đan dược. Xoẹt, một mảng khí tức cường hãn tiên vào trong người của Đại Song, lúc này Đại Song thu hồi thủ ấn lại, sau đó nàng mở hai mắt ra, thiên sinh mị đồng của nàng thật là mê hồn. Chủ nhân, ta đã đột phá tới kim đan trung kỳ. Đại song cảm nhận thấy chủ nhân cách đó không xa thì lập tức cao giọng nói. Ừ, cố gắng tu luyện đi. Nhạc thành cất tiếng nói. Xoẹt. Tiểu song thu liễm một mảng khí tức, sau đó nàng cũng tiến vào kim đan trung kỳ. Chủ nhân, nhìn thấy chủ nhân ở trên không, tiểu song cũng đã tiến bên cạnh nhạc thành. Các ngươi cứ tu luyện thật tốt đi, ta trước hết rời khỏi đã. Nhạc thành nhìn thấy hai người thuận lợi đột phát thì dự định rời khỏi. Chủ nhân, người có cần đại song và tiểu song đi cùng người. Đại song và tiểu song hai người cất tiếng nói với nhạc thành, ánh mắt vô cùng yêu dị. Không cần, các ngươi tu luyện đi, nhanh chóng đột phá tới nguyên anh kỳ. Nhạc thành cất tiếng nó, bây giờ chuyện phiền phức của hắn không thiếu, hắn không có tâm tình nghĩ đến chuyện khác vâng chủ nhân đại song và tiểu song tuyệt đối dung tâm tu luyện nghe thấy lời nói của chủ nhân đại song và tiểu song liền cảm thấy hơi thất vọng rời khỏi hạo thiên tháp xong nhạc thành liền thu nó lại sau đó hắn khoanh chân lại mà tu luyện sáng sớm hôm sau nhạc thành mới đình chỉ pháp lực thần thức của hắn cảm nhận có mấy người đang tiên đến thu dọn một chút rồi nhạc thành đi ra khỏi phòng hỏa lão cũng ở trong phòng nhỏ mà đợi nhạc thành hai người sau đó đi ra khỏi đình viện ở giữa không trung năm thân ảnh cũng nhảy xuống ngoài đình viện Nhạc Thành đánh giá sáu người này, trong đó có hai lão giả tóc ngắn, hai người này mặc trường bào màu xanh. Năm người này mấy ngày trước Nhạc Thành đã nhìn thấy ở Long Cốc, tuy nhiên hắn không để vào mắt, năm người này xem ra là trưởng lão của Nhạc gia. Ra mắt tộc trưởng, năm người này nhìn thấy Nhạc Thành xong thì mỉm cười nói với hắn, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tôn trọng. Mấy vị hiện tại cứ gọi tên thẳng của ta, ta vẫn chưa là tộc trưởng. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt mà nói. Không, hiện tại hầu như trong tộc ai cũng đã biết, Tộc trưởng sau khi từ Trần gia trở về sẽ đảm nhận chức vị, chúng ta tự nhiên là phải gọi là tộc trưởng." Một lão nhân cất tiếng nói. Nhạc Thành nghe thấy lão nhân nói như vậy thì cũng để tùy tiện, ngay lập tức hắn được bọn họ tự giới thiệu, hai người này chính là Nhạc Thuần và Nhạc Sử Trấn, ba người khác đều là lục tinh đấu tôn, tên là Nhạc Đại Sát, Nhạc Trục và Nhạc Lãng. "Hỏa lão, chúng ta đi thôi, không biết Hỏa lão có biết người của Trần gia không?" Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa lão ta cũng không biết nhiều lắm người của trần gia kỳ quái vô cùng hơn phân nửa đều trốn ở trong tộc luyên đan dược rất ít người ra ngoài hỏa lão cất tiếng nói với nhạc thành nghe nói trong tứ đại nhân tộc thì trần gia có nhân duyên tốt nhất bởi vì trần gia chưa bao giờ phân tranh hơn nữa trần gia chính là gia tộc luyện chế nhiều đan dược nhất cho nên tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng không muốn gây phiền toái với bọn họ thật không bọn họ luyện chế đan dược tốt như thế nào nhạc thành lẩm bẩm hỏi lập tức nhạc thành cùng với hỏa lão, còn có nhạc thuần, nhạc sử đám người rời khỏi nhạc gia, đi xuyên qua không gian kết giới, thông đạo này chính là nơi từ nhạc gia tới trần gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi bóp nát một ngọc giản, bảy người biến mất ở trên không trung. Nhạc thành biết rằng xem ra phải 10 ngày sau mới có thể tiến tới trần gia, 10 ngày này dĩ nhiên hắn không thể bỏ phí mà tu luyện. Mà đồng thời vào lúc này, Vũ Văn Minh Quang của Vũ Văn Gia và Hắc Sơn của Tôn Gia cũng mang theo mấy người đi vào thông đạo để tới Trần Gia, mục tiêu của bọn họ cũng giống như Nhạc Thành. Mà ở trong tứ đại thú tộc cũng có bốn người tiến vào trong không gian thông đạo, mục tiêu của bọn họ chính là Trần Gia. Đúng thế, lần này Trần Tân của Trần Gia xuất vốn khá nhiều, tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc mỗi tộc đều nhận được thù lam năm viên cửu phẩm trung giai đan dược loại đan dược này xem ra, chỉ có ở Trần Gia, mà thôi. Ở trong kết giới của Trần Gia, tại một đại sảnh, ngồi vây quanh là người trưởng lão trần bưu ngồi chính giữa tam trưởng lão hiện tại chúng ta nên làm gì sắc mặt của trần bưu trở nên hơi khó nhìn đại thiếu gia lão phu thấy chuyện này có hơi phiền phức một hắc y lão nhân cất tiếng nói bọn họ đã mời nhạc gia vũ văn gia còn có tôn gia và tứ đại thú tộc tới tin rằng những người trung lập sẽ giúp đỡ bọn hắn chẳng lẽ không có biện pháp gì sắc mặt trần bưu trầm xuống hắn cất tiếng nói cùng lắm thì cùng hắn liều mạng Đại thiếu gia, thiếu gia đi cùng với bọn họ Liều Mạng có ích gì, Thái thượng trưởng lão và nhóm trung lập không có biểu hiện gì và bản thân của thiếu gia không có huyết mạch, mặc dù đã tới bát phẩm luyện dược sư, nhưng huyết mạch mới là điều quan trọng nhất ở trong tộc, Thái thượng trưởng lão biết rằng, chuyện này là lỗi của Trần Tân đem linh hồn phong ấn đuổi thiếu gia ra khỏi Trần gia. Tuy nhiên thiên phú luyện dược của thiếu gia khá tốt, nếu như huyết mạch có tới 8 phần thì nhóm Thái thượng trưởng lão nhất định ra mặt. Lão giả kia cất tiếng nói, trên khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Huyết mạch, chẳng lẽ huyết mạch có thể quyết định tất cả? Trong mắt của Trần Bưu hiện ra một vẻ tức giận, hắn bị thân thúc thúc của mình đuổi ra khỏi Trần gia, nếu như không gặp hủ nhân thì bây giờ mình cũng không trở thành bát phẩm trung gia luyện dược sư được. Chúng ta hay là đi trước một bước, chỉ sợ chúng ta lôi kéo được những trưởng lão kia hỗ trợ thì vẫn có thể giúp thiếu gia tranh đoạt chức tộc trưởng. Lão nhân tiếp tục nói. Mười ngày cũng từ từ trôi qua, lúc này Nhạc Thành nhanh chóng thu hồi pháp lực, từ trong đan điền hắn thở ra một ngụm chốc khí rồi mở mắt ra, hai sợi tinh quang từ đó mà bắn ra. Nhìn thấy tinh quang của nhạc thành, nhạc thuần cùng với nhóm người nhạc sử chân cũng giật mình, hai sợi tinh quang thật khiến cho người ta chấn động. Xem ra muốn đột phá tới phân thần trung kỳ còn cần phải một thời gian nữa. Cảm nhận thấy thân thể biến hóa, nhạc thành thầm nghĩ trong lòng, mặc dù 10 ngày nay hắn tiến bộ không nhỏ, chỉ còn cách phân thần trung kỳ một khoảng nhỏ nhưng cũng không phải là vài ba ngày là có thể đột phá. Hỏa lão đã tới rồi sao? Nhạc thành hỏi hỏa lão ở bên cạnh hắn cảm nhận được phái trước có một luồng khí di động cho nên mới đình chỉ tu luyện sắp đến rồi hỏa lão cất tiếng nói lão cảm thấy khí tức của nhạc thành tăng lên nhanh chóng tốc độ tu luyện của nhạc thành đúng là kinh người nhưng lại không biết hắn ngọn nguồn tu luyện cái gì dù sao thủ đoạn cũng rất quỷ dị ở trong kết giới của trần gia có một số chỗ đang gợn xong chấn động mấy người mặc áo giáp đang ở chỗ đó thực lực của bọn họ cũng đã ngoài đấu tông hẳn là hộ vệ đội của trần gia ở phía xa xa giữa không trung, hơn 10 thân ảnh phá không mà tới. Nhìn vào trang phục thì biết 10 người này có địa vị cực cao ở Trần Gia. Ra mắt tộc trưởng, ra mắt chư vị trưởng lão. Mấy trăm người mặc áo giáp nhìn thấy thì lập tức xoay người chào. Thế nào, có khách đến phải không? Một trung niên hán tự áo xám cất tiếng nói với người mặc áo giáp. Tộc trưởng, khách nhân còn phải một hồi mới đến, chỉ là cũng thật quá nhanh. Nhóm người này dường như người áo giáp là người dẫn đầu liền cất tiếng nói trung niên hán tử áo xám liền khẽ biến hóa sau đó nói với các vị trưởng lão sau lưng chúng ta chờ đợi một chút là người của tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc áo xám trung niên hán tử chính là tộc trưởng cũng là thân thúc thúc của trần bưu tộc trưởng lần này tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc đã phái người tới tộc trưởng có sự ủng hộ của bọn họ ngày mai dưới sự biểu quyết của các vị trưởng lão những người trung lập kia nhất định sẽ hỗ trợ một hắc y lao nhân cất tiếng nói hừ không ngờ hắn có thể bỏ được linh hồn phong ấn tu luyện tới bát phẩm luyện dược sư, nếu không thì cũng không có nhiều phiền toái như vậy. Mọt trung niên hán tử cất tiếng nói. Ngày mai là kết thúc rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Ánh mắt của Trần Tân hiện ra hàn ý, sau đó nhìn về phía không trung đang chấn động. Xoẹt xoẹt, mấy đạo thân ảnh từ trong không trung xuất hiện, bọn họ thả mình từ trên không trung mà xuống. U Minh Lão Đại, U Minh Nhị Lão, U Minh Tam Lão, không ngờ ba người đều tới đây, đa tạ viễn cổ Minh xà tộc tương trợ. Trần Tân nhìn thấy mấy người xuất hiện thì lập tức tới đón. Ra mắt tộc trưởng, chúng ta đã nghe danh tiếng của tộc trưởng đã lâu, tộc trưởng không cần khách khí. U Minh Lão Đại cất tiếng nói. Xoẹt xoẹt. U Minh Lão Đại còn chưa dứt lời, thì từ trong thông đạo đã xuất hiện mấy thân ảnh rớt xuống mặt đất. Tổng cộng là 7 người, phía trước là một nam tử áo đen, ánh mắt của hắn quét quanh mọi người. Bên cạnh nam tử áo đen là một lão nhân tuy nhiên không ai dám xem thường, trên người lão nhân này toát ra một khí tức cường hãn vô cùng ở sau lưng hai người này cũng có hai lão nhân và ba thanh niên bảy người này dĩ nhiên là đám người nhạc thành và hỏa lão a à, viễn cổ minh xà tộc u minh lão đại là bọn họ nhạc thành nhìn thấy đoàn người u minh lão đại thì hơi biến đổi sắc mặt nhạc thành nhìn thấy người của viễn cổ u minh xà tộc thì sắc mặt hơi trầm xuống lần trước ở trong kết giới hắn và tứ đại thú tộc đã kết thù oán khá sâu nếu như có cơ hội thì a à định sẽ phải giáo huấn bọn họ mà lúc này u minh lão đại cũng chăm chú nhìn nhạc thành hắn dĩ nhiên là nhớ rõ nhạc thành. Nhạc thuần trưởng lão, lão đã khổ cực rồi. Nhìn thấy đoàn người nhạc thành, Trần Tân đánh giá nhạc thành và hỏa lão hắn cũng không nhận ra hai người này, đành trao hỏi nhạc thuần. Trần tộc trưởng, vị này chính là nhạc thành, tộc trưởng của nhạc gia, lần này đến đây hỗ trợ. Nhạc thuần cất tiếng nói với Trần Tân. Nhạc thành, tộc trưởng mới của nhạc gia. Nhạc thuần vừa nói xong Trần Tân liền sững sở, ở bên cạnh người của viễn cổ minh xà tộc cũng kinh ngạc hóa ra là nhạc thành tộc trưởng thật là tuổi trẻ anh hùng tuy nhiên hình như trước kia lão phu chưa từng nghe danh tộc trưởng trần tân hơi biến sắc sau đó chuyển thái độ rất tốt nhạc thành bây giờ chính là có thân phận tộc trưởng nhạc gia cũng giống như hắn vậy ra mắt trần tộc trưởng nhạc thành cười lại hắn không nói nhiều mà đánh giá trần tân người này là bát phẩm luyện dược sư xem ra trần gia là nơi chuyên luyện dược ngay cả tộc trưởng cũng là luyện dược sư xoẹt xoẹt ở giữa không trung hiện ra hai lối thông đạo sau đó mấy thân ảnh rơi xuống. Phượng Kình trưởng lão, đã lâu không gặp rồi. Ở giữa không trung mấy đạo thân ảnh đi tới, người vừa rồi chính là Phượng Kình của thần Phượng tộc, Nhạc Thành cũng biết. Nhạc Thành không ngờ rằng Phượng Kình cũng đến, đánh giá Phượng Kình một chút ánh mắt của hắn lại nhìn về phía kết giới trần gia, diện tích phía trước khá lớn, xem ra còn lớn hơn cả huyền thiên đại lục. Phượng Kình bây giờ cũng nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt của hắn liền hơi biến đổi sau đó liền cất tiếng chào Trần Tân. Xoẹt xoẹt ở giữa không gian lại có một lối ra, từ trong thông đạo, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi mà tiến lên phía trước, bởi vì đây chính là Vũ Văn Minh Quang, cữu cữu của Yến Hiểu Kỳ, dựa theo thân phận thì hắn phải bước lên trước mà chào hỏi. Nhạc Thành, tại sao ngươi lại ở đây? Vũ Văn Minh Quang rời khỏi thông đạo nhìn thấy Nhạc Thành thì cất tiếng hỏi. Cữu cữu, Nhạc Thành tuy rằng không tự nhiên nhưng vẫn tiến lên. Vũ Văn Huynh, hai người thân nhau từ trước sau, Trần Tân thấy Vũ Văn Minh Quang đi tới thì không khách khí chào hỏi, hiển nhiên hai người đã quen biết nhau một thời gian. "Hỏa lão, ông cũng có mặt sao?" Vũ Văn Minh Quang nhìn thấy Hỏa lão sau lưng Nhạc Thành thì mỉm cười mà nói, "Hỏa Vô Thiên 200 năm trước đã là cường giả của Huyền Thiên Nội Lục, với mấy thái thượng trưởng lão ở Vũ Văn gia cũng có giao tình, Vũ Văn Minh Quang dĩ nhiên là muốn đáp lễ. Ta và Nhạc Thành tới xem." Hỏa lão mỉm cười sau đó cũng đáp lễ, "Vũ Văn huynh đã lâu không gặp rồi." ở sau lưng nhạc thành nhạc sử chân cũng ôm quyền thi lễ sử trưởng lão nhạc thuần trưởng lão đã lâu không gặp tại sao mọi người lại tới đây vũ văn minh quang cũng cất tiếng đáp chúng ta đi cùng tộc trưởng nhạc sử chân cất tiếng nói thật không nhạc duy tộc trưởng đã tới đây vũ văn minh quang nhìn bốn phía mà hỏi vũ văn huynh tộc trưởng nhạc gia về sau chính là nhạc thành nhạc sử chân nói với vũ văn minh quang người nói cái gì nhạc thành đã là tộc trưởng nhạc gia vũ văn minh quang cảm thấy bất ngờ hỏi lại không sai nhạc duy tộc trưởng đã thoái vị nhạc sử chân cất tiếng nói nhạc thành là thật sao vũ văn minh quang nghi hoặc mà hỏi nhạc thành mọi chuyện rất dài dòng chút nữa ta sẽ nói với cữu cữu nhạc thành cất tiếng nói xoẹt xoẹt ở giữa không trung lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh khác sau đó một thanh âm truyền tới vũ văn minh quang ngươi còn tới sớm hơn cả ta hắc sơn là ngươi sao vũ văn minh quang cất tiếng nói với mấy thân ảnh trên không trung mấy đạo thân ảnh rơi xuống chính là hắc sơn trưởng lão hắc sơn đưa mắt nhìn nhạc thành mà hỏi tiểu tử tại sao ngươi cũng đến hắc sơn đây là tộc trưởng của chúng ta nhạc thuần nói với hắc sơn nhạc thuần nhạc sử chân hai người các ngươi nói cái gì các ngươi muốn gạt ta sao hắc sơn cười ha hả dĩ nhiên là không tin hắc sơn chuyện bọn hắn nói là sự thật nhạc thành hiện là tộc trưởng của nhạc gia Vũ Văn Minh Quang tiến lên mà nói. Thật không? Lúc này Hắc Sơn không thể không tin. Nhìn Nhạc Thành, Hắc Sơn nổi lên nghi ngờ, tựa hồ như nghĩ tới một chuyện. Ra mắt Hắc Sơn trưởng lão. Nhạc Thành tiến lên ôm quyền mà nói. Ngươi đừng đa lễ, hiện tại ngươi là tộc trưởng nhạc gia, ta nhận không nổi. Hắc Sơn vội vàng hoàn lễ, thần sắc hơi buồn cười. Hắc Sơn đã đến, Trần Gia dĩ nhiên phải chào hỏi một phen. Nhạc Thành chăm chú nhìn Vũ Văn Gia và Tôn Gia, thực lực của hai bên cũng có mấy người lục tinh đấu tôn và hai thất tinh đấu tôn, có vẻ bây giờ mình chính là thế lực mạnh nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt, giữa không trung liên tục mở ra hai lối thông đoạn. Một hán tử trung niên cao gầy hiện ra, người này mặc trường bào màu xám, sau lưng người này chính là bốn lục tinh đấu tôn. Mặt khác có một cự hán áo vàng, bộ dạng giống như là cột điện bằng sắt vậy, toàn thân tràn ngập khí tức cường hãn. Nhạc thành dò xét thì biết rằng đây là người của toan nghê tộc và hổ tộc, Nhạc Thành, người mặc áo xám bên trái là người của toàn nghề tộc tộc tên là Long Tam, bát tinh đấu tôn, độ dày huyết mạch cũng không thấp. Mặt khác người kia của viễn cổ hổ tộc tên là, hổ sát cũng có thực lực bát tinh đấu tôn. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói với Nhạc Thành, người này cũng có thực lực bát tinh đấu tôn hay sao? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, chỉ cần không phải là tu vi ngoài cửu tinh đấu tôn thì hắn không để mắt tới. Nhìn thấy Long Tam, Trần Tân dĩ nhiên là không thể không đến hắn vội vàng mời mọi người vào phòng hàn huyên. Vũ Văn Minh Quang, ngươi cũng tới sao? Một lát sau Long Tam, U Minh Lão Đại, Phượng Kình, người của tứ đại thú tộc đã tới chào hỏi. Chẳng lẽ ta không thể đến? Vũ Văn Minh Quang nở ra một nụ cười. Hắc Sơn, tiêu tử ngươi cũng đã đạt tới thất tinh đấu tôn, Tu Vi cũng tiến bộ thật nhanh. Hổ sát cất tiếng nói, thanh âm vang lớn đủ cho mọi người nghe được. Hổ sát, ý ngươi là gì? Ngươi không phải nhiều hơn ta một tinh sao? Muốn động thủ thì Hắc Sơn ta cũng không sợ ngươi, Hắc Sơn trầm sắc mặt xuống, oán giận mà nói. Đến đi, chúng ta trước hết luận bàn một phen. Hổ sát cất tiếng nói, tựa hồ như không để Hắc Sơn vào trong mắt. Hổ sát, ta đọ sức với người một chút thế nào? Vũ Văn Minh quang kéo Hắc Sơn lại, với thực lực của hổ sát, Hắc Sơn không phải là đối thủ. Mọi người để sau hãy luận bàn, hôm nay chúng ta tới để tương trợ trần ra. Long Tam cất tiếng nói, thấy hổ sát như vậy hắn liền hơi trầm sắc mặt xuống sau đó, ánh mắt vô tình hữu y nhìn về phía nhạc thành ta nghe nói lần trước ở trong viễn cổ kết giới ngươi chính là tên tiểu tử làm chuyện xấu phải không long tam trầm sắc mặt xuống sau đó tràn ngập lãnh ý nhìn nhạc thành long tam đây là tộc trưởng của nhạc gia cho dù tộc trưởng của toan nghề tộc nhìn thấy cũng phải khách khí nhạc thuần biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói nhạc thành đánh giá long tam phía trước hắn không ngờ rằng long tam lại gây sự với mình tộc trưởng nhạc gia miệng có hôi sữa mà thôi ta thấy nhạc gia càng lúc càng không ra gì Ánh mắt của Long Tam trở nên khinh bỉ mà nói, "Ám ảnh kiếm." Nhạc Thành cũng không nói lời nào, thủ ấn của hắn biến đổi, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, ba thanh ám ảnh kiếm hóa thành ba vòng sáng mà bắn về phía Long Tam. Vượt không gian ra tay, cộng thêm với khoảng cách 50 thước, Long Tam cũng không ngờ Nhạc Thành không phát ra khí tức mà đã công kích, đừng nói là Long Tam ai cũng không ngờ rằng Nhạc Thành sẽ động thủ. Khoảng cách quá gần, Long Tam cũng giật mình, đành phải nhanh chóng lui lại, tạo thành một hồng mang vô cùng lớn bao bọc vượt không gian mà lui lại vài trăm thước tình huống cũng chật vật không thôi xoẹt 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 ba thanh âm dương kiếm như hình với bóng bắn về phía hồng mang kia xoẹt 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 ba thanh ám ảnh kiếm đã bị một lực lượng vô hình của long tam ngăn lại nhưng sau đó hồng mang cũng mở đi thủ ấn của nhạc thành biến đổi sau đó hắn trầm sắc mặt xuống hắn cũng biết rằng không thể đánh lén long tam hắn thu hồi ám ảnh kiếm lại hắn nghĩ rằng lần sau sẽ tìm cơ hội xoẹt thu hồi hồng mang sắc mặt của Long Tam chật vật không thôi, hắn nổi giận nhìn Nhạc Thành mà nói. Tiểu tử, ta sẽ không để yên, dám đánh lén ta. Cái đó là do ngươi, lần sau còn nói bậy thì sẽ tự nhận lấy hậu quả. Nhạc Thành thản nhiên mà nói, hắn không thèm để ý tới Long Tam, bát tinh đấu tôn mà thôi, hắn không hề sợ. Được rồi, các vị nể mặt ta bớt giận được không? Mọi người chuẩn bị lên phi hành ma thú mà trở về nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio trần tân nhìn thấy nhạc thành và long tam động tay chân thì lập tức bước tới hòa giải nhạc thành cũng không thèm để ý hắn không thèm liếc mắt nhìn long tam long tam thấy vậy thì càng thêm oán hận long tam vốn không để nhạc thành vào trong mắt nhưng vừa rồi bị nhạc thành đánh lén thì hắn không khỏi khiếp sợ hắn cảm nhận thấy nam tự áo đen này không ở dưới hắn vũ văn minh quang cũng bất ngờ hắn cũng nhận ra nhạc thành tuy tùy tiện ra một chiêu nhưng cũng có thể nhận ra so với ở viễn cổ kết giới lần trước thì mạnh hơn không ít đặc biệt là Vũ Văn Minh Quang. Lần trước ở Vũ Văn Gia, Nhạc Thành không có thực lực mạnh như vậy. Chỉ có hỏa lão và nhóm người Nhạc Thuần là không giật mình. Ở giữa không trung xuất hiện mấy con phi hành ma thú, mỗi con cũng đủ cho hai ba mươi người ngồi. Lập tức dưới sự sắp xếp của Trần Tân, Vũ Văn Gia, Tôn Gia và Nhạc Gia tam tộc ngồi lên trên con ma thú phi hành. Tứ đại thú tộc cũng ngồi lên một con ma thú. Phi hành ma thú bay một khoảng thời gian là tới. Ở trong đỉnh viện, tam đại nhân tộc tụ hợp tại một chỗ, Xung quanh đã được Vũ Văn Minh Quang thực hiện một cấm chế để đề phòng nghe lén, Nhạc Thành bất chi bất giác nhìn cấm chế một hồi mới yên tâm. Tuy nhiên lúc này trong cấm chế của Trần gia, Trần Bưu bỗng nhiên chấn động, hắn lập tức tìm tòi khí tức xung quanh mà thì thào nói: "Khí tức rất quan thuộc, là đại nhân, không sai đại nhân đang ở gần đây." Linh hồn lực của Trần Bưu liền khuếch tán mà tìm kiếm nơi phát ra, trong lòng của hắn cũng kích động không thôi. "Hắc Sơn, các ngươi cùng với Trần gia quan hệ không tệ, tại sao Trần gia lại trở nên như bây giờ vậy?" ở trong đình viện Vũ Văn Minh quang nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, chuyện này ta chỉ nghe qua chứ không biết cụ thể. Hắc Sơn cất tiếng nói. Nghe nói hơn 10 năm trước tiền nhiệm tộc trưởng của bọn họ chết, theo đạo lý thì con của ông ta là Trần Bưu phải là người tiếp nhận. Tuy nhiên Trần Bưu đột nhiên biến mất không có tung tích cho nên, Trần Tân lên ngôi tộc trưởng. Mấy tháng trước Trần Bưu quay lại nói mình mất tích là do Trần Tân hãm hại, cho nên hiện tại Trần Gia chia làm ba phái, một phái hỗ trợ Trần Bưu, một phái hỗ trợ Trần Tân, còn có một phái trung lập hóa ra là như vậy xem ra trần tân cũng không phải là người hiền vũ văn minh quang cất tiếng nói chúng ta không cần lo nhiều như vậy nếu như trần tân trong lòng không có quỷ thì cũng không xuất ra nhiều vốn để tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc ủng hộ hắn nhạc thành ngươi thấy sao vũ văn minh quang cất tiếng hỏi nhạc thành tiểu bối thấy lời của hắc sơn trưởng lão rất đúng chuyện của trần gia chúng ta cứ xử sự, sự theo hoàn cảnh là được nhạc thành cất tiếng nói chuyện của trần gia dĩ nhiên là hắn không để ý tới hắn chỉ quan tâm đến viên linh châu thượng cổ của họ. Được rồi, sáng mai chúng ta cũng không để ý nhiều chuyện, chỉ cần Trần Tân yêu cầu, chúng ta hỗ trợ hắn là được. Năm viên cửu phẩm trung giai đan dược, hắn cũng khá hào phóng. Cữu cữu, hiểu kỳ thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Vũ Văn Minh Quang, hắn rời Vũ Văn gia cũng đã 4 tháng hắn muốn biết về tình hình của Yến Hiểu Kỳ. Nàng ta rất tốt, đã đột phá ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, đang còn tiếp tục bế quan. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Vậy là tốt rồi, Nhạc Thành cất tiếng nói, hiện tại chỉ còn nửa năm nữa là tới từ Đường Tẩy lễ hiểu kỳ còn có thể đột phá hay không cũng không nhất định. Một lát sau, Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang cùng với Nhạc Thành mới rời khỏi đỉnh viện. Nhạc Thành cũng cùng với Vũ Văn Minh Quang cùng Hắc Sơn, sau khi rời đi bố trí một cấm chế chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. A, à, khí tức rất quen thuộc. Nhạc Thành sau khi bố trí xong cấm chế, thì cảm nhận được trên cấm chế có một luồng khí tức quen thuộc. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn lập tức đánh thủ ấn ra thần thức của hắn lập tức bố trí một cấm chế sau đó hắn dùng thần thức theo dõi một lát sau nhạc thành đã nhìn thấy một thanh niên áo trắng tập trung khí thức nhạc thành xác định khí thức xem đó là của ai sau khi xác định được hắn liền kinh ngạc trần bưu là ngươi ngươi ở đây sao nhạc thành đánh thủ ấn ra lập tức dùng linh hồn truyền âm đại nhân đúng là đại nhân không sai chính là ta tại sao ngươi lại tới huyền thiên nội lục nhạc thành cất tiếng hỏi đại nhân chuyện này rất dài dòng Trước kia thuộc hạ chưa từng nói với đại nhân Đại nhân đang ở chỗ của Trần Tân Thuộc hạ không thể nói chuyện được Không biết đại nhân có biện pháp nào gặp mặt không Được rồi, ta đi ra gặp ngươi Nhạc thành các tiếng trả lời Sau đó thần thức hắn thu hồi Hắn nói với hỏa lão một tiếng rồi đánh thu ấn ra Ẩn thân phù Một tấm ẩn thân phù được hắn dán lên trên người của mình Sau đó nhạc thành biến mất không thấy đâu nữa Một lát sau Ở trong một gian phòng Trần bưu phấn khởi đi qua đi lại Thần sắc cũng vô cùng hưng phấn xoẹt một thân ảnh xuất hiện trước người của trần bưu chính là nhạc thành tăng hình đại nhân trần bưu ra mắt đại nhân trần bưu nhìn thấy chủ nhân xuất hiện thì cũng không kỳ quái thủ đoạn của chủ nhân rất quỷ dị được rồi đứng lên đi không ngờ ngươi cũng tới huyền thiên nội lục nhạc thành gợi ý trần bưu không cần đa lễ đại nhân mọi chuyện rất dài dòng thuộc hạ tính giải quyết xong mọi chuyện thì đi tìm đại nhân không ngờ trong tộc lại có phiền toái trần bưu nói với nhạc thành trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ Vậy ngươi hãy nói cho ta biết một chút." Nhạc Thành cất tiếng nói. Trần Bưu liền đem toàn bộ mọi chuyện từ đầu nói cho Nhạc Thành biết, vốn Trần Bưu chính là thiếu gia của Trần gia, thân phận hiển hách vô cùng, chỉ vì biến cố gia tộc mà hắn bị thúc thúc là Trần Tân Phong ấn linh hồn lực, về sau bị giải đi tới Huyền Thiên đại lục. "Trần Bưu, ngươi nói là Trần Tân đoạt vị tộc trưởng của ngươi phong ấn linh hồn của ngươi, cũng là do Trần Tân làm sao?" Nghe thấy Trần Bưu nói xong, Nhạc Thành cất tiếng hỏi không sai tất cả chuyện này đều là do trần tân gây nên trần bưu oán hận mà nói vậy hiện tại ngươi phải làm sao nghe nói ngày mai các trưởng lão quyết định phân thắng thua người thua nhất định là ngươi nhạc thành cất tiếng nói hiện tại thuộc hạ cũng không biết làm sao trần bưu nói vấn đề không phải là ai hỗ trợ trần tân mà là tại sao thái thượng trưởng lão lại không ra mặt chắc chắn có quan hệ sâu xa nhạc thành trầm sắc mặt xuống mà nghi hoặc hỏi thái thượng trưởng lão cũng là bất đắc dĩ mà thôi những chuyện này thái thượng trưởng lão đều đã biết theo đạo lý thì trần tân sẽ bị trục xuất ra khỏi trần gia nhưng bọn họ không làm như vậy cũng là vì huyết mạch của thuộc hạ không có trần tân nói hóa ra là như vậy nhạc thành mỉm cười chuyện này nhạc thành có thể hiểu được ngươi vừa rồi nói rằng nếu có người hỗ trợ ngươi thì những trưởng lão trung lập kia sẽ hỗ trợ ngươi nhạc thành cất tiếng hỏi không sai vậy giao cho ta tứ đại thú tộc ta không có cách nào nhưng vũ văn gia và nhạc gia sáng mai sẽ hỗ trợ ngươi hơn nữa về sau ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân như thế cũng bất lợi nhạc thành hơi biên sắc trầm mặt xuống mà nói đại nhân đại nhân có ý gì vậy trần bưu tuyệt đối không muốn phản bội trần bưu nghe nhạc thành nói như vậy thì lập tức quỳ xuống mau đứng lên đi bây giờ thân phận của ngươi không giống như trước ngươi còn gọi ta là đại nhân thì đến lúc đó những trưởng lão kia ủng hộ ngươi thì thái thượng trưởng lão cũng không đồng ý ngươi thân là tộc trưởng trần gia mà lại là thuộc hạ của ta chuyện này trần gia dĩ nhiên là không thể chấp nhận nhạc thành kéo trần bưu mà nói sắc mặt của trần bưu hơi biến hóa chuyện này dĩ nhiên là hắn hiểu rõ ràng đại nhân thuộc hạ phải nói rõ ràng chức tộc trưởng thuộc hạ không cần cũng được nhưng thuộc hạ phải ở cạnh đại nhân trần bưu kiên định nói ngươi không làm tộc trưởng cũng được nhưng chẳng lẽ mối thù này không báo nhạc thành cất tiếng nói với trần bưu về sau ngươi gọi ta là đại ca là được rồi ngươi có lòng đi theo ta còn xưng hô thế nào cũng không nên tính toán không đại nhân Thuộc hạ đã quyết định rồi, thuộc hạ nhất định phải ở cạnh đại nhân." Trần Bưu cất tiếng nói, "Ngươi đừng ngoan cố, về sau ngươi gọi ta là đại ca, ngươi còn phải ngồi trên địa vị tộc trưởng lâu dài, ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi." Nhạc Thành cất tiếng nói với Trần Bưu. "Đại nhân muốn ta làm gì đây?" Trần Bưu vội vàng hỏi. "Không vội, chờ ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng xong ta sẽ thu xếp giúp ngươi. Sáng ngày mai, Nhạc gia và Vũ Văn gia nhất định hỗ trợ ngươi còn lại là chờ xem ngươi có biện pháp hay không." nhạc thành cất tiếng nói vũ văn gia cùng với nhạc gia hai gia tộc này muốn hỗ trợ thuộc hạ hẳn là không chắc trần bưu nghi hoặc nói hiện tại ta xem như là tộc trưởng của nhạc gia hiểu kỳ hiện tại là tiểu thư của vũ văn gia dựa vào quan hệ này ngươi cứ yên tâm đi nhạc thành cất tiếng nói với trần bưu cái gì đại nhân là tộc trưởng của nhạc gia hiểu kỳ tiểu thư cũng là tiểu thư của vũ văn gia trần bưu liền trợn tròn hai mắt mà nói chuyện này rất dài dòng sau này hãy nói nhạc thành nói với trần bưu chuyện này chỉ nắm chắc một nửa, nếu tứ đại thú tộc và tôn gia để hỗ trợ thì tuyệt đối nắm chắc. Trần Bưu cất tiếng nói, những trưởng lão trung lập kia có bao nhiêu người, bình thường làm gì vậy? Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống mà nói với Trần Bưu, có chừng 40 người chia ra nắm phần lớn đội hộ vệ Trần gia trong tay, cho nên nhóm trưởng lão trung lập này cực kỳ trọng yếu đối với ta và Trần Tân. Nhưng các trưởng lão này đều là luyện dược sư, lúc bình thời rất thích nghiên cứu luyện dược thuật. Trần Bưu khẽ nói, nghiên cứu thuật luyện dược, nhạc thành lẩm bẩm trong lòng do dự chốc lát rồi móc ra một cái ngọc giản đưa cho trần bưu nói trong ngọc giản này có vài phương thuốc đặc thù hãy chia ra đưa cho những trưởng lão thích nghiên cứu thuật luyện dược kia có lẽ sẽ được bọn họ ủng hộ ý của đại nhân là trần bưu nhận lấy ngọc giản trong tay nhạc thành nhưng vẫn chưa hiểu rõ ràng lắm trong đó có một vài phương thuốc của ta đã đủ cho những trưởng lão kia mê muội rồi chẳng qua là chỉ có một nửa ngươi nói với bọn họ nếu ủng hộ ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng Ta sẽ giao một nửa còn lại cho bọn họ." Nhạc Thành nói. Tuy những trưởng lão thích nghiên cứu thuật luyện dược kia vốn được xưng là luyện dược đệ nhất nhân, nhưng Nhạc Thành vẫn tin tưởng rằng mấy phương thuốc cao phẩm này nhất định sẽ làm cho bọn họ sinh ra hứng thú. "Ta hiểu rồi, đại nhân, ta đi đây." Trần Bưu lộ vẻ vui mừng, phương thuốc của đại nhân xuất ra có giá trị thế nào, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không có người nào có thể so sánh. "Đừng gọi ta là đại nhân, gọi ta là đại ca đi." nếu không ngày mai ngươi sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Nhạc Thành nói, đại nhân, có người ngoài ở đây ta sẽ gọi là đại ca, nếu như không ai, ta cảm thấy nên gọi là đại nhân mới tốt. Trần Bưu nói, được rồi, ngươi trước tiên đi ăn bài, ta còn một số việc. Nhạc Thành khẽ nói, vâng, ta đi giao phương thuốc cho các vị trưởng lão. Trần Bưu mừng rỡ nói, có được mấy phương thuốc này, Trần Bưu sẽ có thêm chín thành nắm chắc đả động những trưởng lão xưa nay, chỉ chuyên tâm tu luyện đan dược kia. Xoẹt! thủ ấn khẽ chuyển, một tờ ẩn thân phù hiện ra trong lòng bàn tay, ngay sau đó thân ảnh nhạc thành biến mất ở trong phòng. Trần Bưu nhìn chăm chú vào ngọc giản trong tay, sau đó cũng rời khỏi gian phòng. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành mới về đến đình viện, sau khi nhìn thấy hỏa lão, Nhạc Thành kể lại đại khái sự tình cho nhóm người hỏa lão và Nhạc Thuần một lần, rồi mới cắt bước trở về phòng mình. Không ngờ tới lại gặp được Trần Bưu ở Trần Gia, cho đến bây giờ Nhạc Thành vẫn còn kinh ngạc thế nhưng trần bưu là người trần gia lại có khả năng tranh đoạt chức tộc trưởng nhạc thành nhất định là phải trợ giúp trần bưu đoạt được vị trí tộc trưởng trần gia nếu trần bưu thành công đạt được chức vị này không khác gì hắn nắm giữ một nửa lực lượng trần gia ở trong tay mình chuyện tốt như vậy nhạc thành tự nhiên sẽ không bỏ qua đặc biệt là trần gia còn có bảo vật cổ linh châu sau khi trần bưu ngồi lên vị trí tộc trưởng hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc một ít bảo vật đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt sẽ ập tới ào ào dành một đoạn thời gian suy nghĩ xem ngày mai có thể sẽ đối mặt chuyện gì. Sau đó Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống tiến hành tu luyện, hắn vẫn thường xuyên không có nhiều thời gian bế quan tu luyện, mỗi ngày rảnh rỗi lúc nào là tu luyện lúc đó, cũng may có linh khí dày đặc ở trong Hỏa Linh Châu hỗ trợ, nên quá trình tăng tiến vẫn tương đối khả quan. Tiến vào trạng thái tu luyện, trước tiên Nhạc Thành bố trí một đạo thanh mang nhàn nhạt bao phủ quanh người, thần thức khoách tán ra ngoài, một khi chung quanh có bất kỳ dị động sẽ không thể nào thoát khỏi thần thức Nhạc Thành. Trung quanh đỉnh viện tựa hồ hình thành một đạo cấm chế kín kẽ. Trong đại sảnh đỉnh viện, đám người Long Tam, Hồ Đồ Hoàn còn có U Minh Đại Lão và Phượng Kình ngồi cùng một chỗ. U Minh Đại Lão, người nói tiểu tử kia chính là người lần trước mang nữ nhân bát sĩ linh mãng nhất tộc rời đi hà? Long Tam nói với U Minh Đại Lão: Không sai, chính là tiểu tử đó. Nhưng người cũng thấy đấy, thực lực tiểu tử kia không tệ. Cộng thêm bây giờ có được thân phận con rể Vũ Văn gia, lại là tộc trưởng nhạc gia, chúng ta không dễ động đến hắn đâu mặc dù là như thế, nhưng mấy người chúng ta đều rõ ràng, năm đó tổ tiên viễn cổ hổ tộc, minh xà tộc, còn có toan nghê tộc chúng ta cùng nhau liên thủ tiêu diệt bát xí linh mãng nhất tộc. Không nghĩ tới bây giờ còn có bát xí linh mãng tồn tại, hơn nữa còn thành công đón nhận truyền thừa vương giả bát xí linh mãng nhất tộc. Nếu chờ thêm vài chục hoặc một trăm năm nữa, bát xí linh mãng nhất định một đường thẳng tiến, đến lúc đó ba tộc chúng ta sẽ rất phiền toái. Hồ đồ hoàn của viễn cổ hổ tộc nói nữ nhân bát xí linh mãng nhất tộc quả thật rất trọng yếu đối với ba tộc chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải dựa vào tiểu tử kia tìm được nữ nhân bát xí linh mãng nhất tộc nếu chúng ta không thể hạ thủ trước mặt vậy thì có thể hạ thủ ngầm cũng không sao long tam nói tốt lắm chỉ cần có cơ hội chúng ta lại ra tay không muộn hồ đồ hoàn nói ngày mai sẽ là ngày trưởng lão trần gia ra quyết nghị lần này không nghĩ tới trần tân dĩ nhiên lại dám xuất huyết nhiều như thế phượng kình nói Nghe nói lần này là Trần Tân không tốt lắm, mà Trần Bưu là cháu của hắn, chúng ta cũng không cần để ý tới quá nhiều làm gì. Chuyện tình Trần Gia căn bản không liên quan tới chúng ta, bốn đại thú tộc và bốn đại nhân tộc quan hệ không có tốt đến mức đó. U Minh Đại Lão nói, đúng vậy, bốn đại thú tộc chúng ta lười quản sự tình của bốn đại nhân tộc, căn bản là không liên quan gì tới chúng ta. Phượng Kình khẽ nói, ngày thứ hai, trời sáng sớm, nhạc thành chậm rãi thu hồi khí về đan điền thở ra một ngụm chọc khí, ngừng việc tu luyện lại, Hỏa lão, chuyện ngày hôm nay ngươi nghĩ thế nào?" Nhạc Thành ra khỏi phòng hỏi chuyện Hỏa lão, ngày hôm qua Trần Bưu và Nhạc Thành đã bàn với Hỏa lão rồi, có lẽ Hỏa lão sẽ nghĩ ra một vài biện pháp. Dựa theo lời ngươi nói, Trần Bưu rất khó ngồi lên cái ghế tộc trưởng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể, bởi vì điểm mấu chốt nằm ở trên người đám thái thượng trưởng lão kia, tựa hồ bọn hắn nghiêng về phía Trần Tân. Hỏa lão do dự hồi lâu mới nói, "Hỏa lão có ý bốn là." Nhạc Thành mỉm cười dò hỏi, trần gia biến thành như vậy nhưng không có một vị thái thượng trưởng lão nào ra mặt rõ ràng là có ý nghiêng hướng trần tân điều này cũng không thể trách bọn họ nồng độ huyết mạch của trần bưu quá thấp vì tương lai sau này của trần gia các vị thái thượng trưởng lão tự nhiên hy vọng trần bưu có thể rời đi mặc dù trần tân không quá phúc hậu nhưng ván đã đóng thuyền không còn cách nào khác hỏa lão nói ý hỏa lão là các vị thái thượng lão kia ủng hộ trần bưu hơn phân nửa trưởng lão trung lập khác cũng không thể khống chế nhạc thành nhàn nhạt hỏi hẳn là thế trần tân sở dĩ xuất huyết nhiều như thế để cho bốn đại nhân tộc và bốn đại thú tộc ủng hộ hắn mục đích thật sự không phải là cần bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc kia hỗ trợ mà là muốn bịt miệng của bọn họ chuyện này là kế hoạch của trần tân nếu như trần tân muốn tiếp tục đuổi trần bưu ra ngoài nhất định là giấy trắng không thể gói được lừa đến lúc đó sợ rằng ba đại nhân tộc và bốn đại thú tộc gây chuyện ảnh hưởng danh dự trần gia truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lần này các ngươi tham dự vào đại sự của một đại tộc cộng thêm các ngươi nhận được không ít chỗ tốt của bọn họ sau này không nên ăn nói lung tung nếu không các thái thượng trưởng lão trần gia sẽ trực tiếp ra mặt hỏa lão nói nghe hỏa lão nói sắc mặt nhạc thành bất trợ biến hóa hỏa lão nói làm cho nhạc thành không khỏi chấn động thì ra mấu chốt sự tình dĩ nhiên là ở chỗ này xem ra hôm nay sẽ có không ít phiền phức dĩ nhiên là các thái thượng trưởng lão trong trần gia cố ý thiên vị trần tân sợ là trần bưu sẽ rất khó khăn đây Hỏa lão nói: "Tới đâu hay tới đó vậy?" Nhạc Thành nói, sau đó cả nhóm bàn luận đường đi nước bước của hai phe. Nhạc tộc trưởng, tộc trưởng cho mời các vị. Giữa không trung xuất hiện mấy thân ảnh, bọn họ đều là cường giả cấp đấu tôn. Ngày hôm qua Nhạc Thành từng lưu ý, những người này đứng ở phía sau Trần Tân, tựa hồ cũng là trưởng lão Trần gia. Ngay sau đó bọn họ lại đi mời đám người Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn, đoàn người ba đại nhân tộc cùng nhau đi theo mấy vị trưởng lão Trần gia nửa canh giờ sau mới tới một khu kiến trúc rộng lớn, sau đó là dãy thạch thai có diện tích mấy ngàn thước, chung quanh là những đồ hình điêu khắc rất kỳ lạ. Các vị, hôm nay phiền toái mọi người. Trần Tân đã sớm chờ ở đây, nhìn thấy đoàn người nhạc thành xuất hiện liền mỉm cười đi lên chào hỏi, trên nét mặt không có chút khẩn trương. Phía sau lưng hắn là 40 vị trưởng lão. Mọi người khẽ gật đầu chào hỏi, nhạc thành lạnh nhạt quan sát bốn phía. Sư sư, giữa không trung vang lên một loạt tiếng xe gió, ngay sau đó là 10 người rơi xuống mặt đất, chính là đám người bốn đại thú tộc, Long Tam và Phượng Kình. Sau khi đám người Long Tam và Hổ Đồ Hoàn hạ xuống, đầu tiên là nhìn về phía Nhạc Thành, đặc biệt là Long Tam. Ánh mắt hắn nhìn Nhạc Thành rất quái dị, thậm chí lộ ra một tia lãnh ý. Ngày hôm qua hắn ăn một trận chật vật trong tay Nhạc Thành, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhạc Thành cảm giác được ánh mắt Long Tam lập tức bắn ra một luồng hàn mang phản lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào người Long Tam, không hề có ý e sợ nhìn thấy người của bốn đại thú tộc đã đến, Trần Tân cũng tiến lên chào hỏi. Chốc lát sau, trên không trung lại là một loạt tiếng xe gió, sau đó hơn 10 người nữa hạ xuống đất, cầm đầu là Trần Bưu, phía sau hắn là một đám trưởng lão. Trần Bưu xuất hiện nhất thời làm cho sắc mặt Trần Tân biến đổi, lặng lẽ di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Nhưng vào lúc này, đám người Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn, còn có Phượng Kình, Long Tam đang cẩn thận đánh giá Trần Bưu. Trần Bưu và đám trưởng lão tiến vào thạch thai, lặng yên quan sát động tĩnh của mọi người, chỉ khẽ gật đầu với nhạc thành xem như chào hỏi. Nhóm kế tiếp xuất hiện có gần 40 lão giả, phía sau những người này là một ngàn đại hán thân xuyên khải giáp, thực lực đều ở cấp đấu tông 8-9 sao. Nhìn thấy những lão giả và đám đại hán trung niên này xuất hiện, nhạc thành quay đầu lại đánh giá, lập tức phát hiện ra một nửa trong nhóm người này là luyện dược sư, những người khác đều là cường giả đấu tôn 5 sao 6 sao, hẳn là những vị trưởng lão xưa nay giữ vững trung lập. Nhạc thuần, nhạc sử chân, hai lão già các ngươi chịu đi ra rồi. Hắc Sơn, cái tên gian xảo này cũng tới hả? Vũ Văn Huynh Đệ, đã lâu không gặp. Trần Ngọc, lão già như ngươi còn chưa có chết, không ngờ đã là luyện dược sư bát phẩm trung giai. Trần Bình, đã lâu không gặp, vì sao biết ta tới mà ngươi không ra đón, thật là không có tình nghĩa mà. Các vị trưởng lão đã đến đông đủ nhất thời náo nhiệt hẳn lên, các vị trưởng lão đều nhận thức bốn đại nhân tộc, vừa đi vừa nói chuyện rất nhiệt tình, trong lúc nhất thời quên mất ngày hôm nay tới đây làm gì những người thuộc bốn đại thú tộc biến đổi sắc mặt nói như thế nào thì bốn đại thú tộc và bốn đại nhân tộc vẫn có một ít ngăn cách bốn đại nhân tộc rất ít khi giao hảo với bốn đại thú tộc lúc này các trưởng lão trần gia trực tiếp ném người bốn đại thú tộc sang một bên điều này làm cho bọn họ cảm thấy không hề dễ chịu các vị hôm nay mọi người tới tham gia hội nghị quyết định vị trí tộc trưởng cho trần gia chúng ta chúng ta cùng nhau ngồi xuống rồi hãy nói tiếp cảm thấy bốn đại thú tộc bất mãn sắc mặt Trần Bình hơi đổi, mở miệng trì hoãn trận đàm tiếu kia lại. Vậy thì mọi người một hồi lại tán gỗ sau, Trần Bình, lần trước ngươi thiếu ta không tí đan dược. Hắc Sơn lớn tiếng nói với một vị trưởng lão Trần Gia, tựa hồ quan hệ của hai người rất tốt. Theo lời Trần Bình vang lên, mọi người cũng cuộc nói chuyện lại, bây giờ dù sao cũng nên bắt đầu hội nghị trưởng lão mới đúng. Đây là lần hội nghị các vị trưởng lão cùng nhau bỏ phiếu thể hiện sự ủng hộ, cho một bên, ai nhận được nhiều người ủng hộ nhất coi như là chiến thắng hiện tại các vị trưởng lão có tiếng nói rất lớn mọi người vừa im lặng trần tân chậm rãi đi lên trầm giọng nói các vị trưởng lão hôm nay là thời gian trần gia trưởng lão ra quyết định lời dư thừa ta không nói nữa mọi người đều biết cách thức làm việc rồi hiện tại cứ dựa theo trưởng lão quyết định mà cho ra kết quả nếu như ta thua ta sẽ rời khỏi trần gia nếu như trần bưu thua cũng mong ngươi rời khỏi trần gia vĩnh viễn không được trở về nữa nói xong trần tân lạnh lẽo nhìn sang trần bưu tốt nếu như ta thua ta cũng lười ở lại trần gia sắc mặt trần bưu trầm xuống nói rất cương quyết tốt lắm các vị trưởng lão chuẩn bị quyết nghị hôm nay nhờ bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc vũ văn gia nhạc gia tôn gia chứng kiến bản thân ta muốn nhìn ai có đủ triển vọng giành lấy ngôi vị tộc trưởng trần tân nói lời nói nhắc tới bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc tự nhiên là muốn nói cho đám trưởng lão ủng hộ trần bưu nghe lời này hiển nhiên ngầm biểu đạt mọi người nên quyết định cho kỹ sau này sẽ không có đường hối hận một đám trưởng lão trần gia cũng phải trầm ngâm suy nghĩ, không biết trong lòng nghĩ gì nữa. Ta viễn cổ minh xà tộc tự nhiên là ủng hộ trần tộc trưởng, nếu như người khác làm tộc trưởng, viễn cổ minh xà tộc chắc chắn không phục. U minh đại lão cười nói thản nhiên, ta toàn nghề tộc cũng như thế, chỉ có trần tộc trưởng tiếp tục đảm nhiệm trần gia tộc trưởng mới thích hợp. Lão tam của toàn nghề tộc nói theo, thần phượng tộc cũng cho là trần tộc trưởng thích hợp bất quá phượng kình cũng hơi hơi nói. Dù sao viễn cổ hổ tộc chúng ta vẫn ủng hộ trần tộc trưởng, hồ đồ hoàn lớn tiếng nói bốn đại thú tộc vừa tỏ thái độ khiến cho các trưởng lão trần gia cũng phải động dung đặc biệt là những vị trưởng lão giữ vững trung lập thần thái liên tục biến hóa trên mặt trần tân hiện lên nụ cười trong lòng hắn rất rõ ràng hôm nay mình thắng định rồi trần bưu căn bản không có biện pháp chiến thắng ngay cả thái thượng trưởng lão cũng có ý định ủng hộ hắn các trưởng lão xưa nay giữ vững trung lập tự nhiên phải rõ ràng điểm này sắc mặt trần bưu không ngừng biến đổi hắn đã sớm biết bốn đại thú tộc ủng hộ trần tân nên không bất ngờ gì chỉ chậm chậm bước tới trước mọi người ngạc nhiên nhìn vào người trần bưu không biết hắn muốn làm gì tựa hồ tình huống bây giờ rất bất lợi đối với trần bưu về phần chuyện tình trần giao với nhau mọi người cũng lời quản mọi người ở đây hiếu kỳ quan sát mọi cử động của trần bưu chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới trước mặt nhạc thành nói đại ca sao ngươi lại tới đây ta tới vào hôm qua chỉ là chưa có dịp gặp ngươi nhạc thành nói hai người nói chuyện với nhau đám người hỏa lão và nhạc thuần đã sớm biết mọi chuyện nhưng những người khác bao gồm vũ văn minh quang và hắc sơn đều sửng sốt ngây người không biết ứng phó ra sao cho tốt một đám trưởng lão trần gia lập tức biến sắc tựa hồ là cực kỳ nghi ngờ chuyện này không phải nhạc gia tới ủng hộ trần tân sao tại sao lại có quan hệ với trần bưu lúc này người kinh ngạc nhất chính là trần tân hắn không bao giờ nghĩ tới người của nhạc gia lại quen biết trần bưu hơn nữa mới vừa nghe một câu chào hỏi tựa hồ là quan hệ không đơn giản đại ca bên này mời trần bưu nói với nhạc thành các vị nhạc gia chúng ta toàn lực ủng hộ trần bưu nhạc thành nói thanh âm đủ cho tất cả mọi người nghe thấy cữu cữu ta muốn mời vũ văn ra ủng hộ trần bưu hắn là huynh đệ của ta nhạc thành chậm rãi quay sang nói với vũ văn minh quang vũ văn minh quang vẫn còn đang kinh ngạc quan hệ của nhạc thành và trần bưu giờ phút này nghe thấy nhạc thành nói liền tỉnh ngộ lập tức nói tốt nếu ngươi đã ủng hộ trần bưu vậy thì vũ văn gia tộc cũng toàn lực ủng hộ hắn vậy thì đa tạ cữu cữu rồi nhạc thành mỉm cười nói một chữ cữu cữu tự nhiên là có ý nhắc nhở vũ văn minh quang nhận rõ quan hệ của hắn với vũ văn gia vũ văn minh quang tự nhiên là phải đứng về phía hắn vũ văn gia tộc không thể vì năm viên đan dược cửu phẩm trung giai mà làm ảnh hưởng quan hệ với nhạc gia hắc sơn trưởng lão ta và trần bưu chính là huynh đệ bây giờ ta đại biểu cho hắn nhạc gia chúng ta muốn mời hắc sơn trưởng lão ủng hộ trần bưu thế nào nhạc thành lại quay sang nói với hắc sơn này hắc sơn biến hóa sắc mặt có chút khó xử lần này hắn chỉ phụng mệnh tộc trưởng đến bây giờ lại đi ủng hộ trần bưu quả thật khó lòng quyết định ngay hắc sơn người cũng biết vũ văn gia và nhạc gia có quan hệ như thế nào ta tin tưởng rằng tộc trưởng của ngươi cũng sẽ đồng ý với quyết định này vũ văn minh quang thấy hắc sơn không dám ra chú ý liền nói vào một câu tốt lắm tôn gia cũng toàn lực ủng hộ trần bưu nhìn thấy vũ văn minh quang mở miệng nhắc nhở hắc sơn không suy nghĩ thêm làm gì nhạc gia và vũ văn gia đã tỏ ý ủng hộ trần bưu vậy thì tôn gia tự nhiên không thể đối lập bốn đại nhân tộc xưa nay vẫn luôn cùng tiến cùng lui trần bưu đa tạ hai vị nhìn thấy hắc sơn và vũ văn minh quang đã đáp ứng ủng hộ mình trần bưu không khỏi lộ vẻ mừng rỡ mọi người ở trong sân vẫn không thể thoát khỏi kinh ngạc không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mỗi một người đều có cảm giác nghi ngờ không giải thích được nhạc thành vừa tiếp xúc với hắc sơn và vũ văn minh quang bỗng dưng ba đại nhân tộc chuyển sang toàn lực ủng hộ trần bưu chuyện này không thể nghi ngờ là một đòn cực nặng đánh vào trần tân bởi vì đối với trần gia ba đại nhân tộc ủng hộ có trọng lượng hơn bốn đại thú tộc bởi vì trước giờ bốn đại nhân tộc luôn luôn giao hảo một đám trưởng lão ủng hộ trần bưu vốn không ôm hy vọng trong lòng bây giờ nhìn thấy nhạc gia vũ văn gia còn có tôn gia đều ủng hộ đại thiếu gia thì không khỏi khiếp sợ không biết vì sao đại thiếu gia lại có quan hệ với tộc trưởng nhạc gia nhỉ vũ văn quang minh hắc sơn nhạc tộc trưởng lần này ta sẽ ghi nhớ trong lòng không biết hiện tại các ngươi có ý gì đây sắc mặt trần tân trầm xuống hỏi ngược lại một câu trần tân ngươi đoạt cái ghế tộc trưởng của trần bưu huynh đệ chẳng lẽ còn muốn chúng ta ủng hộ ngươi sao loại người như ngươi không xứng làm tộc trưởng trần gia nếu như ngươi đoạt được vị trí tộc trưởng vậy thì tương lai trần gia xem như hỏng rồi nhạc thành nói như quát nhạc thành lời này có ý gì vừa nghe thấy nhạc thành nói trần tân hét lên một tiếng các trưởng lão cũng phải biến sắc chuyện này ở trong trần gia thật ra không tính là bí mật nhưng mà lại bị nhạc thành nói toạc ra hiển nhiên là đánh một đòn nặng nề vào tâm bọn họ ta đây không có ý gì chỉ là nói ra một sự thật mà thôi nhạc thành nói mà không thèm để ý tới thái độ trần tân tốt nhạc gia ta nhớ kỹ chuyện này rồi trần tân hung hăng nói với nhạc thành thấy trần tân và nhạc thành tranh cãi Đám người Long Tam và Phượng Kình cũng mỉm cười khó hiểu, nếu như hai người trực tiếp động thủ, tin tưởng rằng bốn đại thú tộc sẽ càng thêm vui vẻ. Nhạc Thành thần sắc vô cùng bình thản, đối với gã Trần Tân này, Nhạc Thành không hề lo lắng làm gì. Chỉ cần Trần Bưu có thể ngồi lên cái ghế tộc trưởng, vậy thì Trần Tân sẽ không làm nên tích sự gì, căn bản không cần phải lo lắng. Vũ Văn Gia, Tôn Gia, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn ủng hộ Trần Bưu? Trần Tân quay sang hỏi Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn, không sai, Vũ Văn Gia và Nhạc Gia cùng chung tiến thối. Vũ Văn Quang Minh cấp cho Trần Tân đáp án rất rõ ràng. Ta dĩ nhiên ở chung một chỗ với Vũ Văn Gia và Nhạc Gia, tôn gia chúng ta trước giờ luôn ở trong đội ngũ bốn đại nhân tộc. Hắc Sơn nói, tốt, tốt, ta cũng ghi nhớ ân nghĩa của hai vị vào trong lòng. Trần Tân nhìn chăm chú vào Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn, hai đại gia tộc trước đây không ít lần cầu trợ Trần Gia hỗ trợ luyện chế đan dược, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại chơi trò lật ngược bàn cờ thế này nhìn thấy vẻ mặt trần tân hắc sơn và vũ văn quang minh cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ hai người làm thế hoàn toàn là vì nhạc thành không biết vì sao nhạc thành lại ủng hộ trần bưu hơn nữa hình như quan hệ của hai không cạn các trưởng lão tiếp tục quyết định bỏ phiếu chốc lát sau trần tân nhăn nhó hạ lệnh ngay sau đó một đám trưởng lão trần gia âm thầm thảo luận trong ánh mắt bọn họ tràn đầy lo lắng thế cục tựa hồ rất khó dự đoán trước nhạc thành cũng biết một ít trưởng lão giữ vững trung lập là vì biết phần lớn thái thượng trưởng lão của trần gia sẽ ủng hộ trần tân những thứ cần làm thì đã làm hết rồi bây giờ chỉ có thể dựa vào vận khí một đám trưởng lão này đa số là luyện dược sư chỉ cần có một nửa ủng hộ trần bưu vậy thì trần bưu nhất định không thua đối với mấy phương thuốc đã giao ra nhạc thành tin chắc rằng những luyện dược sư kia thấy được nhất định sẽ xem như trí bảo nhưng chỉ sợ nhiều đó không đủ để ảnh hưởng đến mấy vị thái thượng trưởng lão sau đó mọi người tự mình suy nghĩ các trưởng lão chuẩn bị đưa ra quyết định Toàn bộ trưởng lão Trần gia chậm rãi đi lên khu trung tâm thạch thai. Các vị trưởng lão sẽ lập tức cho ra quyết định cuối cùng, hiện tại có 124 vị trưởng lão bỏ phiếu chọn lựa tộc trưởng Trần gia, đây cũng là quyết định duy nhất và cuối cùng. Sau đó không có ai được phép sửa đổi, nếu ai không phục mà gây chuyện, Trần gia tuyệt đối xuất thủ không lưu tình. Một lão giả mặc trường sam sắm trắng, râu dài quá cầm nói rất dứt khoát, nhìn vẻ mặt lão giả hẳn là có địa vị rất cao trong hàng ngũ trưởng lão Trần gia. Trưởng lão quyết nghị xong sẽ không được sửa đổi. Bây giờ bắt đầu tiến hành, ủng hộ người nào thì đi về phía người đó, ai được nhiều người ủng hộ hơn sẽ giành chiến thắng. Lão giả này tiếp tục nói, sau đó dẫn đầu đi ra sau lưng Trần Tân. Theo sát lão giả này là một đám trưởng lão khác, những người vừa bắt đầu ủng hộ Trần Bưu, và Trần Tân đều tự mình trở lại sau lưng Trần Tân và Trần Bưu. Nhạc Thành biết thắng bại cuối cùng là phải dựa vào mấy vị trưởng lão giữ vững trung lập, những trưởng lão lúc này còn dư lại mới là trọng điểm, bọn họ sẽ trực tiếp quyết định kết quả cuối cùng. Trần Bưu cũng khẩn trương lên, thân thể hơi hơi run rẩy nhạc thành cũng khẩn trương nhìn sang trần bưu nếu như trần bưu có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng này hắn sẽ có lợi rất lớn còn nếu trần bưu thua thì bọn họ đã đắc tội trần tân không nhỏ đoán chừng sau này nhất định là nhân cơ hội sẽ làm khó thế nhưng bây giờ không thể quản được nhiều như vậy lão gia hỏa này cũng không nhịn được nữa rồi thần thức nhạc thành đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí thức theo dõi hẳn là cường giả trần gia núp trong kết giới xem ra những người này không phải là một lòng chuyên tâm tu luyện bởi vì vị trí tộc trưởng quá mức trọng yếu, một đám trưởng lão Trần gia rốt cuộc có hành động, ngay sau đó một lão giả có thực lực đấu tôn 6 sao đi, về phía Trần Tân tỏ ý ủng hộ rõ ràng, tiếp theo lại có ba trưởng lão đi về phía Trần Tân. Chốc lát sau lại là mười mấy người tuy còn do dự nhưng vẫn đi về phía Trần Tân, chẳng qua vẻ mặt những người này tương đối bất đắc dĩ, tựa hồ không phải là mong muốn trong lòng, nhưng thật sự không có biện pháp nào khác. Lúc này 21 trưởng lão còn dư lại từ từ tản ra. Nhạc Thành khẽ cao mày, không ngờ mấy lão giả này đều là luyện dược sư. Một nhóm 21 lão giả nhíu mày lưỡng lự, sau đó bốn mặt nhìn nhau tựa hồ đang quyết định gì đó. Bây giờ không khí cực kỳ khẩn trương, số người ủng hộ Trần Tân đang chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu như nhóm trưởng lão luyện dược sư này ủng hộ Trần Tân, vậy thì Trần Bưu nhất định phải thua rồi. Chốc lát sau, những lão giả này quay đầu nhìn về phía Trần Bưu, hồi lâu mới chậm rãi rời bước đi ra sau lưng Trần Bưu. Xem ra mấy phương thuốc kia đã có tác dụng trong lòng nhạc thành âm thầm nhẹ nhõm chỉ cần là luyện dược sư tin tưởng rằng không có cách nào cự tuyệt những phương thuốc của hắn đây là bệnh chung của luyện dược sư đặc biệt là mấy lão già một lòng nghiên cứu thuật luyện dược này nhìn thấy một đám trưởng lão còn dư lại đều đi về phía chân bưu nhất thời làm cho trần tân tái mặt vì cảm thấy ngoài dự liệu hạo trưởng lão các ngươi có đi sai chỗ không vậy có chuyện gì xảy ra hả trần tân nói với vị lão già cầm đầu trong nhóm trưởng lão luyện dược sư chúng ta không có đi sai chúng ta đã thương lượng qua sẽ toàn lực ủng hộ Trần Bưu thiếu gia. Một lão già gầy gò nói. Nhưng hạo trưởng lão của các ngươi đã đáp ứng với ta. Trần Tân thấp giọng nói. Xin lỗi, chúng ta đã quyết định ủng hộ Trần Bưu thiếu gia rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão già kia tiếp tục nói. Trần Bưu vốn đang vô cùng lo lắng, bây giờ nhìn thấy có một đám trưởng lão đi tới ủng hộ, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua mấy vị trưởng lão này đều đã cầm lấy những phương thuốc kia, xem ra bọn họ không thể cưỡng nổi mị hoặc trong đó. Nhạc Thành vẫn chưa thể thoải mái, lúc này nhóm trưởng lão trung lập đã phân định xong. Nhưng Nhạc Thành đã nhìn ra bốn đại thú tộc và Nhạc gia, Tôn gia, còn có Vũ Văn gia dù có ủng hộ ai cũng không đưa ra bao nhiêu tác dụng, thật ra bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc tới đây, chỉ muốn xem kịch vui mà thôi. Hết thảy đều đã có sắp xếp, hẳn là những cường giả kia xuất thủ ủng hộ, Trần Bưu rất khó lòng ngồi lên vị trí tộc trưởng này. Nhạc Thành lẩm bẩm: Bây giờ nhìn lại bản chất vấn đề không phải là ở ai thắng ai thua, mà là mấy cường giả đang ẩn mặt rốt cuộc sẽ ủng hộ ai mới là trọng yếu nhất. Các trưởng lão đã ra quyết nghị, hai bên đều có 62 vị trưởng lão ủng hộ, bất phân thắng bại. Một giọng nói trầm trọng vang lên, vị lão giả Hoàng Y này vốn gia nhập phe ủng hộ Trần Bưu. Bất phân thắng bại, vậy thì làm sao bây giờ? Nhất thời mọi người đều nổi lên nghi ngờ, Trần gia hiện tại tổng cộng có 124 trưởng lão, không nghĩ tới dĩ nhiên trùng hợp như thế mỗi người đều được 62 trưởng lão ủng hộ. Mọi người lắc đầu bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này, trong lúc nhất thời sự tình không dễ giải quyết rồi. Ta nghĩ rằng nên ta ra quyết định rốt cuộc là ai có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng. Từ giữa không trung bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói như có như không, ngay sau đó thanh âm càng lúc càng gần, rất nhanh sau đó, một lão giả tóc trắng xóa, chán rộng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc đi ra, nhạc thành âm thầm đánh giá lão giả vừa xuất hiện, Lão giả này nãy giờ một mực theo dõi sự tình biến hóa nơi này, Nhạc Thành quan sát hồi lâu vẫn không thể nhận ra thực lực đối phương, không khỏi kinh ngạc ngẩn người. Gặp qua Thái thượng trưởng lão, một đám thành viên Trần gia nhìn thấy lão giả này đi ra thì vội vàng hành lễ. "Các ngươi không cần đa lễ." Lão giả tóc trắng phất tay ra hiệu, ngay sau đó rời ánh mắt sang phía bốn đại thú tộc và ba đại nhân tộc, rồi dừng lại trên người Hỏa lão. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, bốn đại thú tộc, Vũ Văn Quang Minh và Hắc Sơn đều kinh ngạc. Vũ Văn Quang Minh nói. Vị này có phải là Trần Xuân trưởng lão? Ta từng nghe tộc trưởng nói đến đại danh của ngài, hôm nay nhìn thấy đúng là tam sinh hữu hạnh rồi. Vãn bối Vũ Văn Quang Minh có lễ, trước khi đi tộc trưởng cố ý giận dò, nếu như nhìn thấy Trần Xuân trưởng lão nhất định phải vấn an thay ông ấy. Đừng khách khí, ta và mấy lão già Vũ Văn gia cũng có giao tình không cạn, hôm nào có thời gian nhất định sẽ tự mình đến bái phòng bọn họ. Lão giả tóc trắng gật đầu nói với Vũ Văn Quang Minh. Tôn gia Hắc Sơn gặp qua Trần Xuân trưởng lão, đặc biệt thay mặt tộc trưởng vấn an ngài. Hắc Sơn cũng vội vàng khom người hành lễ. Nhạc Thành, đây là một lão quái vật của Trần Gia, 200 năm trước đã là luyện dược sư bát phẩm cao cấp rồi, bây giờ đoán chừng đã thăng lên luyện dược sư cửu phẩm sơ giai. Luyện dược sư cửu phẩm, ai già, sợ rằng chỉ có Trần Gia mới có. Hỏa lão truyền âm nói với Nhạc Thành, thì ra là luyện dược sư cửu phẩm, đúng là đủ mạnh. Nhạc Thành thầm nghĩ, tựa hồ ở trên huyền thiên nội lục chưa bao giờ gặp qua luyện dược sư cửu phẩm sau khi luyện dược sư đạt đến trình độ này lực công kích cũng dị thường cường hãn đặc biệt là công kích linh hồn quả thực là cực kỳ khó đối phó vị này chẳng lẽ là hỏa vô thiên hỏa lão trần xuân đánh giá hỏa lão hồi lâu mới hỏi một câu rất bất ngờ thật sự không nghĩ tới ngươi còn nhận ra ta hỏa lão mỉm cười nhàn nhạt hồi đáp không ngờ hỏa lão cũng đến trần gia thật là bất ngờ trần xuân biến đổi sắc mặt tựa hồ như cảm nhận thấy lý do hỏa lão tại sao lại rút lui khách khí rồi hôm nay ta cùng với nhạc tộc trưởng tới đây hỏa lão cất tiếng nói dường như cũng quen thuộc với trần xuân nhạc tộc trưởng hình như nhạc duy tộc trưởng không có ở đây trần xuân cất tiếng nói sắc mặt cũng đảo qua người nhạc thành trong lòng nhạc thành liền trầm xuống trần xuân tựa như đang làm khó mình mình là tộc trưởng chắc trần xuân đã biết nhưng hiện tại hắn giả bộ không biết là có ý gì trần xuân trưởng lão vị này chính là nhạc tộc trưởng nhạc thuần cất tiếng nói với trần xuân a à, không ngờ nhạc tộc trưởng lại còn trẻ như vậy không biết có thể được không trần xuân nhìn nhạc thành mà nói nhạc thành cất tiếng nói sau đó mỉm cười quét qua trần xuân ha ha người tuổi trẻ thật không biết trời cao đất rộng nhạc ra dường như càng lúc càng tệ hại trần xuân nhìn thấy thái độ của nhạc thành với mình thì thần sắc lộ vẻ không vui hỏa lão cùng với vũ văn minh quang cũng chăm chú nhìn nhạc thành nghe thấy lời nói của nhạc thành trong lòng bọn họ cũng sững sờ không ngờ lão quái vật này mà hắn cũng dám trêu chọc đây chính là cửu phẩm luyện dược sư đó nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha